Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông, nhìn các ngươi đã quyết định chủ ý muốn động thủ sao? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, mà Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cùng Thiên Độc Yêu Long đều lộ nụ cười quỷ dị, vài đầu yêu thú xoay quanh trong tầm mắt mọi người. Ngươi cứ nói đi, cho dù hôm nay ta bỏ qua ngươi, Phi Linh Môn các ngươi vẫn sẽ tới Thiên Tinh Tông đi. Ánh mắt Phương Thành Hữu lạnh lùng, cắn răng nói, nhưng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn qua Bạch Linh cùng Thiên Độc Yêu Long. Lục Lâm Thiên khẽ cười, Phương Thành Hữu không phải kẻ ngốc, chỉ là nhìn không thấu thực lực của Bạch Linh cùng Thiên Độc Yêu Long mà thôi, nếu nhìn ra phỏng chừng đã sớm bỏ chạy. Lục Lâm Thiên, chúng ta cũng nên tính nợ, người cướp vũ khí của Thiên Quỷ Tông, cướp hồn quả, món nợ này hôm nay đem mạng trả lại. Tùng Bách Đào lập tức nói, giết cho ta, đừng cho kẻ nào đào thoát. Dạ, nghe được mệnh lệnh, đoạn hồn đoạn mệnh của Thiên Quỷ Tông cùng Mã trưởng lão nhanh chóng đáp ứng một tiếng, chân khí cùng linh lực hùng hậu tràn ra, làm những người đi đường tránh xa xa đều cảm giác được áp bách tuyệt đối, không ngừng thối lui. Giữa ngã tư đường rộng lớn, lúc này chỉ còn lại hai nhóm người, không gian cô đọng lại, chân khí gươm thuốt vỏ nỏ dương dây bao phủ giữa không trung. Là ở đó, chính là bọn hắn giết đại thiếu gia. Nhất thời chung quanh xôn xao, có thêm 200 người lao tới. 6-7 người đi đầu đều có tu vi vũ tướng, còn có trung niên vũ xuất nhất trọng, ngoài ra là vũ phách cùng vũ sư cùng vũ sĩ không ít. Bái kiến Phương trưởng lão, Cường trưởng lão. 6-7 người đi trước nhìn thấy người của Thiên Tinh Tông, lập tức hành lễ. Viên đương gia, chuyện gì vậy? Phương Thành Hữu hỏi. Phương trưởng lão, người ở đây vừa lúc, chính là mấy người này mới giết con ta. Người này nháo sự trong Thiên Tinh Thành, hoàn toàn không đem Thiên Tinh Tông để vào trong mắt, Phương trưởng lão làm chủ cho Viên gia chúng ta a. Đại hán vũ xuất nhất trọng hung hăng nhìn năm người Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập sát ý, mà người của Viên gia cũng đã vây quanh. Người của Viên gia, Lục Lâm Thiên vuốt vuốt mũi, lập tức cười nhạt một tiếng, nhân số đối phương không ít, nhưng không cần để vào trong mắt. Lần này mấy người kia phiền toái, người của Viên gia cùng Thiên Tinh Tông đều ở đây. Phỏng chừng trốn không thoát. Nghe nói mấy người này đã giết Viên gia đại thiếu gia trong tử quán vừa rồi. Mấy người này sẽ chết vô cùng thảm, thật sự choáng váng, ngay cả Thiên Tinh Tông cũng dám trêu chọc. Viên gia chủ, người yên tâm đi, mấy người này nhất định không còn mạng rời khỏi Thiên Tinh Thành. Phương Thành Hữu mỉm cười nói. Đa tạ Phương trưởng lão, ta nhất định phải đem mấy người này bầm thây vạn đoạn. Viên gia chủ nhìn năm người Lục Lâm Thiên. Đau đớn mất con làm hắn tràn đầy phẫn nộ, lúc này có trưởng lão Thiên Tinh Tông làm chỗ dựa càng thêm không chút kiêng nể. Lục Lâm Thiên, ra vẻ ngươi chết ở Thiên Tinh Tông, Linh Thiên Môn càng không lời gì để nói. Ánh mắt Phương Thành Hữu càng lạnh hơn, không còn chút băn khoăn. Đệ tử Thiên Tinh Tông nghe lệnh, đánh chết mấy người này, không cho ai chạy thoát. Phương Thành Hữu dứt lời, vũ xuất bát trọng cùng nhất trọng, nhóm vũ tướng đồng thời tán phát ra uy áp chân khí cường đại. Lập tức làm người chung quanh cảm nhận được uy áp thật lớn. Lần này để cho ta động thủ đi. Thiên Độc Yêu Long mỉm cười, phất tay áo làm ra bộ dáng, trong mắt thậm chí lộ ý cười. Lục Lâm Thiên híp mắt, chân khí quanh thân run lên, khuôn mặt như cười như không, với thực lực của đối phương, hắn cũng không cần đặt vào trong mắt. Động thủ cho ta. Tùng Bách Đào đồng thời hét lớn một tiếng. Tiểu tử, lần trước cho ngươi chạy, lần này ngươi chắp cánh khó tránh khỏi. Đoạn hồn đoạn mệnh âm trầm quát, chân khí run lên, hai đạo tàn ảnh bám theo kình phong sắc bén nhanh như chớp lao về hướng Lục Lâm Thiên. Đoạn hồn đoạn mạng đột nhiên ra tay, làm không ít người cực kỳ kinh ngạc, trong lòng thầm tuôn mồ hôi lạnh. Chỉ nháy mắt cả hai xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, tốc độ nhanh tới cực hạn, hai người đều là tu vi vũ xuất ngũ trọng, thực lực không kém Hoa Mãn Lâu bao nhiêu, thủ ấn kết xuất, hai đạo kình phong sắc bén hung hăng đánh thẳng tới trước. Ca ca. Giao cho muội. Lão đại, giao cho ta. Cùng một thời gian hai thanh âm thanh thúy cùng trẻ thơ truyền ra, hai đạo hào quang vượt qua bên người Lục Lâm Thiên. Suy suy, chỉ thấy tiểu A đầu cùng tiểu đồng kết xuất thủ ấn, từng đạo quyền ấn đánh thẳng về hướng hai cường giả vũ xuất. Trời à! Mọi người đồng thời hít sâu một hơi, trái tim nhấc lên cổ họng. Phanh phanh! Hai đạo thanh âm nổ bạo vang lên như sấm sét. Kinh khí cuồng bạo trực tiếp xốc lên mặt đường bên dưới, không gian ba văn bị đẩy lui, tựa như mặt hồ bị nổ tung hoa. Đặng đặng, trong vẻ mặt kinh ngạc trợn mắt của mọi người,
một đạo thân ảnh bị trực tiếp đẩy lui ra sau, đó chính là một trong nhị lão. Người bị đẩy lui sắc mặt cực kỳ kinh hãi, lén lút che giấu bàn tay run rẩy của mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào tiểu đồng trước mặt, một quyền của tiểu tử kia thật sự cường hãn vô cùng. Đặng đặng, thân ảnh Lục Tâm Đồng cũng lảo đảo thối lui, luận ngạnh kháng thực lực nàng chưa thể trực tiếp đối kháng với vũ xuất ngũ trọng, huống chi trong cận chiến cứng rắn, linh giả không sánh bằng võ giả. Không có việc gì. Cả tiểu đồng lẫn tiểu nha đầu đều bình yên vô sự xuất hiện trước mắt mọi người, không ít người đưa mắt nhìn nhau cứng lưỡi. Cùng nhau động thủ. Viên gia chủ sốt ruột hét lớn một tiếng, thân ảnh cấp tốc lao ra, chân khí run lên, trong tay cầm một thanh cửu hoàn đại đao, đao mang mang theo kình phong bắn xuống, mục tiêu chính là Lục Lâm Thiên, mà 200 người của viên gia cùng nhau lao tới. Suy. Viên gia chủ lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Bởi vì nhìn người trẻ tuổi kia dễ đối phó nhất, đao mang bổ ra không gian ba văn, thực lực vũ xuất nhất trọng cũng không yếu, nếu không phải con trai bị giết, hắn cũng không giận dữ tới như vậy. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lạnh ý, thủ ấn kết xuất, một cỗ chân khí quỷ dị lan tràn. Suy, đao mang sắc bén xỏ xuyên qua không gian thẳng tắp đánh xuống. Đồng thời trong tay Lục Lâm Thiên bao phủ hoàng mang nhanh chóng khuếch tán phạm vi năm thước khắp chung quanh. Giờ phút này đao mang đánh vào hoàng mang, quỷ dị biến mất không thấy bóng dáng, một đạo đao mang hơn trăm thước sắc bén chấn khai không gian ba văn lại biến mất bên trong hoàng mang không còn nhìn thấy. Ánh mắt viên gia chủ hoảng hốt, cảnh tượng này hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn, mà lúc này hắn cũng mang theo chân khí cuồng bạo hung hăng lao vào phạm vi hoàng mang, ngay tiếp theo đồng tử cũng co rút lại. Giờ khắc này chỉ có mỗi viên gia chủ cảm giác được một cỗ cự lực ngập trời đang xâm nhập vào trong thân thể hắn. Mà hắn không còn sức phản kháng, không gian chung quanh không còn cách nào khống chế, thậm chí chân khí cũng không cách nào vận chuyển. Ngươi là vũ xuất tứ trọng. Đúng lúc này viên gia chủ cảm giác được khí tức trên người thanh niên áo xanh kia, hắn thật sự không nghĩ ra con mình vì sao lại trêu chọc tới cường giả thế này, mà thanh niên trẻ tuổi như vậy cũng đã là vũ xuất tứ trọng. Phanh phanh. Trong tích tắc trong hoàng mang truyền ra thanh âm nổ tung trầm đục, ngay sau đó viên gia chủ trực tiếp nổ tung. Thân hình hóa thành vũng máu đổ tung dưới đất. Một màn này làm người chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, thanh niên áo xanh căn bản chưa từng ra tay, mà viên gia chủ lại trực tiếp hóa thành máu loãng, điều này thật làm người kinh ngạc lẫn ngoài ý muốn, nhìn thấy cảnh tượng như thế không ít người hít sâu một hơi. Lần này tới lượt ta xuất thủ, một đám tạp mao, còn dám châm cháo, đều chết đi cho bổn long. Đồng thời thiên độc yêu long hét lớn một tiếng, yêu nguyên bàng bạc tràn ra. Mặt đất nhất thời nứt nẻ, chấn khai không gian ba văn, thân hình hóa thành hắc ảnh bắn tới, thủ ấn kết xuất, hắc mang bạo tuôn, một đạo trưởng ấn khổng lồ oanh kích lên nhóm người vây tới, rơi thẳng lên thân thể bọn hắn. Phanh! Trưởng ấn hung hăng va chạm vào đám người, tựa như sóng xung kích cường hãn, chấn động không gian ba văn lan tràn, chân khí cuồng bạo gào thét, đung đưa giữa không trung, hơn trăm người lập tức hóa thành bánh thịt. Yêu thú thất giai! Sắc mặt Phương Thành Hữu cứng ngắc, cảm giác được chân khí của đại hán vạm vỡ phía trước, mới biết được người này là yêu thú thất giai. Thực lực yêu thú thất giai kém cỏi nhất cũng đối kháng được vũ vương nhất trọng đỉnh, mà hắn chỉ tới vũ xuất cửu trọng, dù là vũ xuất cửu trọng đỉnh cũng là vũ xuất, bởi vậy sắc mặt hắn khó xem tới cực điểm. Một đám con kiến. Ánh mắt trầm xuống, thân ảnh thiên độc yêu long hóa thành hắc ảnh, tiếp theo xuất hiện trước mặt Phương Thành Hữu. Mau thông chi tông chủ, mau. Phương Thành Hữu hét lớn một tiếng, căn bản không dám có chút ý niệm đối kháng, vội vàng bỏ chạy, thậm chí hắn cũng không nhìn tới Tùng Bách Đào. Phanh! Giữa không trung, một đoàn khói hoa nhất thời nổ tung. Độc Long Huynh, bắt người này! Lục Lâm Thiên lập tức biến mất, thân ảnh chỉ còn lưu tàn ảnh, khi xuất hiện đã ở trước người Tùng Bách Đào. Không thành vấn đề! Thiên Độc Yêu Long quá to, cấp tốc đuổi theo Phương Thành Hữu. Thiếu Tông Chủ cẩn thận! Ánh mắt Đoạn Hồn Đoạn Mệnh đại biến, nhất thời liền quát, nhưng Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long đã lao tới, không thể thoát thân. Ô! Ở trên vai Lục Tâm Đồng, Phi Thiên Ngô Công hóa thành bản thể khổng lồ, bám theo kịch độc đang cùng Lục Tâm Đồng liên thủ đối kháng một trong nhị lão. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên dễ dàng đánh chết một vũ xuất nhất trọng, còn lộ ra tu vi tứ trọng, ánh mắt Tùng Bách Đào trầm xuống, dậm mạnh chân, một cỗ linh lực tràn ra, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đúng ngay thời khắc đó, không gian chợt dao động, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện,
hướng thẳng Lục Lâm Thiên đánh tới, người này chính là Mã trưởng lão. Một đạo quang trụ xuất hiện, linh hồn lực lượng phóng lên cao, quang trụ xuyên qua không gian hóa thành đầu ưng khổng lồ lớn hơn trăm thước, mang theo uy thế kinh người nháy mắt đánh thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Công kích linh hồn ngưng vật. Thân hình Lục Lâm Thiên nháy mắt ngừng lại, hắn cũng không dám khinh thường, ánh mắt phát lạnh, mình bây giờ cũng là linh xuất tứ trọng, hoàn toàn có thể đối kháng, nhưng còn chưa tới lúc bại lộ thực lực của chính mình. Lục Lâm Thiên mạnh mẽ xoay người, thủ ấn kết xuất, một thanh âm trầm đục truyền ra, một đạo chân khí nóng cháy nháy mắt khuếch tán giữa không trung. Liệt Viêm Quyền. Một đạo quyền ấn bay ra, năng lượng hỏa hệ hội tụ, quyền ấn mơ hồ hóa thành quang ảnh đỏ đậm uyển như tia chớp bắn tới. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, quyền ấn trướng thành ngàn thước, ẩn chứa năng lượng cháy rực cuồng bạo như muốn thiêu đốt cả không gian đều chao đảo, ngay lập tức áp thẳng tới đầu ưng khổng lồ kia. Hai đạo năng lượng bất đồng nháy mắt ầm ầm va chạm, một cỗ quang mang chói mắt bộc phát cuối chân trời. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy được đầu ưng bị ngọn lửa thổi quét, trong khoảnh khắc hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán, ngay sau đó một đạo hãn lôi nổ vang, âm thanh vang vọng cuối chân trời. Xuy xuy, đầu ưng vỡ ra, đồng thời linh hồn lực lượng vỡ áp tới, nhưng Lục Lâm Thiên không hề để ý đến, chút linh hồn lực lượng kia cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Công kích đồng cấp hoàn toàn có thể xem thường. Phanh! Quyền ấn nháy mắt bộc phát, một cỗ năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố nháy mắt thổi quét, bao phủ cả Mã trưởng lão bên trong. Một đạo hoàng mang lao thẳng tới, thân thể Lục Lâm Thiên xuất hiện, trên người mặc một bộ khải giáp lóe sáng quang mang. Chết đi! Trong kình khí cuồng bạo, thủ ấn biến hóa, một thanh huyết đao xuất hiện, trực tiếp đánh xuống. Đao mang hơn trăm thước chém vỡ không gian với xu thế lôi đình nháy mắt rơi lên người Mã trưởng lão. Trong ánh mắt kinh hãi của Mã trưởng lão, đao mang trực tiếp chém vỡ quang quyển hộ thân của hắn, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Đao mang rơi xuống, hộ thân quang quyển nứt vỡ, thân hình Mã trưởng lão lập tức bị chém thành hai nửa, mà con đường bên dưới trực tiếp bị san thành bình địa, mặt đất nứt vỡ, kiến trung chung quanh liên tục nổ tan. Hiện tại tới lượt ngươi. Một màn hỗn loạn còn chưa tiêu tán, một thanh âm trầm thấp truyền ra, một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước người Tùng Bách Đào. Ngao! Chân khí rót vào, thanh âm long ngâm vang vọng, Lục Lâm Thiên cũng không thi triển vũ kỹ, trực tiếp chém xuống, đao mang bạo lướt mang theo huyết sắc, nhất thời năng lượng thiên địa bỗng nhiên sôi trào lên. Hưu! Đao mang dài hơn ngàn thước bay ra, không gian ba văn vỡ tan, tiếp theo chém thẳng về hướng Tùng Bách Đào. Sắc mặt Tùng Bách Đào đại biến, thủ ấn kết xuất, trong mắt lộ vẻ âm lệ quát. Lục Lâm Thiên, ngươi là vũ xuất tứ trọng thì thế nào, có được võ linh khí thì sao, ngươi căn bản không giết được ta. Tùng Bách Đào vừa quát, đồng thời một cỗ khí tức quỷ dị nháy mắt lan tràn trên không trung. Ngay tiếp theo quanh thân hắn bao phủ trong một mảnh bạch sắc quang quyển chói sáng. Chỉ nháy mắt, huyết sắc đao mang mang theo âm bạo chói tai nhanh như chớp cắt qua không gian. Đao mang đi qua mặt đất nứt nẻ, luôn lan tràn thật xa, cả con đường đều sụp đổ, kiến trúc nứt vụn. Ngay trong ánh mắt chăm chú của mọi người, huyết sắc đao mang mang theo tiếng hổ gầm long ngâm nháy mắt bổ lên bạch sắc quang quyển, nháy mắt tiếp xúc giữa không trung đột nhiên run rẩy, không gian kiềm hãm, bộc phát ra cường quang chói mắt, một cỗ kình phong cực kỳ sắc bén tích tắc khuếch tán. Ca ca. Đúng lúc này chỉ thấy bạch sắc quang quyển bao quanh Tùng Bách Đào nháy mắt nứt nẻ, lập tức hóa thành mảnh nhỏ. Tùy theo đao mang tiêu hao không ít, ngay lập tức nặng nề va chạm lên người Tùng Bách Đào. Một màn quỷ dị xuất hiện, vào thời khắc này trên không trung đột nhiên nổi lên dao động quỷ dị, trên người Tùng Bách Đào đột nhiên bộc phát quang mang chói mắt, hào quang làm người không dám nhìn thẳng. Đao mang chút xuống, lập tức biến mất giữa không trung, thân ảnh Tùng Bách Đào vẫn bình yên vô sự xuất hiện, hào quang thu liếm, trên người mặc một bộ áo trắng như khải giáp vô hình, toàn thân chỉ có đôi mắt còn lộ bên ngoài. Bộ bạch sắc khải giáp tràn ngập lưu quang, không gian ba văn tản mát, một cỗ chân khí áp không giáng xuống, khải giáp kia rõ ràng không phải vật phàm. Trong lòng Lục Lâm Thiên cực kỳ hoảng sợ, với thực lực linh xuất tam trọng của Tùng Bách Đào, theo Lục Lâm Thiên phỏng chừng mình thúc giục một kích toàn lực muốn giết hắn hẳn không thành vấn đề, nhưng Lục Lâm Thiên rõ ràng cảm giác được một đao đánh xuống trên khải giáp tản ra cỗ lực lượng cuồn cuộn nháy mắt cắn nuốt đao mang của mình, chỉ lưu lại một dấu vết thật mờ. Đây là võ linh khải giáp hộ thân, mà Tùng Bách Đào là linh giả, đây không phải võ linh khải giáp. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm khải giáp, ánh mắt run lên,
khải giáp kia đón nhận được một đao của mình, tuyệt đối không phải vật phàm. Nếu khải giáp không phải vũ khí, không phải linh khí, chỉ còn lại là võ linh khí cùng hồn khí, mà Tùng Bách Đào là linh giả, võ giả có thể thúc giục hồn khí, mặc dù uy lực yếu hơn không ít, nhưng vẫn làm được. Mà võ linh khí cần dùng chân khí thúc giục, cho nên linh giả không thể dùng, nếu thi triển chỉ là cậy mạnh mà thôi, vì vậy vật kia chỉ có thể là hồn khí. Kiệt kiệt, Lục Lâm Thiên, cho dù ngươi có võ linh khí huyền cấp thì thế nào, ngươi căn bản không giết được ta. Tùng Bách Đào đắc ý cười lớn, hắn tuyệt đối có lòng tin với bộ khải giáp trên người mình. Lục Lâm Thiên, ngươi có võ linh khí huyền cấp thì giỏi lắm sao, biết vật này của ta là gì sao? Hồn linh khải giáp phòng ngự địa cấp, bảo vật trong vụ tinh đại điện, ngươi làm sao giết ta? Thanh âm Tùng Bách Đào hung hăng càn quấy vang lên. Hồn linh khải giáp địa cấp, không ngờ là loại bảo vật này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên sáng ngời, khó trách khải giáp kia có thể đối kháng một đao của huyết lục. Trong đầu Lục Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới tin tức của ám đường, khi Tùng Bách Đào ở trong vụ tinh hải, đã đi qua vụ tinh đại điện, nhưng không ai biết hắn chiếm được bảo vật gì, như thế xem ra hắn lấy được chính là hồn linh khải giáp địa cấp. Lục Lâm Thiên không xa lạ với vật này, đây là một loại hồn linh khí địa cấp, nhưng là hồn khí phòng ngự, người có được hồn linh khí đều ngoài linh vương, mà linh suất có được ít càng thêm ít. Lục Lâm Thiên, người không giết được ta, vũ suất tứ trọng mà thôi, người có võ linh khí huyền cấp, cũng không thể giết ta, hiện tại tới lượt ta. Tùng Bách Đào cười lạnh, quát lớn một tiếng, linh khí run lên, không còn sợ hãi. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện tia tham lam, lẩm bẩm. Hồn linh khải giáp địa cấp, là bảo vật, ta muốn. Tùng Bách Đào không nghe được lời thì thầm của Lục Lâm Thiên, lao thẳng về phía hắn, giữa không trung mang theo đạo bạch ảnh, người này đích thật có tiền vốn hung hăng càn quấy. Nếm ta một kiếm. Tùng Bách Đào hung dữ quát, giờ khắc này hắn đã không phân biệt được mình hận hay đố kỵ Lục Lâm Thiên, vài lần muốn giết người đều không thành công, trơ mắt nhìn Lục Lâm Thiên đoạt đi hồn linh quả. Cuối cùng Lục Lâm Thiên còn trở thành con rể linh thiên môn, mà hắn thất bại, những chuyện này làm cho hắn vốn không có thâm cửu đại hận nhưng hiện giờ đã biến thành hận ý ngập trời. Vừa dứt lời, thân hình Tùng Bách Đào lao thẳng tới, một thanh kiếm dài 3 xích hiện lên, lưu quang 4 phía, kiếm minh nháy mắt vang vọng, mặc dù không phải linh khí nhưng cũng không phải vật phàm. Hưu, trường kiếm run lên, Tùng Bách Đào điểm chân vào hư không, không gian 3 văn khuấy động. Thân thể như tia chớp lưu tàn ảnh lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Trường kiếm như lực phách hoa sơn, trực tiếp xé rách không gian, thoát ra một đạo kiếm quang dài chừng vài trăm thước, sau đó hung hăng chém thẳng tới trước. Khóe môi Lục Lâm Thiên hiện tia cười lạnh, bạch mang lóe ra, một luồng khí xoáy thành hình, thân hình chợt lóe, giữa không trung liền vang lên tiếng sấm trầm thấp. Hưu, kiếm quang bàng bạc xuyên qua không gian, thân ảnh Lục Lâm Thiên bị chém thành 2 nửa. Tùng Bách Đào vừa lộ vẻ cười lạnh đắc ý, nhưng tiếp theo sau sắc mặt kinh hãi, cả không gian đột nhiên chấn động, kiếm quang đánh xuống, giữa không trung hiện lên khe nứt thật lớn, khe nứt lan tràn, lập tức trong thành truyền ra không ít tiếng kêu thảm thiết, một tảng lớn kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Khe nứt lan tràn thật xa mới chậm rãi dừng lại, uy lực một kiếm thật mạnh, trong đám người hít sâu một hơi rét lạnh, lập tức thối lui thật xa, trình tự chiến đấu bậc này bọn họ không khả năng nhúng tay. Là tàn ảnh. Người đâu? Một kiếm chém hụt, ánh mắt Tùng Bách Đào đại biến, trong tầm mắt hoàn toàn mất đi thân ảnh Lục Lâm Thiên, tâm thần tìm kiếm, nhất thời chợt xoay người thối lui. Tùng Bách Đào, người phạm 2 sai lầm, không nên buông tha linh hồn công kích cực mạnh của mình, không nên có sợ hãi, hồn linh khải giáp địa cấp, nhưng người còn chưa thể thúc giục ra lực phòng ngự mạnh nhất đi. Một thanh âm trầm thấp hài hước truyền ra, thân hình Lục Lâm Thiên xuất hiện, huyết đao vung lên, trên miệng lộ nụ cười lạnh lẽo. Chuôi đao dương lên, chân khí tràn ra, hội tụ trên huyết lục, một cỗ huyết sắc đao mang lóe sáng huyết quang, sát khí sắc bén bắn ra 4 phía làm không gian có cảm giác như vặn vẹo, chân khí quanh thân Lục Lâm Thiên nháy mắt tăng vọt. Ngao! Một tiếng long ngâm truyền ra, huyết lục huy động, một cỗ chân khí nháy mắt bao phủ thiên địa, khí tức vô cùng hùng hậu làm người ta có cảm giác không thể lay động mảy may, năng lượng thổ hệ mạnh mẽ khuếch tán. Huyết đao thẳng tắp bổ ra. Không có chút hoa lệ rực rỡ, chỉ thẳng tắp một đao chém xuống, nhưng lại tiếp cận năng lượng thổ hệ thực chất nhất. Liệt không cửu kích. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, đao mang đột nhiên bùng nổ, như tia chớp cắt qua không gian mang theo âm bạo vô cùng chói tai quanh quẩn giữa không trung. Ngay tiếp theo sau,
huyết sắc đao mang bổ ra 9 đao, đao mang hơn ngàn thước nháy mắt phá không bay ra, mang theo xu thế lôi đình lập tức hội nhập cùng nhau, không gian ba văn trực tiếp nứt vụn. Hiu hiu, huyết sắc đao mang xu thế như trẻ tre nháy mắt chút xuống, không gian ba văn hóa thành cho tàn, làm người ta không nhịn được nhảy dựng. Sắc mặt Tùng Bách Đào ngưng trọng, uy lực một đao kia mạnh hơn không chỉ vài lần. Mà lúc này thân ảnh hắn cấp tốc thối lui, quanh thân hiện lên hộ thân quang quyển. Nhưng hắn vừa lui, đao mang mang theo xu thế phách thiên càng ra tốc hơn vài lần. Suy, chỉ nháy mắt đao mang như tia chớp trực tiếp đánh xuống, như muốn bổ ra không gian, chân khí ngập trời triệt để phóng thích. Phanh, quang quyển hộ thân quanh người Tùng Bách Đào trực tiếp nứt vụn, đao mang chút xuống, trong ánh mắt kinh hãi của hắn, hung hăng bổ lên hồn linh khải giáp. Ca ca, một đao đánh xuống, cả không gian vặn vẹo, chân khí cuồng bạo thổi quét, không gian rung chuyển, lực lượng vô cùng bá đạo, không trung hỗn loạn không nhìn thấy rõ hết thảy chung quanh. Khi kình khí dần tiêu tán, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy đao mang trực tiếp bổ lên đầu vai Tùng Bách Đào, hai người ở gần trong gang tấc, đang giằng co giữa không trung. Một đao bị Tùng Bách Đào ngăn chặn, nhưng giờ phút này miệng của hắn đã ứa máu. Nhưng ngay lúc này khóe môi Lục Lâm Thiên nổi lên lãnh ý, quanh thân xuất hiện thổ hoàng sắc quang quyển bao trùm phạm vi năm thước, không gian trực tiếp vặn vẹo, hào quang khải giáp bạch sắc đều tối sầm, một cô ám kình mênh mông đột nhiên bùng nổ. Oanh! Huyết đao lại run lên, một cô ám kình xuyên thấu qua bạch sắc khải giáp hung hăng đánh lên người Tùng Bách Đào. Suy! Thân thể Tùng Bách Đào văng ra, trực tiếp nện xuống hung hăng tạp lên mặt đất, ngay ngã từ đường hiện lên một hố to sâu chừng một thước. Phốc! Sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt, phun ra ngụm máu tươi, giãy giụa đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt kinh hãi lại nhìn thấy một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trước mặt của hắn. Lần này toàn bộ người vây xem đều sững sờ, nhìn chằm chằm thanh niên kia, thực lực người này tuyệt đối khủng bố. Ngươi chỉ là vũ xuất tứ trọng mà thôi, làm sao ngươi có thể thương tổn được ta? Nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt Tùng Bách Đào trắng bệch, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc lẫn e ngại, hắn từng thí nghiệm về hồn linh khải giáp, dù là vũ xuất bát trọng cũng khó thương tổn được hắn, mà Lục Lâm Thiên lại có thể làm hắn bị thương nặng, biến thành vô cùng chật vật. Lục Lâm Thiên, ngươi dám động thiếu tông chủ, cả Thiên Quỷ Tông sẽ không buông tha cho ngươi. Đoạn hồn đoạn mệnh nhị lão nhìn thấy một màn này hét lớn một tiếng, lão giả đang giao thủ với tiểu long đánh ra một quyền muốn đẩy lui hắn. Lão gia hỏa, ngươi đi không được. Ánh mắt tiểu long trầm xuống, nắm tay đánh ra, đây chính là ngạnh kháng, trên nắm tay bùng nổ cự lực, không gian trực tiếp vặn vẹo lõm xuống. Phanh phanh, quyền ấn va chạm, nhất thời kích tán lên kình phong. Vũ xuất ngũ trọng kia bị chấn bật lui ra sau. Hô hô, người còn lại bị một mảnh khói độc của Lục Tâm Đồng bao phủ, không gian đều vặn vẹo, dù thần sắc Lục Tâm Đồng tái nhợt nhưng trong thời gian ngắn người kia cũng không thể bức lui nàng. Lúc này ở trước mặt Bạch Linh là hai thi thể, đó là trưởng lão vũ xuất bát trọng của Thiên Tinh Tông, ngoài ra còn có một vũ xuất nhất trọng, chỉ một chiêu cả hai đều không có năng lực phản kháng, liền trực tiếp bị nàng ra tay đánh chết. Nhóm vũ tướng còn lại kinh hãi vây ở phía xa đưa mắt nhìn qua, không dám tới gần. Bạch Linh cũng không có ý tứ tiếp tục ra tay, híp mắt nhìn lên không trung. Lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên đã rơi xuống đất, hoàng mang chợt lóe, thân hình cấp tốc lao thẳng tới. Thân hình Tùng Bách Đào vội vàng thối lui, nhưng lúc này hắn bị thương nặng, tốc độ sút giảm không ít. Ngay khi Tùng Bách Đào vừa thối lui một bước, không gian trước mắt đột nhiên vặn vẹo, một đạo hoàng mang nháy mắt xuất hiện. Khóe môi đối phương hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Mặc kệ ngươi là thiếu tông chủ Thiên Quỷ Tông hay con rể Thiên Tinh Tông, ngươi đều phải chết. Sát ý đột nhiên lan tràn, mạnh mẽ tới mức làm Tùng Bách Đào phát lạnh. Giờ khắc này hắn không hề có chút do dự, linh lực tán loạn lập tức tràn ra, ngưng tụ thành trưởng ấn muốn đẩy tới trước. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Ngay trong tích tắc, một đạo trưởng ấn bắn ra, cuối cùng đón gió mà chướng. Nháy mắt va chạm vào trưởng ấn còn chưa kịp hình thành của Tùng Bách Đào. Phanh! Hai đạo trưởng ấn va chạm, thanh âm nổ bạo vang vọng, một giây sau kình phong tán loạn, trực tiếp bao phủ bầu trời, kình phong khủng bố liên miên không dứt, bao phủ khắp cả không gian. Tùng Bách Đào nhất thời cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, linh lực cấp tốc tiêu hao, khải giáp tuy có thể chống cự công kích nhưng không cách nào chống lại sự tiêu hao quỷ dị như thế. Có hồn linh khải giáp cũng không hộ được ngươi. Lục Lâm Thiên quát, trên tay hiện lên quang nhận,
lập tức đánh thẳng lên người Tùng Bách Đào. Giờ khắc này cả không gian xuất hiện một màn kinh người, chỉ thấy mặt đất trong không gian phạm vi hơn ngàn thước nứt nẻ, lan tràn thành từng khe hở lớn. Phanh! Mặt đất mở mang, kiến trúc khắp bốn phía nứt toác thành vô số đá vụn, không gian đọng lại, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Phốc! Tùng Bách Đào phun ra ngụm máu tươi, thân hình như bị hư thoát trực tiếp ngã xuống đất. Lục Lâm Thiên còn chưa muốn giết Tùng Bách Đào, chỉ vì hắn sợ tổn thương hồn linh khải giáp. Đồng thời thi triển hai đạo ảm nhiên tiêu linh trưởng, với tác dụng công kích quỷ dị, hắn nắm chắc đối phó được Tùng Bách Đào. Tùng Bách Đào, hiện tại ngươi đã cảm thấy được ta có thể đánh chết ngươi hay không, chết đi. Lục Lâm Thiên dứt lời, một đạo thổ hoàng sắc trưởng ấn mang theo tàn ảnh phóng lên cao. Lục Lâm Thiên, ngươi dám, Thiên Quỷ Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Sắc mặt Đoạn Hồn Đoạn Mệnh nhị lão đại biến, nhưng hai người hoàn toàn không thể thoát thân, chỉ rít gào cả giận hét. Trưởng ấn rời tay, chấn khai không gian ba văn, không gian như muốn vặn vẹo phá nát, ngay tiếp theo sau trưởng ấn vỗ thẳng lên mũ giáp của Tùng Bách Đào đã không còn năng lực phản kháng. Phanh phanh, một thanh âm trầm đục truyền ra, mặc dù Tùng Bách Đào có khải giáp nhưng toàn thân đã uể oải, căn bản không thể đối kháng một trưởng này. Phốc, trưởng ấn vừa rơi lên đầu Tùng Bách Đào, một đạo huyết vụ phun ra, đồng thời khải giáp đã thu vào nội thể không thấy. Phanh. Tùng Bách Đào ngã xuống đất, nháy mắt đồng tử khuếch tán, ánh mắt âm lệ biến thành kinh hãi cùng hoảng sợ, nhưng lập tức vĩnh viễn mất đi chi giác, lúc này hắn mới biết được dù hắn là thiếu tông chủ Thiên Quỷ Tông, nhưng có chút người trêu chọc không nổi. Thu! Thủ ấn kết xuất, một đạo trưởng ấn rơi lên thiên linh cái Tùng Bách Đào, một đạo bạch mang chói mắt hiện lên, lập tức bị Lục Lâm Thiên thu vào trong chữ vật giới chỉ, ngay tiếp theo chữ vật giới chỉ của Tùng Bách Đào cũng rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Thiếu tông chủ, Đoạn Hồn Đoạn Mệnh nhị lão nhìn thấy một màn này giận dữ gầm rú lên. Lục Lâm Thiên, Thiên Quỷ Tông sẽ không tha cho ngươi. Người đang dây dưa với Lục Tâm Đồng bộc phát sát ý, thủ ấn kết xuất, chân dẫm hư không, chân khí tràn ra, thân hình hóa thành quang ảnh, một đạo quyền ấn phóng lên cao trực tiếp chấn khai không gian ba văn bao phủ lấy hắc vụ, quyền ấn tràn ra ngoài, sau đó đột nhiên nổ tung. Phanh! Hắc vụ trực tiếp nổ tung. Hình thành sóng xung kích tản ra bốn phía, trưởng ấn hung hăng oanh ra đem hắc vụ đánh thành sơ xác. Đặng đặng, sắc mặt Lục Tâm Đồng tái nhợt, thân hình lảo đảo thối lui ra sau, nhưng lập tức có cỗ lực lượng ôn nhu giữ lại khiến lực trùng kích lập tức tan biến. Lục Tâm Đồng quay đầu nhìn lại, thân ảnh Bạch Linh đã xuất hiện phía sau, giờ khắc này một đạo hoàng mang lại trực tiếp lao thẳng tới trước người nàng. Đi chết đi! Tiếng quát truyền ra, đồng thời một đạo huyết sắc đao mang phóng tới. Suy, đao mang phá không xuyên qua, khí thế bàng bạc như vạn mã chạy trồm, bám theo cỗ kình khí bao trùm trời đất thổi quét khuếch tán. Huyết sắc đao mang mang theo âm bạo chói tai bén nhọn trực tiếp đánh thẳng vào người Vũ Xuất vừa đẩy lui Lục Tâm Đồng. Hưu, đao mang đi qua, không gian xé vỡ, tốc độ nhanh tới cực hạn, người kia hoảng hốt bố trí hộ thân cương quyển, nhưng không cách nào đối kháng được uy lực khủng bố của một đao này. Hô, đao mang đánh xuống. Hộ thân cương quyển lập tức phá thành mảnh nhỏ. Ca ca. Thanh âm tiếng vỡ nát răng rắc, hộ thân cương quyển vỡ tan, đao mang áp xuống, thẳng tắp rơi lên đầu người kia. Hưu. Thân hình hắn trực tiếp bị chém thành hai nửa. Siêu. Thân hình Lục Lâm Thiên nháy mắt biến mất tại chỗ, thậm chí còn không cần nhìn qua một lần, khi thân ảnh xuất hiện, đã xuất hiện trước mặt một trong nhị lão còn lại. Phanh. Trường ấn của Tiểu Long chấn khai không gian. Trực tiếp đẩy lui người kia. Tới lượt ngươi. Lục Lâm Thiên dứt lời, huyết sắc đao mang chói mắt bay ra. Ngao. Đao mang nương theo sau tiếng long ngâm truyền ra, vẽ ra một đường cong huyết sắc quỷ dị. Hưu. Không gian phá vỡ, nhất thời mang theo cỗ lực lượng bàng bạc như thiên ngoại vẫn thạch nện xuống, không trung run rẩy, huyết sắc đao mang phút chốc bổ lên thân thể người kia. Dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, thân hình hắn lập tức biến thành hai đoạn. Mặt đất nứt nẻ lan tràn thật xa, dãy kiến trúc khổng lồ bị hủy diệt một tảng lớn. Một đao khí thế khủng bố làm lòng người phát lạnh, vô số ánh mắt vô cùng rung động, nhìn kình khí thổi quét trên bầu trời, chỉ nháy mắt thanh niên áo xanh đã giết chết hai Vũ Xuất ngũ trọng thật dứt khoát gọn gàng, sát khí tận trời, tựa như sát thần nhất thời ghi khắc thật sâu trong lòng bọn họ. Lão đại, nếu ngươi cho ta khôi phục bản thể, ta đã sớm đánh chết hắn. Tiểu Long quyệt miệng.
có chút không phục nói. Biết ngươi lợi hại, chỉ là không cần phải khôi phục bản thể, như vậy tốt hơn. Lục Lâm Thiên nói. Thu phục. Một hắc ảnh nháy mắt hiện thân, trong tay xách theo Phương Thành Hữu đang phun máu tươi. Lâm Thiên, phía trước có Vũ Vương cùng Linh Vương tới đây. Bạch Linh truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên. Chúng ta đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, triệu hoán Thiên Sĩ Tuyết Sư. Hống. Thiên Sĩ Tuyết Sư trầm thấp rít gào một tiếng, nháy mắt lao thẳng xuống, thân hình hóa thành thể tích khổng lồ hơn trăm thước. Người của Thiên Tinh Tông nghe cho rõ đây, Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên đã đi qua nơi này, ngày khác lại tới, ha ha. Tiếng cười to quanh quẩn giữa không trung, thân ảnh Thiên Sĩ Tuyết Sư nháy mắt biến mất cuối chân trời, chỉ lưu lại bạch sắc tàn ảnh. Không ngờ là Lục Lâm Thiên, nguyên lai là hắn, khó trách thực lực cường hãn như thế, xem ra người này còn mạnh hơn lời đồn đãi không ít. Nguyên lai hắn chính là Lục Lâm Thiên, Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn vừa tiêu diệt Thương Sơn Môn, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới Thiên Tinh Thành, chẳng lẽ còn muốn diệt Thiên Tinh Tông hay sao? Ta xem rất có thể, chúng ta sớm nên rời khỏi Thiên Tinh Thành tốt hơn, nghe nói Đông Vô Mệnh đã đột phá Linh Vương, người này có không ít ân oán với Thiên Tinh Tông. Với địa vị của hắn trong Phi Linh Môn, chỉ sợ muốn đối phó Thiên Tinh Tông chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đánh nhau, thật thú vị, đã lâu không nhìn thấy người đánh nhau. Trong đám người có một lão giả tóc xanh xõa vai, thần sắc có chút lôi thôi nhìn quanh bốn phía, nhưng trong ánh mắt lại lóe tinh mang. A, lão giả lập tức ôm đầu kêu thảm, người chung quanh nhìn thoáng qua, lập tức không để ý tới hắn. Vừa rồi là yêu thú thất giai, ta muốn yêu đan thất giai. Sau cơn đau đớn kịch liệt, chân khí lão giả tóc xanh nháy mắt biến đổi, tuy vẫn là bộ dáng lôi thôi, nhưng lại mang theo cỗ khí chàng vô hình. Siêu! Ngay tiếp theo hắn vặn vẹo không gian, biến mất ngay tại chỗ, lão giả biến mất nhưng người chung quanh cũng không chú ý tới. Siêu siêu! Giữa không trung ba thân ảnh từ xa tới gần, lập tức lắc mình hiện thân, nhìn chăm chú xuống đường lớn hỗn độn bên dưới, sắc mặt vô cùng khó xem, đầy vẻ giận dữ. Lục Lâm Thiên, bổn vương sẽ không bỏ qua ngươi. Một hồng bào thân ảnh nháy mắt lao tới cạnh thi thể Tùng Bách Đào, trong mắt tràn đầy phẫn hận, chân khí hỏa hệ lan tràn, đây không phải ai khác mà chính là tông chủ Thiên Quỷ Tông Tùng Thanh Sơn. Tông chủ, phó tông chủ, phương trưởng lão bị Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn bắt đi. Đệ tử Thiên Tinh Tông vẫn còn thất thần, nhìn thấy hai người trên không liền bẩm báo. Đồ khốn! Tùng tông chủ, người còn chưa chạy xa. Chúng ta mau đuổi theo. Người vừa lên tiếng là Thiên Quỷ Tông Hồ Hưng Hải. Lục Lâm Thiên, người giết con ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tùng Thanh Sơn rít gào quát lớn một tiếng, nháy mắt đã biến mất giữa không trung, trực tiếp truy theo phía trước. Siêu siêu. Hồ Hưng Hải cùng người còn lại đều nổi giận truy theo, ba thân ảnh nháy mắt đã biến mất. Là tông chủ cùng phó tông chủ Thiên Tinh Tông, còn có tông chủ Thiên Quỷ Tông. Hai Vũ Vương cùng Linh Vương đuổi theo, Lục Lâm Thiên có thể đào thoát sao? Việc này ai mà biết, nếu Lục Lâm Thiên bị đuổi kịp, phỏng chừng sẽ thảm, lần này Phi Linh Môn hoàn toàn đắc tội Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông. Ta xem bọn hắn sẽ không chết không ngừng, lần này có trò hay để nhìn. Giờ phút này ở trong một dãy núi cách Thiên Tinh Thành không xa, rừng rậm liên miên xanh ngắt, nhìn không thấy cuối. Siêu siêu! Một lát sau ba đạo thân ảnh lướt qua. Chỉ lưu lại không gian ba văn không ngừng gợn sóng. Bên trong dãy núi có một sơn động, sau một lát bạch mang biến mất, sơn động lộ ra. Hình như là Hồ Hưng Hải cùng Tùng Thanh Sơn, còn có một Linh Vương. Bạch Linh nói, cứ để cho bọn hắn đuổi theo, chúng ta chậm rãi trở về. Trong sơn động, Lục Lâm Thiên khẽ cười, lần này đi Thiên Tinh Thành thu hoạch không nhỏ, đánh chết mấy cường giả hai tông không nói, quan trọng nhất là chiếm được hồn linh khải giáp địa cấp. Trình tự tựa hồ yếu hơn Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực một ít, nhưng đều là địa cấp, đây tuyệt đối là bảo vật. Lâm Thiên, lưu trữ người này làm gì? Thiên Độc Yêu Long ném Phương Thành Hữu xuống đất hỏi. Toàn thân Phương Thành Hữu đầy tổn thương, đã mất đi vẻ hung hăng càn quấy, chỉ còn lại sợ hãi, tới lúc này hắn mới nhìn thấy rõ ràng người bên cạnh Lục Lâm Thiên thật khó trêu chọc, sớm biết như vậy hắn làm sao còn dám làm như thế. Người này lưu cho Đông Lão, để Đông Lão xử trí đi. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn Phương Thành Hữu, lúc trước người này từng truy sát Đông Vô Mệnh khá lâu. Ha ha, các ngươi trốn ở chỗ này làm gì, người lớn như vậy còn chơi trò trốn tìm sao, ta cũng muốn chơi.
Đúng lúc này một thanh âm từ bên ngoài sơn động truyền vào, vừa nghe thanh âm sắc mặt mọi người đại biến. Là ai? Trong lòng Lục Lâm Thiên cả kinh, không nghĩ tới có người lẻn tới gần mà không ai phát hiện, thậm chí cả Bạch Linh cũng không nhận thấy, người kia thật sự không tầm thường. Lục Lâm Thiên lắc mình lướt ra, ánh mắt ngưng trọng, một thân ảnh xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên, làm cho hắn vô cùng nghi hoặc. Bên ngoài sơn động có một lão giả áo tím đang nhìn hắn chằm chằm, khoảng chừng 50 tuổi, có mái tóc dài màu lam thật quỷ dị, có vẻ cực kỳ lôi thôi, quần áo dơ bẩn đầy cho bụi, bộ dáng chẳng khác gì một tên ăn mày. Lục Lâm Thiên nhìn lão giả hoàn toàn không có chút chân khí, giống như một người bình thường, nhưng đôi mắt nhìn qua như có vẻ đờ đẫn của lão giả trên thực tế lại cực kỳ sáng ngời. Sau lưng Lục Lâm Thiên, bốn người Bạch Linh cũng nhanh chóng chạy ra, ánh mắt rơi lên người lão giả. Người tuổi trẻ, người nhìn thấy ta rồi nha, ta tìm được các ngươi, hiện tại ta cũng trốn đi, người phải đi tìm ta đó. Lão giả nhìn Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, như đứa trẻ hưng phấn bỏ trốn vào trong rừng cây. Năm người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi. Lục Lâm Thiên thấp giọng nói, không cần gây phiền toái tốt hơn, người này cấp cho hắn cảm giác thật quỷ dị, Lục Lâm Thiên tin tưởng cảm giác của mình không sai. Mọi người lập tức rời đi, cũng không để ý tới lão giả. Uy, các ngươi không chơi với ta sao? Lão giả sốt ruột kêu lên, lập tức truy theo sau, vòng qua năm người ngăn cản đường đi, nói. Các ngươi chơi với ta được không? Ta vừa mới nhìn thấy các ngươi đánh nhau, hình như còn có người truy các ngươi, nếu không chơi với ta, ta sẽ lớn tiếng kêu lên. Các hạ là ai? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Vừa rồi lão giả này nhìn thấy mình động thủ rõ ràng là còn ở trong Thiên Tinh Thành, mà nơi này dù không xa tòa thành nhưng cũng cách mấy ngàn dặm, mình vừa tới nơi này chưa bao lâu thì lão giả đi tới, chuyện này thật sự không bình thường. Ta là ai, ta cũng không biết. Ánh mắt lão giả trầm xuống, lập tức vỗ trán của mình, tựa hồ suy nghĩ nhưng nghĩ không ra. Ta là ai, ta rốt cục là ai, vì sao ta lại quên mình là ai? Lão giả lẩm bẩm, luôn vỗ đầu mình. Lại nhìn Lục Lâm Thiên. Người mau nói cho ta biết, ta rốt cục là ai? Các hạ là ai, ta làm sao biết được? Lục Lâm Thiên híp mắt nói. Ta là ai, ta rốt cục là ai? Lão giả trầm tư, ngồi xuống đất nghĩ ngợi, cũng không tiếp tục để ý năm người. Lục Lâm Thiên lập tức đưa mắt ra hiệu, lập tức vòng qua lão giả nhanh chóng đi về phía trước. Uy uy, các ngươi còn chưa chơi với ta đâu, sao có thể chạy? Đúng lúc này lão giả lại đuổi theo sau bọn họ. Các hạ, chúng tôi còn có chuyện, phải đi trước một bước. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Các ngươi muốn chạy trốn phải không? Vừa rồi ta chứng kiến có ba người truy các ngươi đâu, ba người kia vô cùng ngu ngốc, ta đều có thể tìm được các ngươi, mà bọn hắn lại tìm không thấy. Lão giả đắc ý nói. Ngươi còn không tránh đường, đừng trách ta không khách khí. Thiên Độc Yêu Long vẫn luôn nhìn chằm chằm lão giả. Tính tính vốn không tốt, lúc này không nhịn được quát một tiếng. Ngươi thật hung hăng, ta không thích ngươi. Lão giả nhìn Thiên Độc Yêu Long, tựa hồ bị hù sợ, thân hình lui ra sau hai bước. Vị đại bá này, ngươi đi trước đi, sau này chúng tôi có rảnh thì chơi với ngươi được chứ. Lục Tâm Đồng nhìn lão giả, lập tức lấy ra một khay điểm tâm cùng bầu rượu trong chữ vật giới chỉ, nói. Cho ngươi, ngươi đừng đi theo chúng ta. Có rượu uống, thơm quá. Lão giả nhìn chằm chằm bầu rượu trong tay Lục Tâm Đồng, hít mũi, vừa ngửi được mùi rượu lập tức không chút khách khí nhận lấy bầu rượu, mở nắp bình rót thẳng vào miệng. Cô! Đôi mắt lão giả say mê nhắm lại, lập tức mở mắt, nói. Rượu ngon, rượu này tốt hơn rượu ta trộm hôm qua nhiều. Đại bá, vậy ngươi từ từ uống đi, chúng tôi đi trước. Lục Tâm Đồng đưa khay điểm tâm cho lão giả, đây đều là lần trước nàng mang ra từ Linh Thiên Môn. Đã đưa sư phụ không ít, trên người không còn bao nhiêu. Cũng là tiểu cô nương này tốt. Lão giả nhìn Lục Tâm Đồng lộ ra ý cười, ánh mắt xoay chuyển, lập tức nói. Vừa rồi ngươi nói sau này có rảnh chơi với ta, trên người ngươi lại có rượu ngon để uống, không bằng ta đi theo các ngươi được không? Việc này, Lục Tâm Đồng nhất thời sửng sốt, vừa rồi nàng chỉ thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới lão giả muốn đi theo, vì vậy liền nhìn qua Lục Lâm Thiên. Các hạ, chúng tôi cần đi một nơi rất xa, người đi theo không có phương tiện. Lục Lâm Thiên híp mắt nhìn lão giả quỷ dị, lập tức đưa mắt nhìn qua Bạch Linh.
Bạch Linh cũng kinh ngạc, nàng thật sự không nhìn ra được điều gì trên người lão giả tóc xanh kia. Không có gì, một mình ta không ngại, đi đâu cũng giống nhau. Lão giả tay phải cầm điểm tâm, tay trái cầm rượu ăn như hổ đói. Lục Lâm Thiên trầm tư, lão giả này tuyệt đối không phải người bình thường, bởi vì đào hoa tử có thêm năng lượng đan dược thất phẩm, nhưng lão giả này uống thật thản nhiên, hơn nữa trên tay hắn còn có chữ vật giới chỉ, người bình thường không thể nào có được. Mà theo bộ dáng của lão giả nhìn ra, tựa hồ là thất ý, nhưng không biết là thật sự hay giả vờ, điểm này Lục Lâm Thiên cũng không dám khẳng định. Ngay cả Bạch Linh cũng nhìn không thấu chân khí của hắn, nếu người này thật sự bất phàm, thực lực tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Lục Lâm Thiên cũng muốn động thủ giải quyết, bởi vì hắn không phải người nhân từ nương tay. Nhưng nếu động thủ, hiện tại hắn thật sự không nắm chắc, thậm chí cả Bạch Linh cũng không thể. Mặc dù tính tính thiên độc yêu long nóng này, nhưng có một số việc hắn quan sát cực kỳ tinh tế, cũng cảm thấy lão giả này bất phàm. Được rồi, các hạ muốn đi cùng cũng được, tùy tiện các hạ. Lục Lâm Thiên thoáng do dự, cuối cùng nói. Vậy được rồi. Nghe được lời của Lục Lâm Thiên, lão giả cao hứng nhảy dựng lên, nhìn Lục Tâm Đồng nói. Tiểu cô nương, sau này ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi, ngươi phải cho ta uống rượu. 3 ngày sau, bên trong một khe núi, thiên sĩ tuyết sư bay lên không, hóa thành tàn ảnh biến mất cuối chân trời. 3 ngày thời gian theo Lục Lâm Thiên phỏng chừng cũng sẽ không chạm mặt cùng Hồ Hưng Hải với Tùng Thanh Sơn. Nghĩ tới lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Hẳn làm cho Hồ Hưng Hải cùng Tùng Thanh Sơn vô cùng giận dữ, nhưng chỉ sợ ngày sau Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông sẽ không chết không ngừng, thật sự có chút phiền toái. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn lão giả tóc xanh, 3 ngày này hắn luôn quan sát lão giả, phát hiện thật sự không cảm nhận được chân khí dao động, tính cách người này lại như đứa trẻ, lại luôn chơi đùa cùng Lục Tâm Đồng với Tiểu Long. Mà lúc này ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, lão giả không hề có chút lo lắng. Chỉ bằng điểm này Lục Lâm Thiên có thể khẳng định lão giả không phải người bình thường. Lão giả được Lục Tâm Đồng trợ giúp, đã tìm con sông nhỏ rửa mặt chải đầu, cũng đem quần áo giặt sạch, nhìn qua khuôn mặt kiên nghị, còn lộ vài phần khí khái anh hùng, đặc biệt trong đôi mắt hơi đờ đẫn thỉnh thoảng chợt sáng ngời, thật sự có bộ dáng khí vũ hiên ngang. Tâm Đồng, còn rượu hay không, cho ta thêm một bình được chứ? Lão giả hỏi Lục Tâm Đồng. Đại bá! Ta còn có một chút muốn lưu cho sư phụ, 3 ngày nay ngươi đã uống 3 bình rồi. Lục Tâm Đồng nói, có chút đau lòng, nàng biết giá trị loại rượu này, phỏng chừng cũng tương đương đan dược lục phẩm trung giai, thậm chí còn cao hơn một ít. Hắc hắc, Tâm Đồng, bệnh nghiện rượu của ta lại nổi lên, không có rượu uống cả người không được tự nhiên, ngươi cho ta thêm 1 bình đi. Lão giả cười hắc hắc, tựa hồ cũng có chút xin lỗi. Không, ta thật sự không có. Ta còn muốn lưu cho sư phụ ta đâu. Lục Tâm Đồng thoáng do dự, lập tức lắc đầu nói. Lão giả nhìn thấy Lục Tâm Đồng không đồng ý, ánh mắt xoay chuyển, nói. Vậy ta đổi với ngươi được không? Vừa nói xong, lão giả lập tức sờ soạng trên người mình, cuối cùng lấy ra một vật, đưa tới trước mặt Lục Tâm Đồng, ngượng ngùng cười hắc hắc, nói. Tâm Đồng, ta lấy vật này đổi 1 bình rượu được không? Khi nhìn thấy lão giả lấy ra đồ vật kia, ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, vô cùng kinh ngạc. Lão giả lấy ra một khối ngọc giản, tràn ngập năng lượng thủy hệ, năng lượng cực kỳ nồng đậm, mơ hồ lóe ra lưu quang. Vũ khí thủy hệ huyền cấp cao giai. Cảm giác được chân khí trên ngọc giản, Lục Lâm Thiên kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới lão giả sờ soạng nửa ngày lại lấy ra bộ vũ khí thế này. Ánh mắt Bạch Linh cũng chợt lóe, cực kỳ nghi hoặc. Tâm Đồng, ta lấy vật này đổi, thế nào? Lão giả lại nói, được, đổi 1 bình. Lục Tâm Đồng không ngốc, mặc dù nàng chưa từng gặp qua vũ khí huyền cấp cao giai, nhưng cũng biết được, vì vậy thu lấy ngọc giản sau đó mới lấy ra 1 bình đào hoa tửu đưa cho lão giả. Hắc hắc, lão giả thỏa mãn cười, tiếp nhận bình rượu lập tức uống vào, vẻ mặt vô cùng thích thú. Lục Tâm Đồng nhanh chóng đưa ngọc giản cho Lục Lâm Thiên, nói. Ca ca, huynh xem là thật hay không? Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc, ngọc giản này tựa hồ là thật sự, vạn nhất là giả cũng có chút thiệt thòi, thoáng do dự liền kết xuất thủ ấn, nhỏ giọt máu tươi lên ngọc giản. Suy, trên ngọc giản nhất thời lóe ra cỗ quang mang, một cỗ năng lượng thủy hệ tràn ra hóa thành lam sắc quang mang xuyên vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên.
Ngay lập tức lam quang hóa thành tin tức thật lớn dung nhập vào đại não của hắn, sau một lát hào quang tiêu tán, năng lượng tan biến, ngọc giản cũng biến thành ảm đạm. Lục Lâm Thiên mở mắt nhìn Lục Tâm Đồng gật đầu, trong lòng cực kỳ rung động, bởi vì vũ khí này thật sự là huyền cấp cao giai thủy hệ. Bộ vũ khí này có tên là Hàn Băng Đống Kết Sát, uy lực cực kỳ cường hãn, tu luyện thành công muốn cách không giết người không khó, không kém hơn vũ khí mộc hệ. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lập tức quét về phía lão già tóc xanh này, lúc này lão già tóc xanh đang đứng một bên uống lấy uống để đào hoa tử với vẻ vô cùng thỏa mãn. Người có thể lấy ra vũ khí huyền cấp cao giai, trong lòng Lục Lâm Thiên lại càng thêm tò mò rốt cuộc người này là ai, sợ là tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, mà người này mấy hôm nay có vẻ như không giống đang giả vờ mất trí, không biết rốt cuộc người này có địa vị thế nào đây. Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Lão giả tóc xanh liền mồm khen ngon, ôm lấy bầu rượu, không thèm để ý tới chuyện chung quanh nữa. Vậy thì cứ tu luyện cái vũ khí huyền cấp cao giai này vậy. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, từ Thiên Tinh Tông trở về Phi Linh Môn, mặc dù đi đường thuận lợi, nhưng lấy tốc độ bây giờ của Thiên Sĩ Tuyết Sư thì Lục Lâm Thiên phỏng chừng cũng phải bay hơn 10 ngày mới tới. Đoạn thời gian này, có vị lão giả thần bí này ở đây, Lục Lâm Thiên cũng không dám yên tâm lĩnh ngộ và tu luyện, không thể không có lòng đề phòng người, cho nên cũng vừa tiện tu luyện vũ khí luôn. Kết xuất từng đạo thủ ấn, Lục Lâm Thiên lập tức bắt đầu tu luyện cái vũ khí huyền cấp cao giai vừa mới lấy được này. Tên của vũ khí huyền cấp cao giai này là Hàn Băng Đống Kết Sát, tu luyện vũ khí huyền cấp cao giai đương nhiên là khó khăn hơn so với tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai rất nhiều rồi. Đến loại tu vi này, muốn tu luyện thành công đã không còn là hoàn toàn dựa vào chân khí và biến hóa trong kinh mạch nữa, câu thông năng lượng thuộc tính mới là mấu chốt quan trọng nhất trong đó. Cho nên, tu luyện vũ khí huyền cấp cao giai không chỉ có yêu cầu cực cao đối với thân thể, đồng thời thứ khó nhất chính là phần lĩnh ngộ đối với thuộc tính. Nếu muốn tu luyện thành công thì lĩnh ngộ đối với thuộc tính tuyệt đối không phải hạng bình thường là đủ. Lúc này, Lục Lâm Thiên bình thường vẫn luôn cho là lĩnh ngộ của mình đối với năng lượng thuộc tính đã rất khá rồi, nhưng hiện tại mới phát hiện những lĩnh ngộ của mình về năng lượng thuộc tính hiện tại vẫn chưa đủ để tu luyện thành công vũ khí Hàn Băng Đống Kết Sát này. Lục Lâm Thiên cũng không hiểu rõ lắm, bình thường tu vi vũ xuất phần lớn đều tu luyện vũ khí huyền cấp sơ giai, có rất ít vũ xuất tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai. Ngay cả một vài vị vũ vương, vũ khí cao nhất mà họ tu luyện có khi cũng chỉ là huyền cấp trung giai mà thôi. Mà vũ khí huyền cấp cao giai thì, nếu nói ra thì đây chính là tượng trưng cho vũ vương, có thể tu luyện thành công vũ khí huyền cấp cao giai khi ở tu vi vũ xuất thì sợ là chưa từng có người nào. Đối với khống chế năng lượng thuộc tính nhất định phải đạt tới tu vi cao nhất, đối với tất cả cường giả vũ xuất mà nói thì cho dù có đặt luôn vũ khí huyền cấp cao giai trong não hải thì cũng không thể nào tu luyện thành công được. Mà Lục Lâm Thiên lúc này cảm thấy mặc dù tu luyện cái vũ khí huyền cấp cao giai này rất khó khăn, nhưng cũng không buông tha cho bất kỳ cơ hội nào, bắt đầu từ ngày mình tu luyện tới giờ, việc tu luyện lần nào cũng là tự mày mò mà học, toàn tu luyện những vũ khí vượt xa tu vi bản thân, cho nên tình huống thế này cũng không phải mới gặp lần đầu. Cho nên lần này, Lục Lâm Thiên cũng không ngừng việc tu luyện, trong tay kết xuất từng đạo thủ ấn, đồng thời cũng bắt đầu cảm ngộ năng lượng thuộc tính thủy. Năm loại năng lượng thuộc tính trong thiên địa thổ, thủy, hỏa, phong, mộc Lục Lâm Thiên đều có lĩnh ngộ, mà năng lượng thuộc tính thổ vốn là thuộc tính chính của Lục Lâm Thiên, cho nên việc lĩnh ngộ luôn nhanh hơn một bước, nhưng trong việc lĩnh ngộ, vạn pháp đều quy về một mối, vạn con đường đều dẫn tới đường chính. Những thuộc tính lĩnh ngộ được mặc dù không cách nào san bớt cho lĩnh ngộ thuộc tính khác, nhưng tâm đắc có được trong lúc lĩnh ngộ, còn có nhận thức không cách nào nói rõ được. Nhưng đối với việc lĩnh ngộ những năng lượng thuộc tính khác cũng có tác dụng trợ giúp rất nhiều. Lúc này, theo Lục Lâm Thiên tu luyện, từng đạo thủ ấn kết xuất cũng dẫn tới việc không gian gợn sóng bắt đầu ngưng lại, một tia năng lượng thuộc tính thủy cũng bắt đầu bị câu động ra. Trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, lão giả tóc xanh sau khi đã uống hết một bình đào hoa tử cũng trực tiếp ngã vật ra trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư nằm ngủ, khóe miệng còn chảy cả nước dãi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh về Upsilon T đi, lưu lại một vệt màu trắng trên không trung, chung quanh xa xa thi thoảng sẽ có yêu thú phi hành đi ngang qua, đều nhanh chóng bị bỏ lại rất xa, khiến cho không ít kẻ ngồi trên lưng yêu thú phi hành khác cảm thấy kinh hãi không thôi. Yêu thú phi hành cỡ đó, thì người ngồi bên trên nó tuyệt đối không đơn giản, ngàn vạn lần không thể trêu vào. Mà lúc này đây, bên trong thành Thiên Tinh đang vô cùng náo nhiệt, Viên gia là bá chủ một phương ở thành Thiên Tinh. Cường giả trong tộc gần như đều bị tiêu diệt,
Viên gia sụp đổ chỉ là chuyện ngày một ngày hai mà thôi, các thế lực và gia tộc lớn nhỏ khác sẽ bắt đầu nhào tới sâu xé phân chia ngay. Trong Thiên Tinh Tông, chuyện đã xảy ra mấy ngày trước đây khiến cho tất cả mọi người trong Thiên Tinh Tông cảm thấy vô cùng nặng nề. Ngay trước mắt mình, trưởng lão Vũ Xuất Bát Trọng bị đánh chết, mà ngay cả thiếu tông chủ Thiên Quỷ Tông vừa mới trở thành con rể của Thiên Tinh Tông không bao lâu cùng với ba vị trưởng lão cũng trực tiếp bị tiêu diệt. Thương vong nhường ấy, nhưng vẫn để cho đối thủ nghênh ngang rời đi, loại nhục nhã cỡ này, khiến cho Thiên Tinh Tông không cách nào ngẩng đầu lên nổi. Trong Thiên Tinh Tông, mọi người cũng chẳng dám công khai bàn luận về chuyện này, đã có không ít người bàn tán, sau đó liền bị Thiên Tinh Tông trực tiếp đánh chết. Việc này khiến cho người trong Thiên Tinh Tông giận sôi sục trong lòng nhưng không dám nói gì, nhưng những lời bàn tán lén lút cộng với lời đồn đủ kiểu cũng bắt đầu lan dần ra. Thậm chí còn có người đồn rằng Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn đã sắp liên thủ đến tiêu diệt Thiên Quỷ Tông rồi, lời đồn này không mấy người dám hoài nghi, dù sao thì mới trước đó không bao lâu, Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn vừa mới liên thủ tiêu diệt Thương Sơn Môn đấy thôi. Ngày đó giữa không trung phía trên thành Thiên Tinh, người vận hoàng giáp kia cầm một thanh huyết đao quỷ dị trong tay, thân ảnh liên tục chém chết vài vị Vũ Xuất và Linh Xuất kia cũng đã lưu lại sâu trong lòng mọi người. Đạo thân ảnh kia vô cùng bá đạo, khiến cho đám thiếu nữ trong thành Thiên Tinh nhìn thấy cảnh liền rung động vô cùng, coi hắn thành tình lang trong mộng của mình. Chỗ sâu nhất bên trong thành Thiên Tinh là một nơi ở cạnh quần sơn, núi non trùng điệp, xanh mướt tốt tươi, khắp nơi cây cối tốt tươi, còn có trăm hoa đua nở, cảnh sắc vốn khiến người ta cảm thấy vui vẻ dễ chịu. Nhưng lúc này trong một đại điện nguy nga trong núi, không khí u uất ảm đạm, trên thượng thủ lại có thêm mấy kẻ đang vô cùng tức giận. Tông chủ tên Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn này đúng là quá mức kiêu ngạo mà, dám đến thành Thiên Tinh của ta, đánh chết trưởng lão của thành Thiên Tinh ta không kiêng nể gì, sau cùng lại còn nghênh ngang rời đi, nếu như Thiên Tinh Tông của ta không có phản ứng gì thì từ nay về sau sẽ trở thành trò cười cho cả cổ vực mất. Trong đại điện, lúc này có một lão giả thân hình gầy gò nhưng khí tức lại vô cùng cường hãn tức giận lên tiếng, đây chính là trưởng lão Tất Phương Sơn của Thiên Tinh Tông, vết thương của Tất Phương Sơn lần trước lúc này có vẻ như đã khỏi gần hết rồi, trong đôi mắt lúc này lộ ra vẻ âm lệ. Phi Linh Môn thật đúng là quá mức kiêu ngạo, hoàn toàn không xem Thiên Tinh Tông của ta ra gì, thù này đương nhiên không thể không báo, chỉ là trong Phi Linh Môn này có không ít cường giả, còn có cả yêu thú thất giai. Đông Vô Mệnh và Bạch Oánh hiện tại cũng đều thành Vũ Vương và Linh Vương cả rồi, lại có thêm Linh Thiên Môn làm hậu thuẫn, chúng ta muốn báo thù thì phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Một vị lão giả vận trường sa màu xanh đứng bên trái lên tiếng, ánh mắt lóe lên, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, mặc dù hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ với việc lần này Phi Linh Môn làm, nhưng nếu xét tổng thể thì Thiên Tinh Tông muốn báo thù thật sự không phải chuyện dễ dàng gì. Phi Linh Môn không thèm xem Thiên Tinh Tông chúng ta ra gì. Cho dù chúng ta có diệt Phi Linh Môn thì Linh Thiên Môn cũng không dám nói gì đâu, trong cổ vực này cũng không phải thiên hạ của mỗi mình Linh Thiên Môn, còn có Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang nữa kia mà, huống hồ gì lần này chúng ta còn có Thiên Quỷ Tông tương trợ nữa. Lại thêm một vị trưởng lão lên tiếng. Tông chủ, người xem chúng ta nên làm sao mới phải đây. Phía trên đại điện lúc này có tổng cộng 3 người, đứng giữa chính là Hồ Hưng Hải, người bên trái vận một bộ hoa phục cẩm bào. Tuổi đã 50, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ như rất trẻ tuổi, gương mặt cũng có chút anh khí, khí độ bất phàm, chính là phó tông chủ Lương Bá Quang của Thiên Tinh Tông, hắn cũng là một vị cường giả có tiếng trong cổ vực, có thực lực linh vương nhất trọng, lại thêm hay giao hảo với những vị vũ vương còn lại, trong cổ vực này hắn cũng coi như là dậm chân một cái cũng có thể chấn động một phương. Ngay cả Hồ Hưng Hải, có một số việc cũng phải nghe theo vị phó tông chủ này. Bên phải Hồ Hưng Hải, lúc này đang có một vị phụ nhân thoạt nhìn tuổi chỉ chừng 30 đang ngồi đó, thân vận một bộ cung trang váy dài, bộ dạng tuy không phải quá mức mỹ mạo, nhưng lại có một đôi mắt hoa đào khiến cho người ta nhìn thấy liền bị mê hoặc, tuy nói là cũng không còn trẻ trung gì nữa, nhưng toàn thân vẫn phát ra khí tức vô cùng hấp dẫn, cộng thêm kiểu hiểu rõ nam nhân muốn gì, càng khiến cho nam nhân không cách nào cự tuyệt được. Phó tông chủ, Phi Linh Môn ức hiếp người quá đáng. Thù này mà không báo thì Thiên Tinh Tông ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Tông chủ Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông cũng đã trở lại Thiên Quỷ Tông rồi, đang triệu tập hết cường giả trong Thiên Quỷ Tông tới đây, cường giả của hai tông chúng ta hợp lực, nhất định phải tiêu diệt Phi Linh Môn, từ giờ trở đi, triệu tập tất cả cường giả trong môn lại, chuẩn bị tùy thời xuất phát. Ánh mắt của Hồ Hưng Hải lộ ra một đạo lãnh ý, trong mắt còn có sát ý cố nén. Vâng, mọi người đáp, một cỗ khí tức căng thẳng lập tức lan tràn.
trong lòng mọi người đều rõ, sợ là sắp phải bắt đầu một trận đại chiến rồi. Giữa không trung yên bình, gió nhẹ lướt qua, từng đám mây trắng muốt theo gió bay bay. Trong một thâm sơn chẳng lấy gì là đặc biệt, cũng không biết ở chốn nào, cũng tại một dãy núi non trùng điệp như ẩn như hiện, cũng một tòa kiến trúc khổng lồ, chỉ là kiến trúc này dù có ai đi qua sợ là cũng khó mà nhận ra sự tồn tại của nó. Thiếu chủ, phía trên truyền tới tin tức muốn thiếu chủ trở về một chuyến trước, chuyện của Phi Linh Môn lần này, tới lúc đó trong giới sẽ an bài người tới giải quyết. Bên trong một tiểu đình việc u tính, một vị lão giả nói chuyện với một thanh niên hơi gầy, mà vị thanh niên gầy này chính là Lăng Thanh. Chúng ta đợi cường giả trong giới tới, giải quyết chuyện của Phi Linh Môn xong, tới lúc đó rồi trở về cũng không muộn. Ánh mắt của Lăng Thanh trầm xuống rồi nói. Thiếu chủ à, như vậy sợ là không được đâu, giới chủ tự mình hạ lệnh muốn thiếu chủ trở về trước, cường giả trong giới cũng không tới nhanh như vậy được. Lão giả nói. Vậy cũng được, mau mau an bài, ta sẽ trở về, các ngươi ở lại theo dõi Phi Linh Môn thật tốt cho ta, có bất cứ tin tức gì cũng phải báo lại cho ta biết. Lăng Thanh nói. Vâng. Lão giả cung kính đáp. Trong đình viện phía hậu sơn của Phi Linh Môn, một con yêu thú phi hành đang vỗ cánh bay tới, một khối ngọc giản truyền tin cũng theo đó rơi vào trong tay của Đông Vô Mệnh. Tâm thần thăm dò vào bên trong, sắc mặt của Đông Vô Mệnh không khỏi biến hóa rất khẽ, sau một hồi mới mở mắt ra, hít sâu vào một hơi. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi à? Quỷ tiên tử Bạch Oánh hỏi. 13 ngày trước có 5 người đánh chết một vũ xuất bát trọng. Một vũ xuất nhất trọng của Thiên Tinh Tông trong thành Thiên Tinh, còn có một vị vũ xuất nhất trọng cùng phần lớn vũ tướng của Viên gia ở thành Thiên Tinh, hình như còn bắt được Phương Thành Hiếu, ngay cả thiếu tông chủ Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông và nhị lão Đoạn Hồn Đoạn Mệnh, cùng với một vị linh xuất tứ trọng cũng bị giết chết hết. Đông Vô Mệnh đưa mắt mỉm cười nói với quỷ tiên tử Bạch Oánh. Là ai làm ra, ở ngay dưới chân Thiên Tinh Tông mà dám làm chuyện như vậy, không phải người bình thường có thể làm được đâu. Ánh mắt của Bạch Oánh lóe lên, lập tức kinh ngạc nói. Lẽ nào là Lâm Thiên làm? Ngoại trừ tên tiểu tử đó ra thì còn có ai dám làm nữa chứ? Ám đường có báo lại, tên tiểu tử Lục Lâm Thiên kia, một mình đánh chết Đoạn Hồn Đoạn Sát nhị lão, sau đó còn kích sát một linh xuất tứ trọng của Thiên Quỷ Tông, Viên gia gia chủ vũ xuất nhất trọng, cộng thêm tên thiếu chủ Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông nữa, năm kẻ này đều mất mạng trên tay hắn, hai người Đoạn Hồn Đoạn Mệnh kia còn bị một đao chém chết nữa. Đông Vô Mệnh nói xong, trong mắt cũng ánh lên vẻ sợ hãi không thôi. Xem ra trong 2 tháng nay thực lực của Lâm Thiên lại mạnh hơn không ít rồi, bất quá lá gan của Lâm Thiên đúng là quá lớn, dù sao thì cũng nằm ngay dưới mắt của Thiên Tinh Tông, những việc hắn đã làm sợ là sẽ triệt để chọc giận Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông rồi. Ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Oánh lúc này cũng lóe lên, có vẻ vô cùng kinh ngạc. Thực lực của tên tiểu tử này tiến bộ với tốc độ biến thái. Thật không biết hắn tu luyện kiểu gì nữa, bất quá ta thấy tên tiểu tử này rõ ràng là cố ý chọc giận Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông đấy mà. Đông Vô Mệnh nói, khẽ thở dài, lập tức nói. Đồng thời tin tức do ám đường điều tra và truyền về có nói tên tiểu tử kia còn chiếm được một kiện hồn linh khải giáp địa cấp mà Tùng Bách Đào lấy được bên trong đại điện vụ tinh nữa. Hồn linh khải giáp địa cấp. Với định lực của quỷ tiên tử mà lúc này cũng nhìn không được mà phải hít sâu một hơi. Giá trị và mức độ cường hãn của hồn linh khải giáp địa cấp, quỷ tiên tử Bạch Oánh đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Khá lắm, lần này xem như có lời rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh vui vẻ nói. Hồn linh khải giáp địa cấp, sợ là hiện tại có không ít thế lực đã biết tin này, tên tiểu tử kia chắc cũng sẽ gặp phiền phức đây, nhất định sẽ có không ít kẻ thầm nghĩ cách đoạt lấy, đây cũng không phải vật tầm thường mà. Đông Vô Mệnh nói. Ngoài sáng thì hẳn là không ai dám làm gì. Nhưng sợ là sẽ có kẻ âm thầm ra tay, dù sao đi nữa thì cũng có Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông trấn nhiếp. Quỷ tiên tử nói. Vậy cũng được, tóm lại là lần này tên tiểu tử đó trở về lại gây một phen gà bay chó sủa. Đông Vô Mệnh nói, lời vừa dứt, ánh mắt lại nhìn đăm đăm về phía trời xa, nói. Về đúng là nhanh thật. Tham kiến trưởng môn. Tham kiến cung phụng đại nhân. Tham kiến tiểu thư. Một lát sau. Bên trong Phi Linh Môn, Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp xuống, lúc đám người Lục Lâm Thiên nhảy xuống thì đã sớm có rất nhiều đệ tử của Phi Linh Môn cung kính hành lễ. Lúc chúng đệ tử nhìn qua trưởng môn thì trong lòng không khỏi mang theo sự sùng bái phát ra từ tận sâu trong nội tâm,
nếu như nói mỗi một sơn môn đều có một vị lãnh tụ tinh thần thì Lục Lâm Thiên hiện tại chính là lãnh tụ tinh thần tuyệt đối của Phi Linh Môn. Tất cả mọi thứ về trưởng môn đều khiến cho chúng đệ tử bàn tán say sưa, trong lòng không khỏi biến hắn thành mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Theo những sự tích của Phi Linh Môn được truyền ra thì gần đây số đệ tử mới tới gia nhập Phi Linh Môn mỗi ngày cũng không ít, hiện tại muốn gia nhập Phi Linh Môn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Gần đây Phi Linh Môn rõ ràng cũng có thêm không ít đệ tử là nữ, không ít nữ đệ tử, trước khi gia nhập đều chỉ hỏi là có nhìn thấy được trưởng môn hay không, có thể gặp được trưởng môn thì mới đồng ý gia nhập, điều này khiến cho không ít đệ tử phụ trách đệ tử mới nhập môn phải trợn mắt há mồm. Những chuyện như vậy, hiện tại đều do đám trưởng lão và hộ pháp như Trịnh Anh xử lý, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể làm được những việc ấy, cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Theo thế lực của Phi Linh Môn ngày càng mở rộng thì địa vị của bọn họ ở trong môn cũng vẫn không thay đổi, vẫn là trưởng lão và hộ pháp, nhưng ở bên ngoài thì lại không giống như lúc trước nữa, trưởng lão và hộ pháp của Phi Linh Môn bây giờ cũng là kẻ có địa vị cao cao tại thượng ở bên ngoài. Chỗ này có rượu uống hay không? Bên cạnh Lục Tâm Đồng, vị lão giả lam bào kia nhìn quanh bốn phía, vừa mới thức dậy, mắt mũi còn lờ đờ, nhưng cái bệnh nghiện rượu thì lại trồi lên. Đại bá! Ngươi còn ngọc giản hay không? Lục Tâm Đồng chớp chớp mắt to, lập tức nhìn về phía vị lão giả áo lam này với vẻ giảo hoạt rồi hỏi. Đã hết rồi, chỉ có một khối thôi, hình như lúc trước vẫn còn, nhưng không biết quăng ở đâu rồi. Lão giả áo lam ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lập tức lắc đầu nói. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, còn một khối ngọc giản nhưng không biết là đã quăng ở đâu mất rồi, lão giả này đúng là ngưu thật đấy. Không biết có phải là vũ khí huyền cấp cao giai nữa hay không, nếu như thật sự bị hắn ném mất thì đúng là đáng tiếc. Sau đó Lục Lâm Thiên lập tức an bài một đệ tử Phi Linh Môn dẫn vị lão giả áo lam này đi tìm rượu uống, trong Phi Linh Môn này đúng là cũng có rượu, bất quá so với Đào Hoa Tửu thì đương nhiên là không thể nào sánh bằng được rồi. Sau một lát, trong đình viện ở Hậu Sơn, ngay lúc Đông Vô Mệnh nhìn thấy Tiểu Long ở hình dạng con người thì lập tức giật nảy cả người, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lão độc vật, người không nhận ra ta sao? Tiểu Long chớp mắt, đôi mắt nhỏ sáng ngời lập tức rơi lên người Đông Vô Mệnh. Tiểu Long, tiểu bất điểm nhà ngươi, sao mà ta không nhận ra cho được? Đông Vô Mệnh phục hồi lại tinh thần, Lộc Sơn lão nhân trước đó đã quay về Phi Linh Môn, chuyện Tiểu Long đột phá ông cũng đã sớm nghe ra, lập tức khẽ mỉm cười nói. Tiểu Long, nghe nói ngươi là linh hoàng chi thể đúng không, đây là thật à? Đương nhiên là thật rồi. Tiểu Long đắc ý lên tiếng trả lời, cái miệng hếch lên, trông vô cùng đáng yêu. Linh Hoàng A. Hai người Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử lúc này cũng hơi giật mình, mặc dù ngay lúc vừa mới biết được chuyện này từ miệng của Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ, bọn họ đã kinh ngạc qua một lần rồi. Thân phận Linh Hoàng chi thể, trong lòng Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử đương nhiên biết rõ chỗ tốt trong chuyện này, thân phận loại này, bọn họ cũng chỉ mới nghe nói qua mà thôi chứ chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Cho nên liền nhìn chằm chằm vào Tiểu Long dò xét mấy lượt. Tiểu Long, thực lực của ngươi hiện tại đã tới mức nào rồi? Sau khi kinh ngạc qua đi, Đông Vô Mệnh lập tức tò mò hỏi Tiểu Long. Ta đánh không lại ngươi, bất quá, cho dù có 10 người như ngươi cũng chưa chắc làm khó dễ được ta. Tiểu Long chề môi, nói với vẻ đắc ý, có vẻ như bản thân có chỗ dựa cường hãn lắm. Đông Vô Mệnh, cái này tặng cho ngươi. Tiểu Long vừa dứt lời. Thiên Độc Yêu Long lúc này mới nhấc tay lên, sau đó lập tức ném tên Phương Thành Hữu đang bị cấm chế tới trước mặt Đông Vô Mệnh. Nhìn thấy tên Phương Thành Hữu này, mặc dù Đông Vô Mệnh vừa nhận được tin tức, nhưng sắc mặt lúc này cũng hơi biến đổi. Đông Lão, đây là mang về cho ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Có lòng rồi. Đông Vô Mệnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, không nói thêm lời dư thừa nào nữa, giữa hai người bọn họ vốn không cần nhiều lời. Ánh mắt của Đông Vô Mệnh lập tức hạ xuống chỗ Phương Thành Hữu. Mặc dù Phương Thành Hữu đang bị cấm chế, nhưng mắt vẫn nhìn thấy được, mười mấy ngày nay, mỗi ngày hắn đều sống trong sợ hãi, lúc này nhìn thấy Đông Vô Mệnh, trong đôi mắt liền tuôn ra một cỗ toan tính. Độc Long huynh, phiền huynh cởi bỏ cấm chế cho hắn dùm ta. Đông Vô Mệnh xoay người nói với Thiên Độc Yêu Long. Suy suy. Thiên Độc Yêu Long vừa kết thủ ấn thì lập tức có vô số đạo chỉ ấn phát ra lam quang rơi xuống trên người của tên Phương Thành Hữu này. Đông Vô Mệnh, Lục Lâm Thiên, các ngươi mau thả ta ra, bằng không Thiên Tinh Tông nhất định sẽ không tha cho các ngươi đâu. Cấm chế vừa mới giải thì tên Phương Thành Hữu này lập tức nhảy lên,
cũng không lập tức bỏ chạy, thứ nhất là vì trên người của hắn bị trọng thương, thứ hai là cường giả của Phi Linh Môn đều có mặt đầy đủ ở đây, hắn biết rõ đối phương có thể cởi bỏ cấm chú thì cũng chẳng sợ hắn sẽ chạy thoát được. Phương Thành Hữu, Thiên Tinh Tông của ngươi bây giờ còn đủ bản lĩnh để uy hiếp được Phi Linh Môn của ta hay sao? Hiện tại ở trước mặt ta, ngươi cũng chẳng là cái gì. Hôm nay nếu ta ra tay với ngươi mà ngươi có thể chạy thoát khỏi tay của ta được thì từ nay về sau ta cũng sẽ không tiếp tục đuổi giết ngươi nữa. Hiện tại bắt đầu, sau khi ngươi chạy ra xa 1000 thước thì ta sẽ bắt đầu động thủ. Đông Vô Mệnh nhìn qua Phương Thành Hữu rồi nói với vẻ lạnh nhạt, lời vừa mới dứt thì trong tay nháy mắt đã bắt đầu kết xuất một đạo thủ ấn. Theo thủ ấn trong tay Đông Vô Mệnh kết xuất, Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy có một cỗ lực lượng rất đổi quỷ dị đang tràn ra, cỗ lực lượng này vô cùng quỷ dị, khiến cho người ta nhìn không được mà cảm thấy da đầu tê dại. Vèo! Phương Thành Hữu không chút do dự, Đông Vô Mệnh vừa nói dứt lời thì chân khí của hắn đã tuôn ra dữ dội, chân khí dưới chân run lên, bắn ra quang mang, thân ảnh lướt đi thật nhanh, hắn biết rõ đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Khoảng cách 1000 mét. Đối với một vị vũ xuất cửu trọng mà nói thì hoàn toàn chỉ là chuyện trong nháy mắt tiếp theo thì thân ảnh của Phương Thành Hữu đã lướt lên, chạy vội đi giữa không trung, mặc dù trên người vẫn bị trọng thương, nhưng tốc độ lúc này lại nhanh như quỷ mị. Phệ hồn ác anh. Vào đúng lúc này, một đạo thủ ấn cuối cùng của Đông Vô Mệnh cũng đã kết xuất, cũng ngay vào lúc đó, hai tay biến ảo xuất ra một đạo ấn quyết quỷ dị, ngay sau đó liền có một cỗ hắc mang nồng đậm tuôn ra dữ dội từ trên người của hắn. Theo cổ hắc mang nồng đậm này ngày càng lan rộng, đồng thời còn có một cỗ linh hồn lực minh mông vô bờ tuôn ra dữ dội, cơ hồ là trong nháy mắt liền bao trùm khắp cả không gian, khí tức này khiến cho những người nghe thấy cảm thấy ngay cả linh hồn cũng run rẩy, giống như một loại khí tức tử vong vậy, một cỗ khí tức linh hồn đang ba động, bên trong cỗ khí tức này tràn ngập cuồng bạo và hung hãn. Theo Đông Vô Mệnh gây ra động tĩnh cỡ này, ánh mắt của ba người Thiên Độc Yêu Long, Bạch Linh và Tiểu Long đều đại biến. Còn Lục Tâm Đồng thì nhướng to mắt lên nhìn. Ô ô! Cũng cùng lúc đó, bên trong cỗ hắc mang nồng đậm này vang lên một tiếng kêu chói tai, giống như tiếng kêu của ma quỷ tới từ địa ngục vậy, thanh âm khiến cho lòng người sợ hãi, linh hồn ngây ngốc. Thanh âm vừa dứt thì lập tức có một đạo quang ảnh màu đen lớn chừng nửa thước nháy mắt đã phóng thẳng lên trời từ bên trong hắc mang kia. Hiu! Quang ảnh hắc mang xẹt qua không trung, lao ra ầm ầm. Lập tức mang theo khí tức linh hồn ba động quỷ dị vô cùng đáng sợ kia tản mát ra. Sau khi cái quang ảnh hắc mang kia bắn ra thì ánh mắt của Đông Vô Mệnh cũng trầm xuống, cũng lộ ra một cỗ lãnh ý, hắc mang trên không đột nhiên tuôn ra lực ba động cực kỳ khủng bố, cả không gian rung lên dữ dội, sau đó mọi người lập tức kinh ngạc nhìn thấy, quang ảnh hắc mang kia hiển lộ nguyên hình hệt như một sinh vật sống vậy, đây là một thứ nhìn qua rất đáng sợ to chừng một thước, bên trong thân ảnh hư ảo nhưng lại tựa như vật có thật. Có đầu có mặt, toàn thân đen kịt, cái miệng dữ tợn há to, tựa như một ác quỷ vậy. Lại còn toàn là khói đen. Nhìn thấy cái thứ khủng bố thế này, ngay cả Lục Lâm Thiên cũng nhìn không được mà thấy tê dại hết cả da đầu. Mà đúng lúc này, cái thứ có bộ dạng dữ tợn như ác quỷ kia lại trực tiếp phun ra một đạo sương mù màu đen dày đặc. Thân ảnh nhanh tới mức không ngờ, tên Phương Thành Hữu vừa mới chạy ra nháy mắt đã bị màn sương đen kia nuốt chừng. Trong màn sương, ngũ chảo bén nhọn như răng nanh lập tức giáng thẳng xuống từ trên. Trong lòng của Phương Thành Hữu run lên, linh hồn lúc này sợ tới mức run rẩy, trong cơn hoảng sợ chỉ có thể miễn cưỡng bố trí một đạo hộ thân cương khí bao bọc quanh người. Thứ kinh khủng này kêu rên một tiếng, sau đó lập tức há cái miệng rộng đáng sợ của mình trực tiếp cắn lên hộ thân cương khí của Phương Thành Hữu, hộ thân cương khí lập tức bị cắn cho vỡ nát, sau đó dần tan biến như bị ăn mòn, trong nháy mắt tiếp theo. Cái thứ khủng bố kia liền mang theo khí tức cuồng bạo hung ác trực tiếp cắn xé trên đầu của Phương Thành Hữu, thân hình luân chuyển giữa hư ảo và thực chất, trực tiếp cắn nứt đầu của Phương Thành Hữu, máu lập tức phún ra như suối chảy loang đầy mặt đất. Còn thi thể thì trực tiếp rơi xuống. Mau lên, đây là xảy ra chuyện gì? Trong Phi Linh Môn có không ít đệ tử cảm giác được biến hóa trên không trung, đều lập tức lo lắng chạy tới, linh hồn ba động của hung thần đang ở giữa không trung khiến cho linh hồn của tất cả mọi người run rẩy. Đúng là thứ quỷ dị. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên kinh thán không ngừng, thứ mà Đông Vô Mệnh thúc dục ra lần này quá mức kinh khủng, thứ này có vẻ như là một thứ thuộc loại linh hồn, nhưng uy lực khủng bố tới cỡ này cũng khiến cho ta người ta lạnh cả người. Thực lực thế này, Lục Lâm Thiên phỏng chừng, sợ là cũng có thể trực tiếp chống lại Vũ Vương nhất trọng. Thu. Đông Vô Mệnh vừa thu lại thủ ấn trong tay,
cái thứ khủng bố miệng còn đang rỉ máu trên không nháy mắt đã hóa thành một đạo hắc mang ùn ùn kéo vào trong mi tâm của Đông Vô Mệnh, khí tức lập tức thu liễm không còn sót lại gì. Sau cái này, khí tức của Đông Vô Mệnh dường như lại càng hung sát thêm một chút. Có chút thủ đoạn nha, thứ đồ chơi này có vẻ bất phàm đấy. Ánh mắt của Thiên Độc Yêu Long thoáng vẻ kinh ngạc, nhịn không được mà thấp giọng kinh thán. Sau lưng của mọi người lúc này còn có ba cô nàng Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ, Bạch Toa, ánh mắt của cả ba cũng kinh hãi không thôi, lấy thực lực của nàng, bị một màn ban nãy dọa cho run lập cập. Chúc mừng sư phụ tu luyện thành phệ hồn ác anh. Lục Tâm Đồng lúc này cũng vui mừng chạy tới bên người Đông Vô Mệnh, rõ ràng là cảm thấy vô cùng vui mừng thay cho sư phụ. Đông Lão, thứ vừa rồi ngươi vừa thi triển chính là vật do hồn anh của Lâm Trung Đao lần trước luyện thành sao? Sau khi kinh ngạc qua đi, Lục Lâm Thiên lập tức hỏi, theo vật dữ tợn mà Đông Vô Mệnh thi triển ban nãy, Lục Lâm Thiên cũng đoán được ít nhiều. Không sai, đây chính là một loại thủ đoạn quỷ dị mà ta tu luyện theo như phía trên độc công ghi lại. Linh kỹ bình thường không cách nào tu luyện được, nhưng một ít thủ đoạn đặc biệt thì có không ít, cái phệ hồn ác anh này thì lại càng thêm quỷ dị. Lần trước vừa vặn có cơ hội bắt được một cái hồn anh, cho nên mới luyện chế ra được nó, chỉ là để luyện chế thành công cũng để ta chịu không ít khổ sở đây, bất quá uy lực cũng rất mạnh, hiện tại phỏng chừng có chống lại vũ vương nhất trọng bình thường cũng sẽ không hề kém cạnh. Cái phệ hồn ác anh này có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn, hơn nữa thôn phệ càng nhiều thì thực lực sẽ càng trở nên mạnh hơn. Nhưng lại cực kỳ tà ác, có thể coi như là vật âm độc. Đông Vô Mệnh nói, hắn đã phải tốn không biết bao nhiêu tinh lực mới có thể luyện chế thành công cái phệ hồn ác anh này, vất vả trong đó chỉ có mình hắn là biết rõ. Quản hắn là vật âm độc gì, uy lực mạnh là đủ rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, hắn cũng cảm thấy cao hứng thay cho Đông Vô Mệnh vì đã luyện chế được cái phệ hồn ác anh cường hãn cỡ này. Ca ca, cái phệ hồn ác anh này còn có một tác dụng quan trọng nhất chính là, nó là khắc tinh của tất cả hồn anh, nếu như có hồn anh của kẻ nào muốn đào thoát, chỉ cần phệ hồn ác anh ra tay thì trừ phi phải có thực lực rất mạnh, bằng không nếu muốn chạy trốn thì là không thể nào. Lục Tâm Đồng nói, còn có tác dụng nãy nữa sao? Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hồn anh đào thoát, tính ra thì thực lực sẽ yếu hơn nhiều so với lúc có thân thể, nhưng lại cực kỳ quỷ dị phiêu hốt, cho nên mới nói, hồn anh mà chạy thì trừ phi là có thực lực đủ để khống chế tuyệt đối. Bằng không sẽ rất khó bắt lấy, không ngờ cái phệ hồn ác anh này còn có tác dụng ấy nữa. Phệ hồn ác anh có uy lực cực lớn, bất quá luyện chế nó vô cùng khó khăn, đầu tiên là phải dùng tinh huyết để nuôi dưỡng, cuối cùng là lấy linh hồn của bản thân cho nó thôn phệ, khiến cho không ai có thể thừa nhận nổi. 10 người luyện chế phệ hồn ác anh, có được một người thành công đã là không dễ dàng gì rồi. Lục Tâm Đồng nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Xem ra Đông Vô Mệnh luyện chế thành con phệ hồn ác anh này cũng đã chịu không ít khổ cực rồi. Sau đó mọi người trở về lại bên trong đình viện. Trong đình viện, nhìn thấy ba cô nàng Bạch Toa Toa, Phương Tân Kỳ và Nhan Kỳ, mắt của Lục Lâm Thiên lập tức sáng lên, sau đó lấy ra ba cái hộp gấm đưa cho ba cô nàng, nói. Đây là quà ta cố ý chuẩn bị cho ba người các ngươi, đều là đồ tốt cả. Trưởng môn, đây là cái gì? Ba cô nàng Phương Tân Kỳ nhận lấy hộp gấm. Lễ vật trưởng môn cố ý chuẩn bị, chắc chắn không phải vật tầm thường, trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Cứ mở ra xem thì biết. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, đối với ba cô gái này, hắn cũng đã xem như người nhà của mình. Để ta xem. Bạch Toa Toa là người đầu tiên mở hộp gấm ra xem, lập tức một khỏa đan dược thơm ngát liền xuất hiện ngay trước mắt, mùi hương thơm ngát khiến người ta nhịn không được mà ngửi thêm một cái. Sau đó hai người Phương Tân Kỳ và Nhan Kỳ cũng mở hộp gấm ra, bên trong đó đều có một viên đan dược giống hệt nhau. Chú Nhan Đan. Vừa nhìn thấy đan dược này, quỷ tiên tử Bạch Oánh liền kinh ngạc, nói. Lâm Thiên, ngươi lấy đâu ra những ba viên chú Nhan Đan vậy? Oánh tỷ, chú Nhan Đan này thực tế ở Linh Thiên Môn có không ít đâu, ta cầm một ít từ chỗ Linh Nhi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Quỷ tiên tử sững sờ. Sau đó có chút sở khóc sở cười, nói với ba người Bạch Toa Toa. Ba người các ngươi đều uống đi, đây là thứ tốt đó, sau khi các ngươi uống đi, đều là người tu luyện cả, nó có thể bảo trì bộ dạng hiện tại mãi mãi, sẽ không già đi. Sư phụ, có phải như vậy thì sẽ giống như người, bộ dạng vĩnh viễn đều không thay đổi không? Bạch Toa Toa hỏi quỷ tiên tử. Không sai, lúc ta còn trẻ đã từng dùng một viên chú nhan đan, đây chính là bảo vật đó. Nếu mang đi đấu giá thì phỏng chừng phải lên tới ức kim tệ,
có khi còn hơn nữa, trong mắt của một vài kẻ, giá trị của nó sẽ không thấp hơn một bộ vũ khí huyền cấp đâu. Bạch Oánh nói. Đa tạ trưởng môn. Ba cô gái nghe thấy Bạch Oánh nói vậy thì lập tức hành lễ với Lục Lâm Thiên, thực lực mạnh mẽ, giữ gìn thanh xuân, đây chính là giấc mộng của tất cả nữ nhân, lúc này mình cũng có thể đạt được. Trong lòng kích động miễn bàn, chú nhan đan này đối với các nàng mà nói, so với một bộ vũ khí huyền cấp thì còn đáng giá hơn rất nhiều. Lục Lâm Thiên chỉ cười không nói, xem ra nữ nhân đều giống nhau, cực kỳ coi trọng thanh xuân và dung mạo của mình. Tham kiến trưởng môn. Bên trong một căn phòng khác trong tiểu viện, Bạch Linh, Tiểu Long và Thiên Độc Yêu Long đều đi chơi cả rồi, chỉ còn lại mỗi mình Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử là ở lại mà thôi. Lại thêm động tĩnh do Đông Vô Mệnh gây ra ban nãy khiến cho đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Ngân Hà, Ngô Dũng, Lộc Sơn Lão Nhân, Hoa Mãn Ngọc kéo tới đình viện ở Hậu Sơn. Lục Lâm Thiên nói hết thảy những tin tức hắn đã tìm hiểu và biết được ở thành Thiên Tinh cho Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Ngân Hà, Ngô Dũng, Hoa Mãn Lâu nghe qua một lượt, cùng với một màn cuối cùng khi giết chết đám người Tùng Bách Đào kia cũng tự thuật kỹ hơn một chút. Đối với chuyện trong thành Thiên Tinh, tuy rằng Quỷ Tiên Tử và Đông Vô Mệnh đã biết rồi, nhưng đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Ngân Hà, Ngô Dũng, Hoa Mãn Lâu thì không biết, cho nên cả đám lập tức cứng họng, nếu như là bọn họ, cũng không dám ra tay chẳng chút kiêng nể gì ở ngay dưới mí mắt của người ta như vậy. Lần này ngươi gây ra động tĩnh quá lớn, lần trước diệt Thương Sơn Môn, tất cả các thế lực đều đã có đề phòng, đều âm thầm có động tác hết cả, ngay cả Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang cũng đều phái thám tử tới Phi Linh Môn, phỏng chừng một màn ngươi gây ra ở Thiên Tinh Tông hiện tại đều bị bọn họ biết hết cả rồi, tất cả mọi người sẽ cho rằng, đây là dấu hiệu Phi Linh Môn sẽ ra tay với Thiên Quỷ Tông, chỉ sợ là hiện tại Thiên Quỷ Tông đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta không động thủ với bọn họ thì họ cũng sẽ ra tay với chúng ta. Bằng không, lấy những gì ngươi đã gây ra ở thành Thiên Tinh, bọn họ mà còn không động thủ thì sẽ không còn mặt mũi gặp ai. Đông Vô Mệnh nói, dù sao thì thực lực của Phi Linh Môn ta cũng đã bại lộ, các đại thế lực cũng đã phòng bị cả rồi, còn không bằng nhân dịp tất cả các thế lực đó vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta một lần quật khởi. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên rồi nói, nếu như là trước kia, Phi Linh Môn muốn quật khởi còn chút cố kỵ thì bây giờ, có Linh Thiên Môn chế trụ nhất tông nhất giáo nhất trang, cố kỵ của Phi Linh Môn đã ít hơn rất nhiều. Lâm Thiên, có Linh Thiên Môn chế trụ nhất tông nhất giáo nhất trang, Phi Linh Môn sẽ ít cố kỵ hơn nhiều, nhưng ngươi đã từng nghĩ tới, mặc dù lúc diệt Thương Sơn Môn chúng ta đã có cớ rõ ràng, nhưng việc này vẫn khiến cho tất cả thế lực ở cổ vực này đề phòng, nếu như lần này lại diệt Thiên Tinh Tông nữa thì ta sợ tới lúc đó Phi Linh Môn của chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của các thế lực nhất lưu ở cổ vực mất, tới khi đó tình hình sẽ không lạc quan mấy đâu. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Lời Quỷ Tiên Tử nói, Lục Lâm Thiên đương nhiên hiểu rõ, trong cổ vực có không ít thế lực nhất lưu. Đào Hoa Yến lần trước, có Ma Tâm Cốc, Thiên Âm Môn, Bách Linh Tông chẳng hạn, đều là thế lực nhất lưu. Nếu như Phi Linh Môn cường hãn quật khởi thì khó mà chắc chắn rằng những thế lực này sẽ không đứng lên liên hợp với nhau chống lại Phi Linh Môn, tới lúc đó chắc chắn là rất phiền phức, thực lực của Phi Linh Môn có mạnh hơn đi nữa, nhưng nếu các thế lực nhất lưu liên thủ lại thì tuyệt đối có thể khiến cho Phi Linh Môn không cách nào ứng đối nổi. Chuyện này để tới lúc đó lại bàn. Nhưng Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông hôm nay nhất định phải diệt mới được, giữ lại sẽ chỉ là tai họa thôi, đặc biệt là Thiên Tinh Tông, ta đã từng hứa với Đông Lão và Oánh Tỷ, khi Phi Linh Môn có đủ thực lực thì sẽ tiêu diệt Thiên Tinh Tông, hiện tại đã tới lúc thực hiện rồi. Lục Lâm Thiên nói, trưởng môn nói không sai, dù sao thì cũng đã động tới Thiên Tinh Tông rồi, bọn họ cũng sẽ đối phó với Phi Linh Môn chúng ta mà thôi, lấy thực lực của Phi Linh Môn chúng ta hiện tại. Muốn tiêu diệt Thiên Tinh Tông cũng không phải chuyện khó, tới lúc đó tiêu diệt xong Thiên Tinh Tông, địa bàn của Phi Linh Môn chúng ta sẽ tăng thêm không ít. Thanh Hỏa Lão Quỷ nói với giọng điệu quỷ thanh quỷ khí. Ngươi quyết định đi. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Rất có thể Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông sẽ liên thủ với nhau, Phi Linh Môn phải đối phó với cả hai cỗ thế lực nhất lưu như vậy cùng một lúc cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Có lẽ Phi Linh Môn của chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, nếu xét kỹ thực lực của cả Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông thì quả thực nếu muốn tiêu diệt chúng thì sẽ phải trả một cái giá khá đắt. Lần trước khi tiêu diệt Thương Sơn Môn, bởi vì Lâm Trung Kiến của Thương Sơn Môn đã sớm bị giết chết, đồng thời còn có Linh Thiên Môn tương trợ,
cho nên mới giúp cho Phi Linh Môn không bị thương vong bao nhiêu, những người có tu vi vũ xuất cơ hồ không mất một ai. Còn lần này mình muốn tiêu diệt Thiên Tinh Tông thì lại không giống như vậy nữa, Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông là Vũ Vương tứ trọng, còn có một vị Vũ Vương nhất trọng, cường giả vũ xuất trong môn cũng không ít, mặc dù Phi Linh Môn có thể đối phó được, nhưng nếu cậy mạnh đối cứng thì quả thật là sẽ tổn hại không ít, nếu như lại có thêm Thiên Quỷ Tông tham gia liên thủ thì sợ là phải chọi cứng, ai thắng ai thua còn khó mà nói trước được, cường giả trong Thiên Quỷ Tông cũng không phải ít, thực lực của Tùng Thanh Sơn cũng là Vũ Vương tam trọng. Tuyệt đối không thể xem thường được. Ta sẽ giảm tải thương vong của Phi Linh Môn đến mức thấp nhất, hai tông của bọn họ liên thủ, sợ là cũng không dễ dàng gì, muốn tiêu diệt thì phải dùng thế nhanh như lôi đình để làm. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên trầm xuống. Chẳng lẽ, người muốn mời Vân Dương Tông ra tay lần nữa? Đông Vô Mệnh nhướng mày hỏi. Cho dù có mời Vân Dương Tông ra tay đi nữa thì sợ là cũng không tới kịp. Phỏng chừng Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông cũng không cho chúng ta bao nhiêu thời gian, lúc này ta cũng đã có tính toán, nhưng vẫn phải thông báo cho Vân Dương Tông biết, nếu như toàn bộ thế lực nhất lưu ở cổ vực liên thủ để chống lại Phi Linh Môn chúng ta thì Phi Linh Môn chúng ta cũng chỉ còn cách liên thủ với Vân Dương Tông mà thôi. Lục Lâm Thiên nói, mày giãn ra, xem ra, lần này chút thực lực vẫn luôn giấu kín kia cũng nên cho ra ngoài ánh sáng một chút, lần này một khi Phi Linh Môn bộc lộ hết toàn bộ thực lực. Tiêu diệt cả Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông xong, tới lúc đó tất cả các thế lực nhất lưu phỏng chừng ai nấy cũng cảm thấy bất an, không biết chừng có khi sẽ liên thủ lại với nhau nữa ấy chứ. Ngươi có tự tin nắm chắc là được rồi, dù sao thì ngươi làm việc ta cũng yên tâm. Đông Vô Mệnh không nói thêm gì nữa. Lâm Thiên, nếu như ngươi liên thủ với Vân Dương Tông thì sợ là sẽ có chút phiền phức. Quỷ Tiên Tử mỉm cười nói với Lục Lâm Thiên. Cái này. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Điều Quỷ Tiên Tử muốn nói Lục Lâm Thiên sao có thể không hiểu cơ chứ, mình và Lữ Tiểu Linh đính hôn, lại là con gái của Lữ Chính Cường, nhưng lại chưa nói cho Vân Tiếu Thiên biết, cái này thì đã không được ổn rồi, mà nghe đâu Vân Tiếu Thiên và Lữ Chính Cường lại có chút ân oán, việc mình đã đính hôn với Lữ Tiểu Linh, sợ là đã sớm bị Vân Dương Tông biết được rồi. Chuyện này, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, tới lúc đó rồi tính. Lục Lâm Thiên nói, tiếng vừa dứt, tâm thần lập tức động. Trong tay lập tức xuất hiện một đoàn bạch sắc quang mang, một cỗ khí tức cuồn cuộn lập tức ùa ra. Bạch quang vừa thu lại, một kiện khôi giáp màu trắng đã xếp gọn nằm chỉnh tề trong tay Lục Lâm Thiên, độc một màu trắng, trắng đến mức non có vẻ như trong suốt, nhìn qua có chút hư ảo, bên trên có lưu quang nhàn nhạt quanh quẩn, một cỗ khí tức mênh mông cũng lập tức khiến cho tất cả mọi người cảm thấy trong lòng run lên, chỉ là một kiện khôi giáp nằm yên thôi liền lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đây là hồn linh khải giáp địa cấp sao? Ánh mắt của Đông Vô Mệnh khẽ giật, kinh ngạc nhìn về phía bộ khôi giáp trong tay của Lục Lâm Thiên, theo như tin tức của ám đường, hắn cũng đã sớm biết tin Lục Lâm Thiên chiếm được một kiện bảo vật là cái hồn linh khải giáp địa cấp này. Không sai, đây chính là kiện hồn linh khải giáp địa cấp mà ta lấy được từ trên người tên Tùng Bách Đào ở Thiên Tinh Tông, kiện hồn linh khải giáp này hiện tại đã là vật vô chủ, giao cho muội chịu không? Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía Lục Tâm Đồng hỏi. Cho muội. Lục Tâm Đồng vô cùng kinh ngạc, nàng biết rõ ca ca cũng là linh giả, cho nên cũng có thể sử dụng được kiện hồn linh khải giáp này. Không sai, cho muội. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói, kiện hồn linh khải giáp này, là địa cấp, Lục Lâm Thiên vẫn luôn nghĩ xem nên xử lý thế nào, bản thân mình đương nhiên cũng có thể dùng được, nhưng ở mặt phòng ngự thì mình đã có thanh linh khải giáp. Uy lực của thanh linh khải giáp vốn cũng không kém, mà quan trọng nhất là, thanh linh khải giáp tổng cộng có thể biến hóa ra 3 loại hình thái, mình hiện tại vẫn một mực thi triển loại hình thái thứ nhất, vũ khí này ngay cả Nam Thúc cũng không rõ lai lịch, phòng ngự cũng rất mạnh. Trước mắt xem ra, kiện hồn linh khải giáp này hẳn là mạnh hơn thanh linh khải giáp của mình không ít, nhưng sau này thanh linh khải giáp còn có thể thúc dục ra hình thái thứ 2 và thứ 3, uy lực nói không chừng sẽ tăng mạnh thêm lần nữa. Huống hồ gì hiện tại mình cũng không định sẽ để lộ linh lực, công dụng của bộ hồn linh khải giáp này đối với mình lại càng nhỏ hơn, Lục Lâm Thiên nghĩ kỹ, cuối cùng quyết định, kiện hồn linh khải giáp này cứ giao cho Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng nhận lấy kiện hồn linh khải giáp trong tay của Lục Lâm Thiên, sắc mặt có chút biến hóa, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhìn qua kiện hồn linh khải giáp trong tay với vẻ do dự không thôi, sau đó liền mở to mắt nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ca ca. Muội có xích kim độc chu hộ thân, kiện hồn linh khải giáp này đương nhiên sẽ có nhiều chỗ tốt với muội,
nhưng với thực lực của muội hiện tại thì cũng không thể nào thúc giục ra được hết uy lực của nó. Muội thấy nên giao hồn linh khải giáp cho sư phụ rất thích hợp sử dụng kiện hồn linh khải giáp địa cấp này, uy lực xuất ra cũng sẽ mạnh hơn muội nhiều. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Tâm Đồng rồi mỉm cười, nói. Đương nhiên là được rồi. Theo như suy nghĩ trong lòng của Lục Lâm Thiên thì vốn là nghĩ tới muốn đưa cho hai người là Lục Tâm Đồng và Đông Vô Mệnh, đẳng cấp của kiện hồn linh khải giáp địa cấp này, với thực lực của Lục Tâm Đồng thì quả thật là không cách nào thúc giục ra được toàn bộ uy lực. Nếu như để cho Đông Vô Mệnh sử dụng kiện hồn linh khải giáp địa cấp này là thích hợp nhất, uy lực xuất ra sẽ mạnh hơn nếu để cho Lục Tâm Đồng dùng nhiều, chính là sau khi cân nhắc một hồi, Lục Lâm Thiên nhất thời cũng không thể nào quyết định được. Cuối cùng mới quyết định giao kiện hồn linh khải giáp địa cấp này cho Lục Tâm Đồng, trong này cũng có chút thiên vị của riêng Lục Lâm Thiên. Đương nhiên, trong lòng Lục Lâm Thiên, Đông Vô Mệnh tuyệt đối cũng không phải người ngoài, mà đã là người thân của hắn rồi, chỉ là đối với Lục Tâm Đồng, thì cảm giác vẫn thân thiết hơn một chút, giống như mấy huynh đệ vậy, tuy rằng đều là huynh đệ ruột thịt, nhưng cũng có chút thân sơ. Sư phụ, vậy kiện hồn linh khải giáp này giao cho người. Lục Tâm Đồng giao kiện hồn linh khải giáp trong tay cho Đông Vô Mệnh đang rất đỗi kinh ngạc đứng một bên. Đông Vô Mệnh nhìn đứa đồ đệ bảo bối của mình, nói. Tâm Đồng, thứ này con cứ cầm lấy đi, con có lòng như vậy, sư phụ đã cảm thấy vui lắm rồi. Đông Vô Mệnh qua cơn kinh ngạc, nhìn Lục Tâm Đồng, trong ánh mắt chỉ toàn ý cười vui mừng. Sư phụ, con đã có xích kim độc chu hộ thân rồi, người dung hợp hồn linh khải giáp rồi. Uy lực khi sử dụng sẽ lớn hơn so với con rất nhiều, người mà không nhận thì con sẽ tức giận đó. Lục Tâm Đồng chu cái miệng nhỏ lên nói. Đông lão, người cứ cầm lấy đi, người thích hợp để dung hợp với bộ hồn linh khải giáp này nhất. Lục Lâm Thiên nói. Được rồi, ta nhận. Đông Vô Mệnh nhìn qua đồ đệ của mình, ánh mắt cũng run run, sau đó nhận lấy kiện hồn linh khải giáp trong tay Lục Tâm Đồng, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại như đang dậy sóng. Một kiện hồn linh khải giáp địa cấp, giá trị lớn tới cỡ này, không phải dùng kim tệ là có thể hình dung được. Lúc này, cả năm người Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Ngô Dũng, Lưu Tinh Hà, Hoa Mãn Lâu, nhìn thấy Đông Vô Mệnh nhận được một kiện hồn linh khải giáp địa cấp thì trong lòng cũng cảm thấy hâm mộ không thôi. Hồn linh khải giáp địa cấp, đây cũng không phải bảo vật tầm thường đâu. Linh khí tu vi địa cấp, bình thường chỉ có một số ít người như Linh Tôn và Vũ Tôn mới có được. Đông lão, người cũng mau dung hợp kiện hồn linh khải giáp này đi, có kiện hồn linh khải giáp này rồi, thực lực của ngươi sau này nhất định có thể mạnh hơn không ít. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, lấy thực lực tu vi linh vương nhất trọng của Đông Vô Mệnh hiện tại, cộng thêm kiện hồn linh khải giáp này, phối hợp với độc công khó chọc, cùng với phệ hồn ác anh quỷ dị kia, tuyệt đối có thể coi là cường hãn. Chúc mừng Đông Cung Phụng nhận được bảo vật như thế. Đám người Thanh Hỏa lão quỷ, Ngô Dũng lập tức nói với vẻ hâm mộ. Bọn họ ngay cả linh khí hoàng cấp cũng không có, mà Đông Vô Mệnh lúc này đã có được hồn linh khải giáp địa cấp rồi. Đồng thời, năm người này cũng có chút chờ mong, Đông Vô Mệnh chính là đi theo bên cạnh trưởng môn, đợi sau này, mình nhất định cũng sẽ có cơ hội nhận được bảo vật cỡ này. Ánh mắt của Đông Vô Mệnh run lên, vui mừng nhìn vào kiện hồn linh khải giáp trong tay, nói. Có kiện hồn linh khải giáp này, những kẻ có tu vi đồng cấp, bản vương đã có thể không cần bận tâm, cho dù là Vũ Vương tam trọng. Bản vương cũng có thể chống lại một phen. Lục Lâm Thiên mỉm cười, những lời Đông Vô Mệnh nói tuyệt đối không phải cậy mạnh. Đông Vô Mệnh hiện tại mặc dù chỉ là linh vương nhất trọng, nhưng độc công của Đông Vô Mệnh cũng đủ để đối phó với Vũ Vương nhất trọng đỉnh phong, thậm chí miễn cưỡng cũng có thể chống lại Vũ Vương nhị trọng. Lúc này còn có phệ hồn ác anh tương trợ, thực lực vốn đủ để chống lại Vũ Vương nhị trọng, chỉ là phòng ngự linh giả của bản thể lại yếu hơn. Lúc trước Tùng Bách Đào đã sớm thi triển kiện hồn linh khải giáp này rồi, thực lực tu vi linh xuất tam trọng, đã có thể chống lại một kích liệt không cửu kích do mình dùng huyết lục toàn lực thôi động, mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng một kích liệt không cửu kích toàn lực do mình thôi động ra, sợ là có thể so với thực lực tu vi vũ xuất bát trọng, nếu như tính ra thì tu vi của hồn linh khải giáp địa cấp do tên Tùng Bách Đào kia thi triển ra đủ để chống lại vũ xuất thất trọng không lo sợ. Nếu như vậy mà tính thì Lục Lâm Thiên phỏng chừng Đông Vô Mệnh sau khi có kiện hồn linh khải giáp này, có thể chống lại được vũ xuất tam trọng phỏng chừng là ý chỉ phòng thủ, còn về phần thực lực rốt cuộc chống lại được cỡ nào thì chỉ có đợi sau khi Đông Vô Mệnh dung hợp kiện hồn linh khải giáp này thì mới biết, dù sao thì giữa linh xuất và linh vương tu vi cũng cách nhau một khoảng rất lớn. Tùng Bách Đào sau khi thi triển hồn linh khải giáp thì có thể chống lại vũ xuất thất trọng,
nhưng đến tu vi Linh Vương thì Linh Vương tam trọng thúc dục kiện hồn linh khải giáp này chưa chắc đã có thể chống lại Vũ Vương thất trọng, hết thảy còn phải đợi thử qua thì mới biết được. Vào đêm, hai đạo thân ảnh tựa như quỷ mị nhảy ra khỏi phi linh môn, nháy mắt đã biến mất ở giữa không trung. Sau nửa canh giờ, bên trong sơn mạch phi linh, ngay phía trên một cái hồ nước thật lớn, hai đạo thân ảnh lăng không mà đứng, mắt nhìn hồ nước, một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn ra. Xuy xuy, mấy chục đạo đạo thân ảnh hình thú lập tức nhảy ra từ bên trong cái hồ rộng đó, mặt hồ đang tĩnh lặng bỗng chốc nổi lên chấn động dữ dội, hơn 10 đạo thân ảnh hình thú lập tức lăng không mà đứng, một cỗ khí tức hung hãn lập tức tràn ngập ra, khí tức bao phủ khắp không trung, đám yêu thú ở chung quanh dãy núi cũng lập tức kinh hoàng bỏ chạy thục mạng. Tham kiến yêu vương, tham kiến chủ nhân. Tổng cộng có hơn 60 đầu yêu thú lục giai thu nhỏ thân hình lăng không đứng giữa không trung. Khí tức của 5 con yêu thú đứng đầu là cường hãn nhất, chính là Trường Ngao yêu giải, Hổ Bối yêu quy, Thiết Sĩ yêu ngạc, Xà Cảnh bạch sa, Cự Đầu yêu giao, 5 con này vốn chính là yêu vương bên trong Vũ Tinh Hải. Nhìn qua đám yêu thú này, Lục Lâm Thiên đảo mắt qua, cảm giác khí tức, khoảng thời gian này, có vài con yêu thú lục giai sơ kỳ đã đột phá tới lục giai trung kỳ, còn có 3 con yêu thú lục giai trung kỳ cũng đã đột phá tới lục giai hậu kỳ. Riêng khí tức trên người 5 con yêu vương thì vô hình cũng ngưng thực không ít, đã sớm luyện hóa xong vũ linh thánh quả, từ trong khí tức này không khó để cảm giác ra, sợ là muốn đột phá thất giai cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, hết thảy những thứ này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nếu như 5 con yêu vương này có thể thuận lợi đột phá thì mình sẽ có thêm 5 cường giả yêu thú thất giai, cùng với hơn 60 con yêu thú lục giai kia, cỗ lực lượng này chính là lá bài tẩy của phi linh môn. Chỉ là tuy 5 con yêu vương này đều đã ăn vũ linh thánh quả rồi, nhưng về phần có thể đột phá được hay không thì phải chờ xem vận khí. Nhìn vào đám yêu thú này, Lục Lâm Thiên giao cho 5 con yêu thú vốn là yêu vương là Trường Ngao yêu giải, Hổ Bối yêu quy, Thiết Sĩ yêu ngạc, Xà Cảnh bạch sa, Cự Đầu yêu giao không ít yêu linh đan, bảo chúng dốc lòng tu luyện. Sau khi dặn dò xong hết một phen, Lục Lâm Thiên và Thiên Độc yêu long lại quay về, bên dưới bầu trời. Hai đạo thân ảnh quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Hôm sau, phương đông sáng hửng, trên mặt đất khắp nơi tràn ngập một màn sương trắng mờ đục, gió sớm thổi qua, không khí vô cùng tươi mát. Hô! Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện, thở hắt ra một ngụm chọc khí thật dài từ tận sâu trong đan điền khí hải, tu luyện cả đêm, tiến bộ mặc dù không đáng kể, nhưng làm cho tu vi của hắn củng cố không ít. Hai mắt mở ra, trong mắt có quang mang lóe lên, sau đó thu liễm vào. Khiến cho ánh mắt của hắn nhìn qua vô cùng thâm thúy, sau khi thu thập một phen, Lục Lâm Thiên liền đứng dậy rời khỏi đình viện. Trong đại điện phi linh môn, Lục Lâm Thiên gọi mấy người quỷ ảnh La Sát, Diệp Phi và Diệp Mỹ, còn có Hoa Mãn Ngọc của ám đường tới, cả 3 cô gái đều không có điểm nào mà nữ nhân bình thường có thể so sánh được, cơ hồ đều có đặc sắc riêng của mình, khiến cho Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn kỹ cũng phải cảm thấy hơi sững sờ, trong lúc bất trí bất giác. Phi linh môn của mình cũng có thể coi là mỹ nữ như mây rồi, đặc biệt là 3 cô gái này, không chỉ có mỗi mỹ mạo không thôi, người có thể so sánh hoặc vượt qua 3 cô gái này thật đúng là chẳng có mấy. Trưởng môn, gần đây thanh danh của ngươi ngày càng lan xa, xin chúc mừng. Trong số 3 cô gái, Diệp Mỹ coi như là người ở bên cạnh Lục Lâm Thiên lâu nhất, cho nên trong cung kính cũng mang theo một chút tùy ý, cả 3 cô gái cũng đều biết, vị trưởng môn này đối với người của mình thì không chấp nhất câu nệ gì. Các ngươi cũng muốn trêu chọc ta sao? Lục Lâm Thiên chừng 3 cô gái một cái, 3 cô gái này ai cũng có nét đặc sắc riêng của mình, Diệp Phi thì tính tình nhanh nhẹn, còn Diệp Mỹ thì văn tĩnh tao nhã, Hoa Mãn Ngọc thì thập phần giã tính, không có điểm nào là không phải thượng thừa cả. Lục Lâm Thiên nhìn mà trong lòng cũng cảm thấy giật mình, đương nhiên, đây chỉ là phản ứng nho nhỏ mà thôi, phản ứng của thị giác khi nam nhân nhìn nữ nhân mà thôi. Mang cho các ngươi chút lễ vật. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Lập tức móc 3 viên chú nhan đan ra giao cho cả 3 người, chú nhan đan này vốn Lục Lâm Thiên chỉ có 1 viên, về sau lại lấy được 8 viên ở chỗ Lữ Tiểu Linh, lần này cho 3 cô gái này mỗi người 1 viên, trên người Lục Lâm Thiên chỉ còn 3 viên. Đây là... 3 cô gái nhìn viên đan dược trong hộp gấm trên tay với vẻ hơi nghi hoặc. Chú nhan đan của Linh Thiên Môn, nếu không thích thì trả lại cho ta. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 3 cô gái vừa nghe được đây là chú nhan đan thì sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ, sau đó liền vội vàng thu vào trong tay, sao có thể không cần được,
Diệp Phi mỉm cười nói. Trưởng môn, chú nhan đan này là bảo vật rất tốt, chúng ta sao có thể không cần được. Đa tạ trưởng môn. Hoa Mãn Ngọc và Diệp Mỹ lập tức mỉm cười, ai cũng có vẻ vui mừng. Tốt lắm, bàn chính sự thôi. Sau khi Lục Lâm Thiên mỉm cười xong liền nghiêm mặt nói. Từ giờ trở đi ám đường tùy thời đều phải chú ý nhất cử nhất động của hai sơn môn là Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông, tùy thời phải báo cáo cho ta. Trưởng môn, ám đường đã sớm bố trí nghiêm mật người theo dõi động tĩnh của Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông rồi, hiện tại mỗi ngày đều có tin tức truyền về, chỉ là thời gian đưa tin rất lâu, tin tức muốn về tới Phi Linh Môn cũng phải mất mười mấy ngày. Quỷ ảnh La Sát trả lời. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, tin tức truyền về quả thật là có hơi chậm. Đường xá xa xôi, tin tức phải tốn thời gian rất lâu mới về tới Phi Linh Môn được, chuyện này cũng đành chịu không còn cách nào khác. Hoa đường chủ, ngoại đường kể từ bây giờ trở đi, phải tăng tốc chiêu nhận đệ tử mới, nhưng đồng thời cũng phải kiểm tra thật kỹ, đặc biệt là đệ tử trẻ tuổi, những người có thiên phú thật sự tốt thì cứ giao riêng cho chấp sự hoặc hộ pháp trưởng lão, người nào đặc biệt ưu tú thì sẽ có an bài riêng, đến lúc đó có thể tìm mấy vị cung phụng sắp xếp. Lục Lâm Thiên nói. Vâng. Thưa trưởng môn, Hoa Mãn Ngọc đáp, ngoài ra thông báo cho linh đường, nhận thêm nhiều linh giả nữa, cũng phải toàn lực luyện chế yêu linh đan, đặc biệt là yêu linh đan cao phẩm. Lục Lâm Thiên nói thêm, sau khi Lục Lâm Thiên dặn dò ba cô gái xong xuôi thì ba cô gái cũng rời đi, Lục Lâm Thiên cũng lập tức đi ra khỏi đại điện. Rượu này uống cũng không được ngon lắm. Quảng trường phía trên đại điện, lão giả tóc xanh ôm một cái bầu rượu thật lớn, vừa uống vừa lầu bầu. Không dễ uống bằng rượu của Tâm Đồng, không có mùi vị gì hết, chẳng lẽ bị pha với nước à? Lục Lâm Thiên khẽ cười khổ, người này đúng là biết chọn rượu uống thật, rượu ở trong Phi Linh Môn đều là mua ở bên ngoài, sao có thể sánh được với đào hoa tửu đã ủ hơn 20 năm của Linh Thiên Môn được cơ chứ? Đối với người này, Lục Lâm Thiên mặc dù cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng không cách nào thăm dò ra lai lịch và thân phận của người này được. Thậm chí còn không phát hiện được điều gì khác thường. Hai người Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử cũng đã thử thăm dò rồi, đối với thân phận của người này cũng không được rõ ràng cho lắm, cũng chẳng có ấn tượng gì hết. Dù sao thì hiện tại lão giả này cũng vẫn vô hại, chỉ là thích uống rượu quá mức mà thôi, thi thoảng sẽ tới tìm Lục Tâm Đồng và Tiểu Long chơi một lát, giống như một lão ngoan đồng vậy, Lục Lâm Thiên cũng chẳng bận tâm đến, an bài một vài đệ tử Phi Linh Môn chiếu cố người này là được, muốn uống rượu thì tùy hắn muốn gì cứ uống. Những yêu cầu không quá đáng thì cũng có thể đáp ứng. Cho nên trước mắt lão giả này sống ở Phi Linh Môn có thể nói là vô cùng sung sướng, có ăn có uống còn có người quan tâm chiếu cố nữa. Tiểu tử, tới đây nói chuyện một chút. Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Lục Lâm Thiên, trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thanh âm này chính là của Nam Thúc, kể từ sau khi tới Phi Linh Môn tới nay cũng đã hơn một năm rồi. Ngoại trừ vài lần Lục Tiểu Bạch tới đưa dược liệu xong tới giờ, Nam Thúc vẫn một mực chưa xuất quan, đây cũng là lần đầu tiên tìm mình. Suy, Lục Lâm Thiên cơ hồ là chạy như bay vào bên trong đại điện, tiến vào bên trong mật thất mà đệ tử bình thường không thể nào biết được, thậm chí ngay cả đám người Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ cũng không biết. Nam Thúc, con nhớ người muốn chết. Mật thất vừa mở ra, Lục Lâm Thiên còn chưa nhìn thấy thân ảnh của Nam Thúc thì đã lập tức nói. Tiểu tử ngươi còn có thể bớt buồn nôn đi chút được hay không? Thanh âm của Nam Thúc lập tức truyền tới, thân ảnh của Nam Thúc cũng xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, bộ dạng không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là bộ dạng đã không còn trông như già yếu bệnh tật nữa, ánh mắt trong suốt, trong vô hình, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được khí tức trên người của Nam Thúc lúc này đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở Lục gia. Không hề buồn nôn nha, tiểu tử thật sự nhớ người muốn chết đi được. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc. Sau đó liền không biết xấu hổ mà trực tiếp nhào lên người Nam Thúc ôm cứng lấy, nói. Nam Thúc, người khôi phục thế nào rồi? Thôi đi, nhờ hồng phúc của ngươi, trong một năm này không ngờ lại không mang tới thêm phiền toái cho ta, miễn cưỡng cũng khôi phục được rồi. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên một cái, ánh mắt lập tức lại dừng lại trên người Lục Lâm Thiên tỉ mỉ đánh giá, có thoáng chút kinh ngạc, lập tức nói. Vũ xuất tứ trọng, đúng là đột phá không chậm. Khí tức cũng rất ổn định, xem như không tệ, loại tốc độ này cũng có thể so sánh với đám trẻ tuổi trong mấy gia tộc ẩn thế kia rồi. Nam Thúc, vậy bây giờ người đã khôi phục tới cỡ nào rồi?
Chuyện Lục Lâm Thiên quan tâm nhất bây giờ chính là Nam Thúc đã khôi phục tới tu vi nào rồi nên lập tức hỏi. Có thể khôi phục được tới đâu kia chứ, mấy chục năm rồi, mới khôi phục được một chút như vậy, trong một năm này mặc dù đã tính tâm khôi phục, nhưng so với lúc trước thì cũng chẳng đáng nhắc tới, phỏng chừng chỉ cần không có Linh Tôn và Vũ Tôn tới thì sẽ không thành vấn đề. Nam Thúc thở dài trả lời, nhớ tới thực lực lúc trước, lại nghĩ tới thực lực hiện tại, đúng là khác biệt một trời một vực mà. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên xoay chuyển, chỉ cần không gặp phải Vũ Tôn và Linh Tôn thì sẽ không thành vấn đề, thực lực Nam Thúc hiện tại đã khôi phục tương đương với Linh Vương Cửu Trọng. Trong lòng cảm thấy mừng rỡ, Linh Vương Cửu Trọng, cách Linh Tôn thì tuyệt đối là tu vi siêu cấp cường giả, thực lực cỡ này, Lục Lâm Thiên cũng nhịn không được mà toét miệng cười, có thực lực của Nam Thúc ở Phi Linh Môn hiện tại thì mình cũng yên lòng, nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa thì Nam Thúc sẽ tiếp tục khôi phục. Thực lực nhất định sẽ còn mạnh hơn nữa. Nam Thúc, phải bao lâu thì người mới có thể khôi phục hoàn toàn được? Lục Lâm Thiên lại hỏi lần nữa, hy vọng Nam Thúc có thể nhanh chóng khôi phục hoàn toàn, tới lúc đó Phi Linh Môn sẽ có một vị siêu cấp cường giả vô cùng châu bò, Phi Linh Môn sẽ an toàn hơn rất nhiều, quan trọng nhất là, trong lòng Lục Lâm Thiên vẫn hy vọng Nam Thúc có thể sớm ngày khôi phục. Muốn khôi phục hoàn toàn không dễ như vậy đâu, vẫn còn lâu lắm. Nam Thúc khẽ thở dài, lập tức nói, ta cảm giác được gần đây Phi Linh Môn của ngươi hình như đã có Vũ Vương và Linh Vương đột phá, bên ngoài gần đây có tin tức gì không, kể cho ta nghe. Lục Lâm Thiên liền kể mấy chuyện khá lớn vừa xảy ra trong đoạn thời gian này cho Nam Thúc nghe, kể cả vụ Tinh Hải mở ra, còn có chuyện bị Linh Vũ giới đánh lén một lần thì càng kể rõ qua một lần, không hề giấu giếm, ngay cả mấy chuyện trọng yếu như Vô Tự Thiên Thư và Vũ Linh Thánh Quả cũng không hề giấu giếm. Đối với Nam Thúc, Lục Lâm Thiên tuyệt đối tin tưởng. Nghe xong những gì Lục Lâm Thiên kể lại, ánh mắt của Nam Thúc cũng run lên mấy lần, sau đó lập tức giãn mày ra, nói. Không ngờ vận khí của tiểu tử nhà ngươi cũng không tệ, vùng đất kỳ dị mà ngươi đi vào lúc ở trong vụ tinh hải kia chính là Đại Điện Vụ Tinh, tìm được một quyển Vô Tự Thiên Thư, đúng là có chút bất ngờ, việc này ngươi nhất định không thể nói với bất kỳ kẻ nào. Nếu không để người ta biết được trên người của ngươi hiện tại có hai bản Vô Tự Thiên Thư thì toàn bộ đại lục đều sẽ vì ngươi mà gió thổi mây phun, cho dù là Linh Tôn Vũ Tôn cũng sẽ không chút do dự mà giết ngươi để cướp cho bằng được Vô Tự Thiên Thư. Con biết rồi, việc này vẫn chưa có bất kỳ người nào biết. Lục Lâm Thiên hít vào một hơi, nếu như Linh Tôn và Vũ Tôn lại tự mình ra tay thì cái mạng nhỏ của mình phỏng chừng sẽ chẳng có cơ hội cứu được. Những gì ngươi gặp phải trong Đại Điện Vụ Tinh đúng là có chút kỳ quái. Nam Thúc đánh giá Lục Lâm Thiên, sắc mặt có chút nghiêm trọng, lập tức nói. Còn có linh hồn thể theo như lời ngươi kể nữa, ta cũng không thể tìm thấy bất kỳ khí tức gì trên người ngươi, ngươi tới đây để ta xem. Lục Lâm Thiên nghe vậy liền đứng dậy đi tới bên cạnh Nam Thúc. Thủ ấn kết xuất, một cỗ ba động rất nhỏ liền hiện lên. Trong tay của Nam Thúc lập có một cỗ quang quyển vô hình lập tức bao phủ lên người Lục Lâm Thiên. Kỳ quái! Nam Thúc nhướng mày, thủ ấn tiếp tục biến đổi, quang mang bên trên quang quyển lập tức hơi sáng lên, một cỗ khí tức bàng bạc lan tràn ra, sau đó liền biến mất theo cỗ quang mang kia không thấy đâu. Ta cũng không thể tìm ra. Nam Thúc khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn ra sau lưng Lục Lâm Thiên một cái. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên cũng có chút ngưng trọng. Nói cho Nam Thúc biết trên người của mình có một cái linh hồn thể, Lục Lâm Thiên cũng không quá yên tâm khi trên người mình có một cái linh hồn thể đi theo, nhưng bây giờ cả Nam Thúc cũng không tìm được, mình cũng không cảm giác được sự có mặt của hắn, có lẽ linh hồn thể này đã bỏ mình đi chỗ khác rồi. Trầm tư một phen, Lục Lâm Thiên cũng đành thôi, không quá để ý tới nó nữa, ít nhất thì có vẻ hiện tại linh hồn thể cũng không hề có ác ý gì với mình. Nam Thúc, người bế quan lâu như vậy. Có muốn đi ra ngoài một chút hay không, cũng có thể nhìn xem Phi Linh Môn của tiểu tử, hiện tại Phi Linh Môn của tiểu tử đã có thể coi là có thực lực không tệ, có thể coi là thuộc hàng thế lực nhất lưu rồi. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Thế lực nhất lưu. Nam Thúc đưa mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên một cái, nói. Ngươi cho rằng dựa vào thế lực của Phi Linh Môn hiện tại, dựa vào hai con yêu thú thất giai, một Linh Vương nhất trọng, một Vũ Vương nhất trọng là đủ để thành thế lực nhất lưu hay sao? Lục Lâm Thiên có chút nhụt chí, nói. Thực lực của Phi Linh Môn hiện tại không hề dưới Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông và Ma Tâm Cốc. Buồn cười, nhưng sơn môn như Ma Tâm Cốc, Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông có bao nhiêu nội tình, vài Vũ Vương Đê Giai, vài Linh Vương Đê Giai, chẳng lẽ đây là nhất lưu thế lực hay sao,
thực lực cỡ này, trong mắt của người bình thường thì có lẽ không có gì, nhưng trong mắt của cường giả chân chính thì còn chưa đủ để lĩnh một trưởng của người ta đâu. Nếu như thật có thể trở thành thế lực nhất lưu thì sợ là đám người nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang sẽ tru sát người đầu tiên. Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang đã có nội tình trên ngàn vạn năm rồi. Cho nên sở dĩ có thể tha thứ cho sự tồn tại của những thế lực khác, thứ nhất là bởi vì duy trì sự cân đối của cổ vực, mà căn bản những thế lực này cũng không thể nào dung chuyển được địa vị của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, cho nên mới để mặc cho chúng phát triển. Mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, Nam Thúc nghiêm mặt nói. Thần sắc của Lục Lâm Thiên cũng biến hóa, xem ra khoảng thời gian này mình đúng là có chút tự mãn. Những lời Nam Thúc nói rõ ràng là đang cảnh cáo mình không thể chủ quan. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, thần sắc của Nam Thúc hòa hoãn thêm một chút. Nói, có thực lực mạnh bao nhiêu thì sẽ đứng cao bấy nhiêu, vị trí đứng của ngươi cao bao nhiêu thì sẽ quyết định tầm mắt của người có thể nhìn xa được bao nhiêu. Lấy thực lực của người và thế lực của Phi Linh Môn lúc trước mà nói thì, mấy sơn môn như Ma Tâm Cốc, Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông có lẽ chính là thế lực nhất lưu của ngươi. Nhưng đối với người hiện tại mà nói thì đã không phải nữa rồi, nhớ kỹ, những sơn môn không có siêu cấp cường giả tọa chấn thì vĩnh viễn không cách nào có thể thật sự đặt chân vào thế lực nhất lưu cả. Con hiểu rồi, Nam Thúc. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp lời. Phi Linh Môn của ngươi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thế này cũng coi như phát triển không tệ rồi, dựa theo thế cục ở cổ vực hiện nay mà ngươi đã nói, cộng thêm ngươi có quan hệ với Linh Thiên Môn. Nếu như ngươi có thể nắm chắc thì đúng là có thể nhân cơ hội này để ra tay, dù sao đi nữa chỉ cần Phi Linh Môn không chính thức uy hiếp đến thế lực của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang thì bọn họ cũng sẽ không đặt ngươi ở trong lòng, có Linh Thiên Môn kềm chế Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo này. Ngươi có thể thoải mái làm việc. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên, thu hồi thần sắc, lộ ra vẻ tán thưởng. Vâng. Lục Lâm Thiên gật đầu. Sau này ngươi phải chú ý tới linh vũ giới nhiều một chút, linh vũ giới sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng vậy đâu, chỉ cần có tin tức liên quan tới Vô Tự Thiên Thư thì bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngươi ở lại Phi Linh Môn, ngươi có tu vi bình thường có thể ta còn ứng phó được một chút, nếu như ngươi rời đi rồi, vạn nhất có cường giả của linh vũ giới tới thì tới lúc đó ngươi ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có đâu. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Được rồi, ngươi cứ đi trước đi. Ta còn muốn tiếp tục bế quan, có việc gì thì ta sẽ gọi ngươi. Nam Thúc, con đi trước đây. Lục Lâm Thiên cáo lui, nhìn qua Nam Thúc có chút không nỡ. Cửa mật thất vừa đóng, ngay lúc Lục Lâm Thiên vừa rời khỏi mật thất, Lục Lâm Thiên hoàn toàn không biết, trong mật thất, có một đạo thân ảnh hư ảo như quỷ mị xuất hiện bên trong. Các hạ là ai, một phũ xuất nho nhỏ có đáng để cho các hạ đoạt xác hay không? Bên trong mật thất. Ánh mắt của Nam Thúc lập tức bắn ra một cỗ tinh quang, linh khí quanh thân trong nháy mắt liền run run. Đoạt xác, nếu như ta có muốn đoạt xác thì cũng chỉ có đoạt xác của Linh Tôn đấy, sao lại đoạt xác Vũ Xuất làm gì cơ chứ, huống hồ gì tên tiểu tử này lại là đệ tử của ngươi, cũng coi như đệ tử của ta rồi. Thân ảnh hư ảo đứng trước người Nam Thúc, khẽ mỉm cười nói. Nhưng ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi, ít nhất hiện tại ta có thể khẳng định. Ngươi hẳn là đã cố cường hành tu luyện cái công pháp thôn phệ như tên tiểu tử kia cho nên bị tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy mới khiến cho thực lực rơi xuống tu vi như hiện tại. Hóa ra là ngươi, không ngờ các hạ vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Nam Thúc nhìn qua thân ảnh hư ảo trước mặt, linh lực vừa thu lại, khóe môi lập tức lộ ra ý cười, trong ánh mắt cũng mang theo chút kinh ngạc. Ta không muốn đoạt xác, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào hồn anh mà tồn tại, sau khi đoạt xác. Lại phải tiếp tục những ngày tháng nhàm chán như cũ, nếu đã vậy thì còn không bằng để hồn anh tiêu tán cho rồi. Thân ảnh hư ảo phát ra thanh âm già nua, trong thanh âm này lại lộ ra một cổ kiệt ngạo. Nếu như ta nhớ không lầm thì hồn anh của các hạ tồn tại ít nhất cũng phải mấy ngàn năm rồi, vẫn còn chưa tiêu tán đã là kỳ tích rồi, chẳng lẽ các hạ thật sự không có ý định đoạt xác trọng sinh hay sao? Ánh mắt của Nam Thúc lóe lên, lập tức hỏi. Ta đương nhiên là đang chờ trọng sinh rồi. Vẫn đang đợi, mấy ngàn năm nay, ta cũng đã nghĩ ra một cách, nhưng cách này lại vô cùng phức tạp và khó khăn, sợ là lấy thực lực đỉnh phong của ngươi trước khi bị tẩu hỏa nhập ma cũng không thể giúp được ta, trừ phi ngươi có thể đột phá tới cảnh giới cuối cùng. Đạo thân ảnh hư ảo kia đưa mắt nhìn về phía Nam Thúc. Ta sợ là tự thân khó mà bảo toàn, còn không biết khi nào mới có thể khôi phục được, muốn giúp được ngươi sợ là rất khó. Một mình ngươi thì khó, nhưng nếu cộng thêm ta vậy thì chưa chắc. Có ta giúp ngươi,
nhất định sẽ tìm ra cách, mấy năm nay ta ở bên cạnh tên tiểu tử kia, đối với công pháp mà ngươi tu luyện cũng có chút nghiên cứu, hai người chúng ta liên thủ, ngươi muốn khôi phục hoàn toàn cũng không phải là không thể. Thân ảnh hư ảo nhìn vào Nam Thúc mà nói. Tại sao các hạ lại muốn giúp ta? Nam Thúc ngước mắt lên nhìn, trong ánh mắt lúc này có kích động khó giấu, khôi phục thực lực trước kia, đây chính là điều trong lòng hắn ước ao. Chờ sau khi ngươi khôi phục, nếu có đột phá thì có thể giúp cho ta trọng sinh rồi. Hư ảo thân ảnh nói, trong ánh mắt cũng có rung động rất nhỏ. Ngươi không sợ tới lúc đó thì ta sẽ trở mặt sao? Nam Thúc mỉm cười hỏi. Tên tiểu tử kia là đệ tử của ngươi, cũng là đệ tử của ta, cho nên ta tin tưởng ngươi. Thân ảnh hư ảo kia nói. Được, quyết định như vậy đi, có các hạ giúp ta một tay thì việc ta muốn khôi phục sẽ có thêm cơ hội rồi. Trong mắt của Nam Thúc lóe lên một đạo kim quang, mục quang bắt đầu có chút chờ mong. Chuyện bên trong mật thất, Lục Lâm Thiên không hề biết được chút gì. Sau khi rời khỏi mật thất, trong đầu Lục Lâm Thiên vẫn nghĩ về không ít vấn đề. Trưởng môn, nhận được một tin quan trọng, có lẽ sẽ bất lợi đối với phi linh môn của chúng ta. Lục Lâm Thiên một đường trở về đình viện Hậu Sơn, quỷ ảnh La Sát Diệp Mỹ đã tự mình đi tới đình viện, lúc này còn có ba người quỷ thiên tử Bạch Oánh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân ở đây. Có tin tức gì? Lần này Diệp Mỹ tự mình tới đây, ngay cả quỷ thiên tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân đều ở đây, thần sắc đều có vẻ rất nghiêm trọng, Lục Lâm Thiên cũng có thể đoán ra. Sợ là chẳng phải chuyện tốt lành gì, sau khi mọi người đi vào trong phòng nhỏ bên trong đình viện thì Lục Lâm Thiên liền hỏi. Trưởng môn, ám đường mới đây vừa lấy được tin tức Thiên Quỷ Tông đã tập hợp tất cả cường giả tu vi đã ngoài vũ phách lại, phòng trưng tổng cộng có hơn 1.500 người, đã rời khỏi Thiên Quỷ Tông rồi. Diệp Mỹ nói. Lục Lâm Thiên nhíu chặt mày, trong lòng cũng trầm xuống, Thiên Quỷ Tông có động tác lớn như vậy, chỉ sợ là ai cũng biết thừa hắn là nhằm vào phi linh môn. Thực lực của Thiên Quỷ Tông thế nào? Sau khi suy tư một phen, Lục Lâm Thiên hỏi. Thực lực của Thiên Quỷ Tông, Tùng Thanh Sơn có tu vi Vũ Vương Tam Trọng, linh suất trong môn cũng có không ít, nếu như nguồn tin của chúng ta không sai thì ngoại trừ đoạn hồn đoạn mệnh nhị lão và một linh suất tứ trọng bị ngươi giết chết ra thì cường giả vũ suất của Thiên Quỷ Tông ít nhất cũng có hơn 15 người, về phần người có tu vi vũ tướng thì đều giữ chức hộ pháp, phỏng chừng là sẽ không dưới 100 người. Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh nói. Trưởng môn, trong Thiên Quỷ Tông còn có hai tên vũ suất cửu trọng, được gọi là Diễm Băng Song Suất, theo thứ tự gọi là Lương Tán và Đỗ Yến, hai người bọn họ là vợ chồng, cũng đều là vũ suất cửu trọng, lại thêm hai người này có một bộ hợp kích chi thuật, cho nên mặc dù tu vi thực lực của cả hai người chỉ là vũ suất cửu trọng, nhưng thực lực lại có thể so với vũ vương nhất trọng, chỉ cần hai người liên thủ thì sẽ vô địch thủ trong hàng vũ suất, trước kia ta cũng từng ăn phải thiệt thòi trong tay của hai người này. May mà chạy nhanh nên thoát. Thanh Hỏa Lão Quỷ nói. Thế lực của Thiên Quỷ Tông đúng là không yếu. Lục Lâm Thiên hơi nhíu mày, chỉ với thực lực của Tùng Thanh Sơn, cũng chỉ có Bạch Linh mới có thể chống lại, cường giả vũ suất lại đông, nếu như phi linh môn trực tiếp chọi cứng thì tuyệt đối sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Huống hồ, Lục Lâm Thiên lúc này căn bản là không cần phải nghĩ nhiều, Thiên Quỷ Tông vừa ra tay thì chắc chắn Thiên Tinh Tông cũng sẽ dốc toàn lực mà xuất thủ, hai tông môn liên thủ. Phi linh môn muốn chống lại thật đúng là không chắc chắn lắm. Lần này cường giả Thiên Quỷ Tông vừa ra, Thiên Tinh Tông chắc chắn cũng sẽ xuất thủ cùng một lúc, hai tông liên thủ, chúng ta chỉ vừa nhận được tin tức, sợ là lúc này người của Thiên Quỷ Tông cũng đã sắp tới Thiên Tinh Tông rồi, tới lúc đó cường giả của hai tông sẽ liên thủ tới đây. Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh nói, cứ tới đi, hiện tại phi linh môn của chúng ta cũng chẳng phải quả hồng mềm. Chiến ý trong người của Lộc Sơn Lão Nhân nổi lên, trong mắt bắn ra từng đạo tinh quang. Lục Lâm Thiên không nói gì, có chút trầm tư, nhìn thấy Lục Lâm Thiên trầm tư như vậy, Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh cũng không nói gì thê, chỉ dõi mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên mà thôi. Còn có tin tức nào khác nữa không? Một lúc sau, Lục Lâm Thiên thản nhiên hỏi. Không còn. Diệp Mỹ đưa mắt nhìn Lục Lâm Thiên, khẽ lắc đầu nói. Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì khác. Tốt lắm, phân phó với tất cả các đường. Cần làm gì thì cứ làm, việc này chỉ có thể để cho các đường chủ biết, tạm thời đừng nên tiết lộ ra ngoài, để khỏi phải khiến lòng người hoang mang. Lục Lâm Thiên nói, trưởng môn, chúng ta có cần phải sớm chuẩn bị một phen hay không, hai tông liên thủ, thực lực của phi linh môn chúng ta cũng không chiếm được ưu thế gì,
Thiên Quỷ Tông lần này xuất hết cường giả ra, sợ là tốc độ cũng sẽ rất nhanh, Thiên Tinh Tông thì hẳn là cũng sẽ chẳng trì hoãn bao lâu, ta đoán là chẳng bao lâu nữa cường giả của cả hai tông sẽ tới khu vực của Phi Linh Môn ta thôi. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn Lục Lâm Thiên, lúc này cả nàng cũng có chút lo lắng. Oánh tỷ cứ yên tâm, ta đã có tính toán rồi. Lục Lâm Thiên cười khẽ, nhưng đôi mày thì vẫn hơi nhíu, chống lại hai tông Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông liên thủ, tới chừng đó không biết phải hao tổn bao nhiêu cường giả đây. Mọi người nghi hoặc giải tán, nhìn thấy bộ dạng như đã có tính toán của trưởng môn khiến cho trong lòng của họ cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Vào đêm, màn đêm bao phủ bầu trời, sao sáng lấp lánh, một vầng trăng sáng nhô lên rắt giữa không trung. Trong phòng, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi đó, trầm tư nhìn qua ánh trăng ngoài cửa sổ, Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông sợ là sẽ liên thủ mà tới, với thực lực của Phi Linh Môn hiện tại thì cho dù có chống lại được đi nữa, nhưng tuyệt đối sẽ có tổn thương thảm trọng, rốt cuộc cũng rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương, như vậy đối với Phi Linh Môn mà nói, dù cuối cùng có thắng đi nữa thì cũng là một loại đả kích mang tính chí mạng rất lớn. Vậy thì cứ tới đây đi, Phi Linh Môn sẽ cường hãn quật khởi lần nữa. Trầm tư qua đi, Lục Lâm Thiên mỉm cười, thực lực của Phi Linh Môn nếu như ngạng kháng thì sẽ dễ dàng dẫn tới kết cục lưỡng bại câu thương, chính là mình vẫn còn lá bài tẩy chưa bao giờ tiết lộ ra nữa, còn bài này cũng đủ để áp chế đám cường giả trong Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông rồi. Sau một lát, Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, bắt đầu tu luyện, sau một hồi, quanh thân liền được một cỗ quang mang màu vàng nhạt bao phủ bên trong, sợ là không bao lâu nữa sẽ diễn ra một hồi đại chiến, tới lúc đó. Mình cũng có thể thôn phệ thêm vài tên linh xuất hoặc vũ xuất để đột phá, còn trong khoảng thời gian này thì mình phải củng cố tu vi cho thật tốt mới được. Dưới ánh trăng mờ ảo, cũng là bầu trời đêm y hệt như vậy, trên không trung thành Thiên Tinh, nhưng ánh sao thì lại mờ hơn không ít, bên trong Thiên Tinh Tông, trong một đình viện khá yên tĩnh, chung quanh không có bất kỳ ai tới, còn ở phía trên đình viện thì lại bị một đạo cấm chế vô hình nhàn nhạt bao phủ. Bên trong đình viện yên tĩnh này đột nhiên lại phát ra tiếng ngân nga nũng nịu, đương nhiên, tiếng rên rỉ nũng nịu này người bên ngoài căn bản không cách nào nghe thấy. Trong một gian phòng, chính là nơi phát ra tiếng rên rỉ nũng nịu kia, trên cái bàn tròn nhỏ ở trong phòng, một vị phụ nhân đầu tóc rối bời trực tiếp ngồi bên trên bàn, hai chân mở rộng, một vị đại hán đang vùi đầu giữa hai chân của vị phụ nhân này, đầu không ngừng lay động. Tựa như một con dã thú tìm được mạch nước ngầm bên trong nham động u ám liền cúi đầu xuống uống, trực tiếp MUT lấy hạt đậu nhỏ của nàng, khiến cho nàng nhịn không được mà thở dốc liên hồi. Cẩn thận nhìn lại thì phụ nhân này tuổi chừng hơn 30, trên người mặc một bộ cung trang váy dài, dáng người thướt tha đầy đặn, đôi mắt hoa đào lúc này đã trở nên mê ly, nhìn qua vô cùng dụ hoặc, vị này tuy nói đang ở độ tuổi từ nương bán lão. Nhưng khí tức dụ hoặc phát ra từ trên người của nàng lại không phải thứ những cô gái trẻ tuổi có thể so sánh được. Vị đại hán mãi bận vùi đầu làm việc lúc này ngẩng đầu lên, mới nhìn rõ bộ dạng của hắn, người này mặc một bộ hoa phục cẩm bào, tuổi đã ngũ tuần, nhưng thoạt nhìn lại cực kỳ trẻ tuổi, gương mặt có chút anh khí, khí độ bất phàm, chỉ là trong hai mắt lúc này toát ra tà hỏa nóng rực khó nhịn, đây không phải ai khác mà chính là phó tông chủ Lương Bá Quang của Thiên Tinh Tông. Chỉ thấy Lương Bá Quang này ngẩng đầu dậy, hai tay trực tiếp kéo vạt áo trước ngực của vị phụ nhân xinh đẹp này xuống, một đôi nhục đoàn nóng bỏng trắng nõn là lập tức nhảy ra như thỏ trắng, sau đó hắn lại cúi đầu xuống lần nữa, ngậm lấy quả ô mai kia. Vị phụ nhân xinh đẹp nhìn không được mà rên lên một tiếng sung sướng, ôm chặt lấy Lương Bá Quang, nghiêng người đẩy một bên khác lên. Lương Bá Quang vùi đầu cuồng loạn một hồi ở giữa ngực của vị mỹ phụ nhân này. Trực tiếp khiến cho vị mỹ phụ nhân này không ngừng giãy giụa cả người, hai chân trực tiếp dắt lên lưng của hắn. Bá Quang, người mạnh hơn cái tên Hồ Hưng Hải kia nhiều, mau vào đi, ta đã ướt lắm rồi. Chỉ một lát sau, vị mỹ phụ nhân kia liền vội vã kêu lên. Cái thứ này của ngươi, đúng là vừa động vào đã bén lửa, hôm nay xem ta thu thập ngươi đây. Lương Bá Quang nâng hông lên, hai tay vừa động thì lập tức cởi khố xuống, ngay trên cái bàn nhỏ này. Giơ lên một chân cắm vào giữa hai chân bóng loáng của vị phụ nhân xinh đẹp này, sau đó hung hăng cắm rút. Bá Quang tốt của ta, ngươi thật sự là mạnh hơn tên Hồ Hưng Hải kia nhiều. Vị phụ nhân xinh đẹp thở dốc liên tục. Lát sau khi trải qua một lượt cắm rút mãnh liệt, Lương Bá Quang liền đặt vị phụ nhân xinh đẹp kia xuống bàn. Vị phụ nhân xinh đẹp xoa xoa kiều đồn, miệng thở gấp liên tục,
tiếng thở hổn hển khiến cho Lương Bá Quang càng ra sức cắm vào, phát ra từng trận thanh âm hỗn tạp, càng khiến cho vị phụ nhân này hai mắt mê ly, tiếng thở dốc cũng lớn hơn vài phần. Bá Quang, sao hôm nay ngươi lại mạnh như vậy? Vị phụ nhân xinh đẹp thở hào hển lớn tiếng hỏi. Đó là vì Hồ Hưng Hải quá vô dụng. Lương Bá Quang toàn lực lắc hông nghênh hợp với vị phụ nhân xinh đẹp này. Hạ thân của vị phụ nhân xinh đẹp này đã sớm ướt đẫm, cắm vào liền phát ra tiếng bạch bạch, vang lên không ngớt. Lúc này Lương Bá Quang lại càng bị trêu chọc cho cả người nóng hơn nữa, cảm giác như đôi mông căng tròn của nữ nhân này mềm mại co giãn, khiến hắn không chịu nổi, cắm thật mạnh vào, nhìn thấy nữ nhân này nằm dưới thân mình đung đưa phập phồng mãnh liệt như sóng vỗ, không ngừng rên gì, lại càng cảm thấy hứng thú dâng trào. Bá Quang, lần này đối phó với Phi Linh Môn, ngươi cảm thấy có chắc ăn không? Vị phụ nhân xinh đẹp này vừa kêu rên vừa hỏi Lương Bá Quang. Phi Linh Môn chẳng qua là dựa vào Linh Thiên Môn mà thôi, lúc này, Phi Linh Môn Upsilon cỡ đó, còn giết chết con trai bảo bối của Tùng Thanh Sơn Thiên Quỷ Tông, hai tông chúng ta liên hợp, muốn đối phó với Phi Linh Môn thì dư sức, Phi Linh Môn muốn đánh với chúng ta ấy à, ngoại trừ Bạch Oánh ra thì nghe nói còn có hai con yêu thú thất giai mà thôi. Chúng ta có tính toán cả rồi, chẳng lẽ ngươi sợ bọn ta sẽ tìm thêm phiền toái cho ngươi sao? Lương Bá Quang hạ thân vừa động, miệng thì giải thích. Các ngươi đáng lẽ nên giết Đông Vô Mệnh sớm mới phải, bây giờ còn để cho hắn đột phá Linh Vương, sợ là muốn giết được lại càng khó, lần này ngươi nhất định phải giết chết Đông Vô Mệnh đó. Vị phụ nhân xinh đẹp thở hào hển nói, xen lẫn bên trong tiếng rên rỉ. Ngươi thật đúng là độc ác. Dẫu gì đi nữa thì Đông Vô Mệnh lúc trước cũng từng là vị hôn phu của ngươi, ngươi cũng nỡ ra tay. Lương Bá Quang cười dâm tà, động tác dưới hông cũng không dừng lại, tiếng rên rỉ và da thịt chạm nhau lại vang lên không ngớt. Ta cũng thật không ngờ là thực lực của hắn bây giờ lại có thể phát triển tới cỡ này. Tiếng nói vừa dứt, vị phụ nhân xinh đẹp này đột nhiên ngửa đầu, nhíu mày kêu lên. Bá Quang ngươi quá mạnh mẽ, ta tới đây, ta sắp chịu không nổi rồi. Tiếng vừa dứt thì toàn thân của vị phụ nhân xinh đẹp này liền run rẩy một chút, môi run run, toàn thân giật nhẹ, kêu lớn một tiếng, hai tay bấu chặt lấy mép bàn cũng run rẩy không thôi. Lương Bá Quang thấy vậy, cũng thừa cơ cắm vào thật mạnh, cảm giác bản thân mình giống như được một đoàn cánh hoa mềm mại quấn quanh hút vào, liền bắn ra ào ào. Lương Bá Quang nhìn không được mà cuồng điên một trận, hai người liền hét lớn lên một tiếng, sau đó ngã vật xuống bàn thở hổn hển. Bá Quang, ngươi ngày càng lợi hại đó, người ta sắp bị ngươi giết chết luôn rồi. Trên bàn, hai người nhỏm dậy, vị phụ nhân xinh đẹp kiều mị nói, đôi mắt hoa đào mê ly không thôi, trên mặt tràn đầy xuân quang, càng thêm hấp dẫn. Ta cảm giác chỗ đó của ngươi cũng ngày càng chặt, đúng là bảo vật mà. Lương Bá Quang cười dâm không ngừng, vẫn không quên vỗ một cái thật mạnh lên cái mông tròn của vị phụ nhân xinh đẹp kia. Có người tới đây. Lương Bá Quang vừa dứt lời thì ánh mắt lập tức quét lên, tâm thần dò xét được có người đang tới gần. Khởi bẩm phó tông chủ muốn phó tông chủ lập tức tới mật thất, có chuyện quan trọng cần thương nghị. Bên ngoài đình viện truyền tới một thanh âm. Ta đi trước đây, phỏng chừng Hồ Hưng Hải cũng sẽ phái người tới tìm ta, chắc là người của Thiên Quỷ Tông tới rồi. Vị phụ nhân xinh đẹp kia liền chỉnh lại y phục, dầm ý lúc này đều đã thu liếm, trong mắt mang theo một tia hàn ý hờ hững. Cứ như là hai người khác hẳn nhau vậy. Bọn họ tới nhanh thật đấy, cũng hay, tốt nhất là tam bại câu thương, tới lúc đó chúng ta liền. Ánh mắt của Lương Bá Quang trầm xuống, trong tay làm ra một động tác giết. Ngươi thật sự quyết định sẽ giết Hồ Hưng Hải sao? Ánh mắt của vị phụ nhân xinh đẹp lóe lên, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Như thế nào, ngươi không nỡ để hắn chết sao? Lương Bá Quang cười nhẹ trầm giọng hỏi. Không phải như vậy. Thực lực của Hồ Hưng Hải, sợ là ngươi không thể nào đối phó được. Phụ nhân xinh đẹp nói. Phi Linh Môn cũng không phải dễ chọc, tới lúc đó cứ tùy theo hoàn cảnh mà hành sự, nắm được Thiên Tinh Tông rồi thì sau này chúng ta muốn cái gì sẽ có cái đó. Lương Bá Quang cười gian nói. Trong bóng đêm, bên trong Thiên Tinh Tông, một cái mật thất, ngay lúc Lương Bá Quang đi đến mật thất thì trong mật đất đã có hơn 30 đạo thân ảnh đang ngồi, quét mắt qua nhìn. Tất cả trưởng lão của bản tông đều đã ở đây, ghế trên bên trái, Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông cư nhiên cũng ngồi ngay đó. Tham kiến phó tông chủ. Chúng trưởng lão của Thiên Tinh Tông đồng loạt hành lễ, Tùng Thanh Sơn cũng đi tới, nói.
không ngờ Tùng Tông chủ tới nhanh như vậy. Phỏng chừng tới lúc người của Phi Linh Môn lấy được tin tức thì chúng ta đã đi được nửa đường rồi, lúc này chúng ta nhất định phải thừa dịp bất ngờ, một lần diệt trừ Phi Linh Môn, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta được. Tùng Thanh Sơn trong mắt chỉ toàn vẻ tức giận, sát ý quanh thân tỏa ra. Không ngờ Tùng Trang chủ đã tới sớm như vậy rồi, lần này tự nhiên là phải tiêu diệt Phi Linh Môn rồi. Lại thêm một thanh âm nũng nịu truyền tới, lúc này, một vị phụ nhân bộ dạng chừng tam tuần lắc mông đi tới, sau đó ngồi ở bên cạnh Hồ Hưng Hải. Chúng ta liền đi ngay trong đêm, xuất phát tới Phi Linh Môn, làm cho hắn trở tay không kịp, phỏng chừng Phi Linh Môn bây giờ còn đang cho rằng Tùng Tông chủ đang trên đường chạy tới Thiên Tinh Tông của ta hội họp. Sau đó thì toàn bộ cường giả của hai tông chúng ta mới đi, nhưng không biết chúng ta là Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, tất cả những cường giả vũ xuất đều cấp tốc đi tới Phi Linh Môn, đánh cho chúng trở tay không kịp, tới lúc đó muốn tiêu diệt Phi Linh Môn sẽ đơn giản hơn rồi. Hồ Hưng Hải nói xong, ánh mắt nheo lại, cảm thán. Ta nghe nói Phi Linh Môn còn có hai con yêu thú thất giai, cho nên cần phải chú ý một chút. Yêu thú thất giai, phỏng chừng cũng chỉ là thất giai sơ kỳ mà thôi. Cũng không phải là không thể đối phó, lần này, ta nhất định phải diệt trừ Phi Linh Môn, trừ phi là Phi Linh Môn của hắn có Vũ Tôn và Linh Tôn, bằng không nhất định cũng sẽ bị tiêu diệt. Tùng Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, giống như có chỗ chắc chắn lắm. Sau một lát, giữa bầu trời đêm, hậu sơn Thiên Tinh Tông, vô số yêu thú phi hành lặng lẽ rời đi thật nhanh, nháy mắt đã biến mất trong màn đêm. Một đêm không xảy ra chuyện gì, sáng sớm. Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí từ bên trong đan điền khí hải, sau đó lập tức đứng dậy. Lúc Lục Lâm Thiên đi ra ngoài đình viện thì nhìn thấy Lục Tâm Đồng và Tiểu Long đang đùa giỡn ầm ĩ, chơi đến bất diệt nhạc hồ, sau khi nhìn lão giả áo xanh dò xét một hồi, Lục Lâm Thiên lập tức đi tới hậu sơn. Đứng trước thác nước ở hậu sơn, Lục Lâm Thiên lẳng lặng đứng đó, áo bào xanh xanh bay bay trong gió nhẹ. Lưu động, lao nhanh, nhu hòa. Cảm thụ được dòng nước chảy bên dưới thác, lúc nhanh lúc chậm, sau một hồi như vậy, Lục Lâm Thiên dường như có chút lĩnh ngộ, lập tức khoanh chân ngồi xuống đỉnh núi, bất chi bất giác liền tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Trong mấy ngày tiếp theo, Lục Lâm Thiên ngoại trừ tu luyện lĩnh ngộ ra thì chỉ có tu luyện vũ kỹ cùng củng cố tu vi, thi thoảng sẽ chơi với Lục Tâm Đồng và Tiểu Long một chút, mà Lục Tâm Đồng và Tiểu Long mặc dù mê chơi nhưng cũng không chậm trễ việc tu luyện, đều vô cùng chăm chỉ. Còn Thiên Độc Yêu Long thì gần đây cũng tiến nhập vào bế quan, mặc dù là không tới mức đột phá, nhưng việc tu luyện cũng không hề rơi xuống, trên việc tu luyện thì Thiên Độc Yêu Long đều vô cùng chăm chỉ. Ngược lại thì vị lão giả áo lam kia, Lục Lâm Thiên mỗi ngày đều để tâm đánh giá, nhưng cũng không nhìn ra điều gì khác thường hết cả, vị lão giả này ngay cả tên của mình còn không nhớ nổi, mỗi ngày đều vô tư vô lự như trẻ con vậy, chỉ cần có rượu ngon là đủ rồi. Trong khoảng thời gian này, không ít cường giả trong Phi Linh Môn cũng đều khẩn trương tu luyện, đan dược và vũ khí của Phi Linh Môn hiện tại đều không thiếu, đối với những đệ tử và cường giả có tiềm lực mà nói thì tài nguyên đúng là vô cùng phong phú. Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, ngay cả đám người Lưu Tinh Hà và Ngô Dũng, đoạn thời gian này cũng đều đầu nhập vào tu luyện. Còn đám người Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Chỉ Chính, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Hoa Mãn Ngọc thì tuy rằng bận rộn sự vụ, nhưng vẫn dành thời gian tu luyện. Đến ngày thứ sáu, tất cả cường giả của Phi Linh Môn đều cảm ứng được một cỗ năng lượng khổng lồ đang ba động, Hoa Mãn Ngọc sắp đột phá tới linh suất tam trọng. Hai ngày sau, Phân Đà truyền tới tin tức báo rằng hai tỷ muội Diệp Phi cũng đã có điểm đột phá, Diệp Phi đột phá tới vũ suất nhị trọng, còn Diệp Mỹ thì thuận lợi đột phá tới vũ suất nhất trọng. Ngay cả bên trong Phi Linh Môn, hiện tại cũng chỉ có hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ là bận rộn nhiều nhất, cả một đống chuyện phải chờ hai người đi làm. Vẫn không thể trở về Phi Linh Môn, nhưng lúc nào cũng có tin tức truyền về, theo mớ tin tức đó mà Lục Lâm Thiên biết được là thành Giao Hải và thành Thương Sơn trên cơ bản đều đã xử lý gần như ổn thỏa hết. Nhiệm vụ tiếp theo của hai người chính mở hai chi nhánh của Phi Linh Thương Hành bên trong hai tòa thành lớn này, muốn trở về thì phỏng chừng cần thêm một khoảng thời gian nữa. Thời gian cứ thế trôi nhanh, trong việc lĩnh ngộ thuộc tính thủy, lần lĩnh ngộ lâu nhất của Lục Lâm Thiên chính là một lần kéo dài liên tục 4 ngày, thu hoạch đúng là không ít. Nhưng nếu muốn tu luyện vũ khí huyền cấp cao giai hệ thủy này thành công thì vẫn chưa đủ. Tu luyện vũ khí huyền cấp cao giai hệ thủy, đối với việc lĩnh ngộ thuộc tính thì không hề bình thường. Phải biết là vũ khí huyền cấp cao giai này, cho dù là vũ vương đê giai bình thường cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công được. Suy suy. Sáng sớm ngày thứ 13,
Sắc trời vừa mới hửng sáng, bên trong hậu sơn, Lục Lâm Thiên ngồi kết xuất thủ ấn, lúc từng đạo thủ ấn kết xuất, không gian gợn sóng trên không lan ra không ngừng, một tia thuộc tính thủy hội tụ, nhưng lại lập tức tản ra. Cứ duy trì liên tục như thế không ngừng, qua hai canh giờ sau, Lục Lâm Thiên mới dừng lại nghỉ ngơi một lát, đầu mướt mồ hôi. Sau một lát, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục tiến nhập vào trong trạng thái lĩnh ngộ, mà ngay lúc Lục Lâm Thiên tiến nhập vào trạng thái lĩnh ngộ không được bao lâu thì Lục Lâm Thiên cũng lập tức bừng tỉnh lại, ánh mắt nhìn chằm chặp về phía trời xa. Vèo vèo. Cũng đúng lúc này, hai đạo thân ảnh xinh đẹp trước sau vọt lên không trung, chính là hai người Bạch Linh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, ánh mắt của hai người cũng nhìn chằm chằm về phía đó. Trong nháy mắt, giữa không trung liền run lên một cái thật mạnh, ở phía đó lập tức có vô số thất yêu thú phi hành nhanh chóng bay tới, bao phủ cả một góc trời như mây đen, tạo thành một khoảng dâm ở bên dưới. Ngay sau đó, một đạo thanh âm chứa đầy sát ý và tức giận lập tức truyền tới từ phía đó. Phi Linh Môn, hôm nay chính là ngày diệt môn của các ngươi, hôm nay huyết tẩy Phi Linh Môn. Vèo vèo, tiếng quát bay tới vang vọng bên ngoài cửa Phi Linh Môn. Tiếng quát vừa dứt thì trên lưng của vô số yêu thú phi hành phía xa kia có hơn 10 đạo thân ảnh lập tức lăng không mà đến. Vù vù. Một cỗ khí tức cường hãn lập tức áp tới, khiến cho cả không gian trực tiếp rung lên, sắc mặt của Lục Lâm Thiên nháy mắt biến sắc, lập tức đứng dậy vọt lên không trung, đưa mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Tiếng quát lớn như vậy, đệ tử trong Phi Linh Môn lập tức ùa ra, cả đám đưa mắt ngơ ngác nhìn trên không trung, nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh kia thì lập tức kinh ngạc không thôi. Hơn 10 người lăng không mà đứng, không hề thi triển vũ khí hệ phong, mà một cỗ khí tức cường hãn kia đã chứng minh hơn 10 người này đều là cường giả vũ xuất. Vèo vèo. Chỉ trong vòng hai cái chớp mắt, đã có mấy đạo thân ảnh nhảy lên giữa không trung, đây đúng là Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, còn có Hoa Mãn Ngọc, cùng với ba vị có tu vi vũ xuất, đến từ Tinh Hà Môn, hiện tại đều đã là hộ pháp của Phi Linh Môn. Mấy người này đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, sắc mặt của cả đám cũng vô cùng nghiêm trọng nhìn về phía trước. Hồ Hưng Hải, Tùng Thanh Sơn, cường giả của Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông tới nhanh như vậy. Mọi người vô cùng kinh ngạc và căng thẳng, ánh mắt của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lúc này cũng vô cùng ngưng trọng, hơn 10 vị vũ xuất, 2 vị vũ vương, cùng một linh vương, thực lực cỡ này đúng là khủng bố. Lão Đại, thân ảnh Tiểu Long Nhân hình trong nháy mắt cũng xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên. Đám yêu thú nghịch lân yêu bằng và thái âm yêu thỏ lúc này cũng xoay quanh trên không. Ở phía xa, vị lão giả áo lam vẫn luôn ở lại Phi Linh Môn lúc này đưa mắt nhìn không trung, lẩm bẩm. Sắp đánh nhau rồi sao, thú vị lắm. Bạch Linh nhìn vào trên không, sắc mặt hờ hững, trong đôi mắt đẹp kia dường như không có quá nhiều dao động. Vù vù. Không trung phía trước, từng đạo không gian gợn sóng bắt đầu lan ra, khí tức cường hãn áp không đè xuống. Đã đến mức tuyệt đối cường hãn. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn chăm chú, bốn đạo thân ảnh ba nam một nữ đứng ở phía trước tiên, hai người Tùng Thanh Sơn, Hồ Hưng Hải thì Lục Lâm Thiên đã sớm biết mặt, còn có một nam một nữ thì Lục Lâm Thiên hơi dò xét một chút, cái người vận hoa phục cẩm bào kia, khí tức trên người đã tới cảnh giới linh vương, hẳn chính là phó tông chủ Lương Bá Quang của Thiên Tinh Tông, còn có một vị mỹ phụ nhân bộ dạng xinh đẹp tuổi chừng 30, khí tức trên người cũng rất mạnh. Tu Vi đã tới vũ xuất lục trọng. Minh Tu Sạn Đạo, ám đậu Trần Hương, tới sớm thật đấy. Lục Lâm Thiên trao mày, xem ra ám đường cũng không tra ra được Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông sẽ chơi trò này. Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông cũng không tính sẽ tấn công Phi Linh Môn với quy mô lớn. Chỉ là dựa vào thực lực của tất cả cường giả linh xuất vũ xuất. Muốn tiêu diệt thực lực mạnh nhất của Phi Linh Môn, hai tông liên thủ, những người có tu vi linh xuất lần này có tổng cộng 39 người, ngoại trừ một linh vương. Hai vũ vương ra, còn lại 36 người, đều là cường giả vũ xuất. Thực lực cỡ này, nếu thật sự ngạnh kháng thì đúng là mạnh hơn Phi Linh Môn nhiều. Mặc dù những người có tu vi vũ xuất của Phi Linh Môn hiện tại đã gần 20 người, ngoại trừ đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Ngô Dũng, Lưu Tinh Hà ra thì tu vi cũng xem nhau, Hoa Mãn Lâu có tu vi vũ xuất ngũ trọng thì còn đỡ, nhưng đám người quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ. Lý Chỉ Chính thì chỉ là nhất trọng và nhị trọng mà thôi, mặc dù cũng đều là tu vi vũ xuất, nhưng giữa những tầng với nhau thì thực lực cũng cách xa nhau rất nhiều. Huống hồ gì bây giờ còn có một vấn đề rất nghiêm trọng chính là, người của Lục Đường, ngoại trừ Hoa Mãn Ngọc của ngoại đường là ở tại Phi Linh Môn ra thì tất cả đám người khác như Hoàng Phủ Kỳ Tùng đều không ở trong Phi Linh Môn,
còn Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn Quan của ám đường thì một mực ở lại phân đà ở Thương Sơn, cho nên thực lực của Phi Linh Môn hiện tại, chỉ có mấy người đang đứng giữa không trung lúc này mà thôi. Hồ Hưng Hải, Tùng Thanh Sơn, Lương Bá Quang đều tới đây. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, sắc mặt lúc này vô cùng ngưng trọng, từ thực lực của đối phương thì không khó để nhìn ra, thực lực của Phi Linh Môn đúng là vẫn kém xa. Diễm Băng Song xuất lương tán, Đỗ Yến cũng tới, còn có Tất Phương Sơn nữa. Thanh Hỏa Lão Quỷ đưa mắt nhìn phía trước, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, trên gương mặt già nua nhăn nheo càng lộ ra thêm một cỗ khí âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy đạo thân ảnh ở phía trước, trong đó hình như có không ít thân ảnh khá quen. Trưởng môn, chúng ta phải làm gì bây giờ, hai tông này rõ ràng là lai giả bất thiện. Sắc mặt của Lưu Tinh Hà cũng ngưng trọng, thấp giọng hỏi Lục Lâm Thiên. Thông báo cho đám người Hoàng Phủ đường chủ, ngoại trừ liều mạng ra thì chúng ta không còn con đường nào khác để đi. Lục Lâm Thiên nói, trong mắt sau khi lộ ra vẻ ngưng trọng, một cỗ lãnh ý liền lan tràn ra không trung ngay lập tức. Phanh! Trên không trung, Lục Lâm Thiên vừa dứt lời thì đã sớm có đệ tử phóng đạn tín hiệu ra, sau một tiếng đạn nổ kinh người phát ra, liền nổ tung rực rỡ giữa không trung như pháo hoa. Lục Lâm Thiên, người giết chết con trai ta, hôm nay ta sẽ huyết tẩy Phi Linh Môn của ngươi. Trên không trung, Tùng Thanh Sơn nhìn về phía trước, trong mắt lóe ra một cỗ sát khí không thèm che giấu. Muốn huyết tẩy Phi Linh Môn của ta, sợ là Tùng Thanh Sơn ngươi còn chưa có bản lĩnh này đâu. Tùng Thanh Sơn vừa mới dứt lời thì có hai đạo thân ảnh lóe lên trong nháy mắt, hai người đều vận một bộ y sam màu đen, quanh thân của cả hai cũng mang theo một cỗ hắc mang như ẩn như hiện, đúng là hai người Đông Vô Mệnh và Thiên Độc Yêu Long vẫn luôn bế quan. Thiên Độc Yêu Long xuất hiện lập tức quăng một ánh mắt chứa ý cười sang chỗ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, trong lòng cũng tự hiểu, có vẻ như Thiên Độc Yêu Long đã có thủ đoạn đặc biệt, đã thông báo cho lá bài tẩy ở bên trong yêu đường, điều cần làm bây giờ chính là chờ đợi. Theo sự xuất hiện của Thiên Độc Yêu Long và Đông Vô Mệnh, sắc mặt của mấy người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng liền trở nên vui mừng, khí thế cũng cao hơn một chút. Lấy thực lực của Thiên Độc Yêu Long cộng thêm Đông Vô Mệnh, còn có Bạch Linh và Quỷ Tiên Tử, tại thực lực của Vũ Vương và Linh Vương thì cũng không kém Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông, đặc biệt là thực lực của Bạch Linh, chính là mạnh nhất ở nơi này. Theo sự xuất hiện của Đông Vô Mệnh, sắc mặt của vị phụ nhân xinh đẹp kia cũng có chút biến hóa, ánh mắt hơi lóe lên. Đông Vô Mệnh, chẳng lẽ chỉ dựa vào ngươi hay sao, cho rằng đột phá Linh Vương thì có thể chống lại bọn ta được chắc, ngươi quá đề cao chính mình rồi. Ánh mắt của Hồ Hưng Hải trầm xuống, một cỗ lãnh ý rơi xuống người Đông Vô Mệnh. Lão cẩu, không ngờ ngươi còn dám tự mình vác xác tới đây, hôm nay là tự ngươi đưa lên tới cửa, ta sẽ không khách khí. Lục Lâm Thiên nói, chân khí quanh thân bắt đầu run lên, tự động có một cỗ khí thế lăng không tỏa ra, tuy nói thực lực của Phi Linh Môn hiện tại xem ra có vẻ không bằng hai tông này liên thủ, nhưng bản thân của Lục Lâm Thiên thì không hề sợ chút nào, không nói tới trong tay của mình vẫn còn lá bài tẩy. Trong mật thất của Phi Linh Môn lúc này vẫn còn Nam Thúc, hiện tại thực lực của Nam Thúc đã khôi phục lại một chút, muốn đối phó với đám người này quả thực chỉ cần một trưởng là xong, chỉ là không phải tới mức cùng đường thì không cần phải phiền toái Nam Thúc xuất thủ làm gì. Tiểu tử kiêu ngạo, muốn chết. Lúc này không phải ở Linh Thiên Môn, một tiếng lão cẩu này của Lục Lâm Thiên khiến cho Hồ Hưng Hải vô cùng tức giận, một cỗ đấu khí mang theo nội ý bắt đầu lan ra, trong nháy mắt tiếp theo cùng với thủ ấn biến hóa. Đồng thời giơ tay lên, hung hăng vỗ một chưởng thật mạnh về chỗ Lục Lâm Thiên. Một chưởng này giáng xuống, một cỗ chân khí bàng bạc cấp tốc tuôn ra dữ dội, lực lượng khủng bố lập tức lan ra, không gian gợn sóng tựa như bị một bàn tay vô hình giày xéo, như muốn xuyên thấu không gian vậy, không gian vặn vẹo một mảng lớn, trực tiếp đánh về phía Lục Lâm Thiên. Thực lực Vũ Vương tứ trọng của Hồ Hưng Hải, một chưởng này, uy lực khỏi nói cũng biết. Một chưởng này coi như tùy ý đánh ra nhưng cơ hồ khiến cho cả không gian rung lên, khiến cho đám đệ tử Phi Linh Môn đứng bên dưới nhìn đều cảm thấy en kinh ngạc không thôi. Lục Lâm Thiên không chút bối rối, lãnh ý trong mắt ngày càng lạnh lẽo. Thực lực của ngươi vẫn còn chưa đủ đâu. Ngay lúc đạo trưởng ấn khiến không gian vặn vẹo này đánh ra thì một đạo thanh âm uy nghiêm lạnh như băng đột nhiên vang lên, trên không trung lập tức có một đạo bạch quang lướt ra thật nhanh, một cỗ yêu khí ngập trời phóng thẳng lên trời. Một đạo quang trụ màu trắng vô hình cũng xuất hiện ngay trong tầm mắt của mọi người. Trong nháy mắt tiếp theo, cột sáng màu trắng này lập tức nện thật mạnh lên trên đạo trưởng ấn khiến cho không gian vặn vẹo kia.
Cột sáng và trưởng ấn va vào nhau, giữa không trung lập tức có từng đợt không gian gợn sóng lập tức lan ra dữ dội, một tiếng nổ vang dữ dội như tiếng sấm rền lập tức vang vọng, đinh tai nhức óc như tiếng lôi đình vang vọng khắp không trung. Một đám tạp mao mà cũng dám làm càn ở phi linh môn ta. Ngay tại lúc đạo quang trụ màu trắng của Bạch Linh phóng thẳng lên trời, thiên độc yêu long tính tình vốn nóng nảy, mặc dù lúc trước là nửa đùa nửa thật mà gia nhập phi linh môn, nhưng gần đây ở chung một khoảng thời gian, cả phi linh môn đều vô cùng cung kính với hắn, trong lòng của hắn đã chấp nhận phi linh môn, lúc này có người tới đây sinh sự, yêu nguyên lập tức tuôn ra dữ dội, trong tay liền xuất hiện một đạo quyền ấn mang theo hắc mang ngập trời, cứ thế lăng không đánh ra mà không phát ra chút thanh âm nào. Suy, quyền ấn đánh ra, một cỗ kình phong khủng bố cũng hạ xuống từ trên không, không gian phía trước quyền ấn lập tức vặn vẹo, sau đó đánh về phía đám cường giả của hai tông, trước người của thiên độc yêu long. Bởi vì thế công quá mức hung mãnh này, khiến cho không gian xung quanh lập tức trở nên lung lay như sắp vỡ. Sắc mặt của Lục Lâm Thiên lập tức nhảy lên, thực lực của thiên độc yêu long so với trước kia đã mạnh hơn một chút rồi, mặc dù vẫn chưa tới thất giai trung kỳ, nhưng thực lực thế này, cộng thêm bản thể cường hãn và kịch độc của mình, sợ là cũng có thể giết được vũ vương nhị trọng bình thường. Yêu thú thất giai sơ kỳ. Đám người thiên quỷ tông và thiên tinh tông lập tức cảm thấy kinh ngạc. Hừ. Phá cho ta. Ánh mắt của Tùng Thanh Sơn lập tức trầm xuống, chân khí tuôn ra lại càng tăng thêm, một cỗ lãnh ý ngập tràn, đột nhiên quát lớn một tiếng, trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo quyền ấn, bên trên quyền ấn, mang theo năng lượng hỏa thuộc tính bàng bạc, biến thành một đạo quang ảnh đỏ hồng mơ hồ, lướt ra nhanh chóng và dữ dội như sấm chớp. Đạo quyền ấn này vừa ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền trực tiếp xẹt qua giữa không trung. Nơi nào quyền ấn nóng rực kia lướt qua thì cả không gian đều run lên một cái. Mang theo năng lượng hỏa thuộc tính lướt nhanh giữa không trung, cuối cùng thì giống hệt như một đạo thiên thạch bằng hỏa diễm, nện ầm ầm vào đạo quyền ấn của thiên độc yêu long. Hai đạo lực lượng hung mãnh, trong nháy mắt liền va chạm thật mạnh giữa không trung, trong một giây này, cả bầu trời như khựng lại, một cỗ quang mang chói mắt bắt đầu bắn ra dữ dội ngay ở chỗ hai đạo năng lượng va vào nhau. Ngay sau đó, trên không trung liền có một tiếng nổ vang hung hãn như tiếng sấm nổ đột nhiên vang vọng khắp không gian. Trên không trung, trong nháy mắt hai đạo quyền ấn và trưởng ấn nháy mắt liền nổ tung, một cỗ năng lượng phong bạo từ hỏa diễm và hắc vụ vô cùng khủng bố, nháy mắt liền lan ra khắp bốn phía, tựa như quang hồ bao phủ, hỏa diễm và độc vật nháy mắt liền bao phủ khắp không gian chung quanh. Bịch bịch. Trên không trung. Chuyện Bạch Linh Hồ Hưng Hải Thiên Độc Yêu Long và Tùng Thanh Sơn giao thủ với nhau kỳ thật chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Không gian chấn động, Hồ Hưng Hải trực tiếp lùi lại mấy bước, Tùng Thanh Sơn và Thiên Độc Yêu Long thì đều tự động bị đẩy lùi lại. Hết thảy những chuyện này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian chừng 2-3 cái nháy mắt, uy thế kinh người cùng lực lượng khủng bố cỡ này khiến cho đám đệ tử phi linh môn bình thường đang đứng bên dưới trực tiếp run rẩy, nhưng trong lòng thì lại càng thêm kích động, cường địch đột kích. Trong phi linh môn vẫn có cường giả chống lại. Yêu thú thất giai, hai con yêu thú thất giai. Trong đám người bên dưới, lúc này không ai còn lòng dạ nào mà để ý xung quanh, ánh mắt của vị lão giả áo lam lập tức đờ ra, trong mắt lóe qua một cỗ tinh quang. Bốn người giao thủ, giữa không trung nháy mắt lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của Hồ Hưng Hải trở nên vô cùng ngưng trọng, một kích của Bạch Linh khiến cho hắn đã nhận ra thực lực của Bạch Linh. Cộng thêm còn có một con yêu thú thất giai nữa, lại có Đông Vô Mệnh và Quỷ Thiên Tử đều là cường giả có tu vi đỉnh tiêm, Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông dường như đã rơi vào thế hạ phong. Phương Mẫn, tiện nhân nhà ngươi, 30 năm nay, món nợ này chúng ta cũng nên tính toán cho xong. Trên không trung, lúc này Đông Vô Mệnh hoàn toàn chẳng lấy làm kinh ngạc trước màn giao phong của bốn người bọn họ, một đạo nhãn quang lạnh như băng liền trực tiếp rơi lên người của vị Mỹ phụ nhân có bộ dạng xinh đẹp kia. Hóa ra là chính nữ nhân này hại Đông Vô Mệnh cửa nát nhà tan. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lập tức rơi lên người của vị phụ nhân xinh đẹp kia, nữ nhân này bộ dạng thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi, nhưng trên thực tế có lẽ là đã hơn 50 rồi. Đông Vô Mệnh, năm đó có trách thì chỉ có thể trách ngươi không có bản lĩnh, nước chảy chỗ thấp, người lên chỗ cao, ta sai ở đâu chứ? Ánh mắt của vị Mỹ phụ nhân xinh đẹp kia run lên, ngữ khí cũng có chút ấp úng. Ha ha! Đông Vô Mệnh ngẩng đầu cười lớn một tiếng, trong tiếng cười chỉ đầy vẻ tức giận và lãnh ý, hàn ý quanh người trực tiếp lan ra. Nước chảy chỗ thấp, người trèo chỗ cao, người nói đúng lắm,
nhưng cha mẹ của ta lúc trước cũng coi ngươi như con gái ruột thịt của mình, bọn họ có lỗi gì, ngươi và Hồ Hưng Hải giết chết cả nhà của ta, hôm nay không giết chết ngươi thì Đông Vô Mệnh ta liền không đáng làm con người. Lời nói vừa dứt, một cỗ sát ý dập trời của Đông Vô Mệnh đã trực tiếp bao phủ trên người của vị mỹ phụ nhân xinh đẹp kia, sau đó lập tức chuyển mắt nhìn về phía Bạch Linh, nói. Bạch Linh tiểu thư, Đông Vô Mệnh ta làm người cả đời chưa từng cầu xin ai, thực lực của ta chưa đủ để giết chết Hồ Hưng Hải, hôm nay Đông Vô Mệnh ta cầu xin cô, xin cố giúp ta giết chết Hồ Hưng Hải. Bạch Linh nhìn Đông Vô Mệnh, ánh mắt lóe lên, lập tức nói. Hồ Hưng Hải chết chắc rồi. Hừ, to mồm không biết ngượng. Ánh mắt của Hồ Hưng Hải trầm xuống, một cỗ lãnh ý tràn ngập, nhưng ánh mắt của hắn lúc này cũng nhìn chằm chằm về phía Bạch Linh, không hề dám khinh thường, lập tức hừ lạnh lần nữa rồi nói. Lục Lâm Thiên, mau giao trưởng lão của Thiên Tinh Tông ta ra đây, nếu không thì ngươi sẽ phải hối hận, hôm nay không phải là ở Linh Thiên Môn, không có ai che chở cho ngươi đâu. Lão Cẩu, ngươi đừng có mà kiêu ngạo, Phương Thành Hữu đã chết rồi, kế tiếp. Thiên Tinh Tông của ngươi sẽ có thêm nhiều người chết nữa. Trường bào của Lục Lâm Thiên run lên, hờ hững nói một câu. Tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hồ Hưng Hải nghe vậy lập tức nổi giận triệt để. Bạch Linh, người đối phó với Hồ Hưng Hải, Độc Long Huynh, người đối phó với Tùng Thanh Sơn, Đông Lão người cứ đối phó với Lương Bá Quang trước đi đã. Trong ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe ra một đạo hàn ý rồi nói. Lâm Thiên. Vậy những kẻ khác thì phải làm sao bây giờ? Quỷ Tiên Tử thấp giọng hỏi, trong Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông lúc này vẫn còn hơn 30 tên cường giả vũ xuất, mặc dù Phi Linh Môn có 4 người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Ngô Dũng, Lưu Tinh Hà, cộng thêm cả mình nữa, nhưng cũng không thể nào chống lại nhiều kẻ có tu vi vũ xuất như vậy được, huống hồ gì trong đám tu vi vũ xuất của hai tông kia, có vài kẻ thực lực cũng không hề thấp. Nếu có thể chống đỡ được một lát là đủ rồi. Chỉ cần một lát thôi là đủ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hậu sơn của Phi Linh Môn, lá bài tẩy của yêu đường sợ là phải một lát nữa mới có thể tới. Nếu chỉ một lát thôi thì không thành vấn đề. Quỷ Tiên Tử nói, bên trong Phi Linh Môn này ta đã sớm bố trí một trận pháp phòng ngự là cương phong ngự trận, có ta khống trận, chỉ cần không có Vũ Vương và Linh Vương ra tay thì cho dù cả đám bọn họ liên thủ phá trận đi nữa. Một mình ta chống lại cũng có thể kéo dài một lát. Như vậy là đủ rồi. Trong đôi mắt đen của Lục Lâm Thiên lóe lên hàn quang, Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông liên thủ đột kích, có lẽ muốn giết chết được hai kẻ Tùng Thanh Sơn và Hồ Hưng Hải thì hơi khó, nhưng đám vũ xuất này thì nhất định không thể để cho chúng chạy thoát được. Trưởng môn, chúng ta cũng xông lên liều mạng với chúng. Thanh Hỏa Lão Quỷ đứng một bên sau khi có chút chần chừ cũng lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Bắt đầu từ lúc bị ép gia nhập Phi Linh Môn tới nay, Thanh Hỏa Lão Quỷ đã sớm xem Phi Linh Môn như nhà của mình, cho nên suy nghĩ trong lòng tự nhiên không giống như trước nữa, có kẻ đánh tới cửa nhà mình rồi, với tính tình của hắn, không phải là kẻ không dám liều mạng. Các vị đều không cần phải gấp, cứ chờ một lát, tới lúc đó bọn họ có muốn trốn cũng muộn rồi. Lục Lâm Thiên nói, miệng cong lên thành một nụ cười lạnh. Đừng nên chậm trễ nữa, mau huyết tẩy Phi Linh Môn thôi. Trên không trung, ánh mắt của Lương Bá Quang lóe lên, một tiếng quát lạnh lùng vang vọng thiên không. Bên dưới mặt đất, lúc này mấy ngàn đệ tử bên trong Phi Linh Môn đều không tự chủ được mà siết chặt binh khí trong tay. Lục Lâm Thiên, hôm nay hai tông Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông của ta muốn huyết tẩy Phi Linh Môn này của ngươi. Tùng Thanh Sơn âm lệ quát lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh vận áo bảo xanh trước mặt, thanh âm lạnh lẽo cũng mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Thù giết con này không thể không báo. Nghe thấy lời Tùng Thanh Sơn nói, sắc mặt của Lục Lâm Thiên lúc này hơi biến đổi, đưa mắt nhìn ba mươi mấy cường giả ở phía trước, thực lực cỡ này, một khi đi vào được bên trong Phi Linh Môn thì đúng là đủ để huyết tẩy Phi Linh Môn. Nhưng nếu hôm nay mình có thể chế trụ ngược lại lưỡng tông thì từ nay về sau Phi Linh Môn có thể thật sự quật khởi ở cổ vực rồi, thanh danh nhất định sẽ vang dội, sợ là ngoại trừ tứ đại thế lực là nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang gia. Những sơn môn có thể chống lại Phi Linh Môn cũng sẽ không nhiều lắm. Tất cả mọi người Thiên Tinh Tông chuẩn bị, huyết tẩy Phi Linh Môn. Tất cả mọi người của Thiên Quỷ Tông chuẩn bị, huyết tẩy Phi Linh Môn. Hai người Hồ Hưng Hải và Tùng Thanh Sơn nhìn qua Lục Lâm Thiên đang lơ lửng giữa không trung, sát ý ngập trời, bàn tay vung lên chỉ về phía trước, một cỗ sát khí bắt đầu bắn ra. Huyết tẩy Phi Linh Môn.
Nghe tiếng quát lạnh của hai người Tùng Thanh Sơn và SSS, hơn 30 cường giả vũ xuất của hai tông lúc này cũng hét lớn một tiếng, sau đó từng đạo chân khí cường hãn lập tức run run mà dậy, chân khí khuếch tán ra, không gian gợn sóng chung quanh lập tức lắc lư không ngừng, mang theo từng tiếng xé gió ù ù không dứt, mang theo chân khí phô thiên cái địa mà lướt tới. Huyết tẩy phi linh môn. Tiếng hô giết đinh tai nhức óc quanh quẩn trong không trung, nháy mắt, sát khí đã tràn ngập phía trên phi linh môn. Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, lãnh ý trong mắt ngày càng nặng thêm, ngay lúc cả đám cường giả đó lao thẳng tới thì trường bào vung lên, nói. Bạch Linh, Đông Lão, Độc Long Huynh, các ngươi chuẩn bị đi, Oánh Thỉ, bắt đầu bày trận đi thôi. Lương Bá Quang, hôm nay để ta xem thử bản lĩnh của ngươi. Đông Vô Mệnh quát lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức nhảy lên, tiếng quát vừa dứt, bàn chân trước dẫm mạnh lên hư không. Hắc mang quanh thân tuôn trào dữ dội, lập tức xông mạnh về phía Lương Bá Quang. Sắc mặt của Lương Bá Quang hơi đổi, sau đó linh lực lập tức đầu động, thân ảnh cũng hóa thành một đạo tàn ảnh lao qua nghênh đón, nói. Đông Vô Mệnh, ngươi chỉ vừa mới đột phá linh vương mà thôi, ta sợ ngươi được chắc. Cũng cùng lúc đó, yêu nguyên của hai người Bạch Linh và Thiên Độc Long lập tức tuôn ra dữ dội, bàn chân dẫm lên hư không, theo hai người thả người mà dậy. Yêu nguyên mênh mông nháy mắt cũng bắn ra, cả phiến thiên địa này lập tức lắc lư, khí thế mang theo khiến cho cả không trung cũng rung động. Động thủ. Nhìn thấy hai người Bạch Linh lao thẳng tới, hai người Hồ Hưng Hải và Tùng Thanh Sơn lập tức lao nhanh ra, phân biệt nghênh đón Bạch Linh và Thiên Độc Long, khí thế dẫn theo cũng vô cùng cường hãn. Yêu thú thất giai, hôm nay bản vương nhất định sẽ móc yêu đan của ngươi. Tùng Thanh Sơn quát lạnh một tiếng rồi trực tiếp lao thẳng tới chỗ của Thiên Độc Long. Trong không khí xung quanh người hắn, lập tức đầy dẫy một cỗ hỏa thuộc tính cường hãn, không gian gợn sóng đều đang lay mạnh. Buồn cười, bản Long Vương hôm nay sẽ bổ sống ngươi. Vai của Thiên Độc Long run lên, bên trong yêu nguyên mênh mông chỉ một khoảng thời gian ngắn đã tuôn ra dữ dội, cánh tay giương lên, sau đó đánh một quyền về phía Tùng Thanh Sơn, trực tiếp đánh tan không gian gợn sóng ngay trước mặt. Hừ! Tùng Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, trong tay kết xuất thủ ấn. Cư nhiên hoàn toàn khiến không gian gợn sóng trước mặt vặn vẹo, khiến không gian bao phủ và hóa giải yêu khí phô thiên cái địa của Thiên Độc Long. Ầm ầm, sáu đạo thân ảnh lúc này liền lập tức hóa thành sáu đạo tàn ảnh trong không trung, sáu người nháy mắt đã giao thủ, thanh âm nổ tung quanh quẩn trên không trung, sáu người giao thủ trên không, khiến cho không gian trở nên vặn vẹo hoàn toàn, uy thế kinh n người, khiến cho đám đệ tử Phi Linh Môn đứng bên dưới nhìn mà cứng họng nhìn chân chối, cường giả cỡ này giao đấu không phải bọn họ có thể xen vào. Sáu người vừa giao thủ liền không hề khách khí, lúc này năng lượng của Bạch Linh và Hồ Hưng Hải lại hung hăng va mạnh vào nhau giữa không trung tựa như thiên thạch rồi nổ tung, dư ba lực lượng đáng sợ, lan một vòng giữa không trung, trực tiếp chấn vỡ một dãy núi dưới Phi Linh Môn, tạo thành vô số vết nứt vỡ, bay đầy trời. Giết! Giao thủ cuồng bạo, lúc này cũng không ảnh hưởng gì tới hơn 36 cường giả vũ xuất đang lao tới kia. 36 người lăng không bay thẳng tới, uy áp cũng cường hãn tới mức khủng bố, kình phong vô biên bắt đầu tàn sát thối quét bốn phương. Mấy ngàn đệ tử của Phi Linh Môn đứng bên dưới nhìn thấy thanh thế cỡ này, dưới uy áp giai vị, cả người bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy lên. Cương phong ngự trận. Trong một nháy mắt này, quỷ tiên tử Bạch Oánh biến động thủ ấn, bên trong Phi Linh Môn lập tức có mấy đạo quang trụ phóng thẳng lên trời, chỉ nghe từng tiếng xé gió mà lên. Trong đất trời mơ hồ cũng hiện ra chút huyền ảo. Trong nháy mắt tiếp theo, một mảnh cuồng phong khổng lồ trực tiếp gào thét trên không trung một cách quỷ dị, cả không trung lập tức run rẩy một hồi, đất trời dường như cũng ảm đạm hẳn ra, rõ ràng là thiên địa biến sắc. Một đạo cuồng phong khổng lồ cũng khủng bố vô cùng xoay chuyển mà dậy, giống như bay thẳng tới chân trời vậy, nó như một cơn gió lốc khổng lồ bao vây Phi Linh Môn ở bên trong, cuồng phong gào thét trong đất trời, nháy mắt liền bao phủ tất cả mọi người vào trong. Cuồng phong gào thét tuôn ra dữ dội, cuối cùng lại móc nối lại với nhau, tạo thành một cơn gió xoáy khổng lồ, trận pháp này xuất hiện trước mắt của nhiều người, trong mơ hồ uy áp khủng bố do cương phong tạo ra khiến cho không ít kẻ phải biển sắc. Có trận pháp, cùng nhau phá trận. Sắc mặt của ba mươi mấy kẻ đang lao tới kia lập tức trầm xuống, người của hai tông tới đây không có ai là kẻ yếu kém, lập tức có người liên tục biến ảo thủ ấn, từng đạo chân khí và linh lực tuôn ra dữ dội từ trong cơ thể. Hóa thành lực lượng bàng bạc đập mạnh lên cái cương phong đại trận này. Vù vù. Nhất thời, cả
cả đại trận đều run lên ầm ầm, gió mạnh gào thét, không gian gợn sóng tản ra, cương phong đại trận có năng lượng quang mang vô bờ lập tức vặn vẹo ngưng tụ, lúc này đây, khí thế kia tuyệt đối đạt tới trình độ khủng bố. Không nghĩ tới còn có yêu thú thất giai trung kỳ, còn tưởng rằng phải đi tới tổ yêu lâm tìm, không ngờ tới ở đây cũng có. Tẩu hỏa nhập ma ngày càng nghiêm trọng, cũng chỉ có thể thử một lần mà thôi. Trong đám người, lão giả ám lam nhìn ra bên ngoài cương phong rồi thì thào nói. Cương phong ngự trận này chỉ sợ cũng không giữ được bao lâu. Nhìn bầu trời bị cương phong bao phủ, quỷ tiên tử bạch oánh nói với Lục Lâm Thiên. Chỉ cần một lát là được. Lục Lâm Thiên nói, con át chủ bài có lẽ cũng sắp tới. Hừ, không cần liều mạng, chỉ sợ bọn chúng cũng không thành công. Lộc Sơn lão nhân lạnh nhạt nói. Lộc Sơn cung phụng bình tĩnh một chút, khi nào cần thì ngươi hãy ra tay. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, lúc này phía trước có từng đạo công kích đánh xuống. Cương phong ngự trận của quỷ tiên tử bạch oánh bố trí đã lung lay sắp đổ. Phanh phanh, từng thanh âm bạo liệt quanh quẩn bốn phía. Ngoài phi linh môn, thanh âm vang vọng bực này đã kinh động tới không ít người. Trong đó có không ít thám tử của các thế lực phái tới phi linh môn. Nhìn thấy động tĩnh kinh thiên như vậy không có ai dám tới gần, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn vào. Chư vị trưởng lão Thiên Tinh Tông, mọi người cùng nhau ra tay, nếu không khó có thể phá bỏ trận pháp này. Trong Thiên Tinh Tông lúc này có một thanh âm vang lên. Trong những trưởng lão của Thiên Tinh Tông có một mỹ phụ nhân chừng 40 tuổi tiến lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, cánh tay khẽ phất một cái, chúng trưởng lão Thiên Tinh Tông phía sau lập tức dừng công kích. Mọi người cùng nhau ra tay. Bên trong Thiên Tinh Tông, Tất Phương Sơn khẽ quát lên một tiếng. Thanh âm vừa dứt, mấy chục thân ảnh lập tức nhảy ra, chân khí, linh lực bùng nổ, khí thế cuồng bạo càng thêm mạnh mẽ. Phá trận. Mọi người đồng thanh hô lên một tiếng, nhanh chóng tự kết thủ ấn. Lập tức từng đạo công kích nhanh chóng đánh ra, cuối cùng hợp lại đánh về phía cương phong đại trận. Ầm ầm. 36 đạo công kích cường hãn hung hăng nện vào phía trên cương phong đại trận. Phanh phanh. Công kích đánh xuống, trên cương phong đại trận to lớn lập tức có gợn sóng khuếch tán, tiếng nổ như sấm vang vọng trong không gian. Phanh phanh. Lúc này, kình phong kinh khủng từ bầu trời khuếch tán. Cương phong đại trận dưới sự hợp lực của đông đảo vũ xuất, trong đó còn có không ít vũ xuất cửu trọng công kích cũng lập tức lung lay, ngay sau đó rốt cuộc cũng không chống lại áp lực, bắt đầu rạn nứt. Cương phong đại trận sắp bị phá, so với trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn một chút. Ánh mắt quỷ tiên tử bạch oánh ngưng trọng nhìn về phía trước rồi nói. Kéo dài thời gian là được rồi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười lạnh. Ánh mắt nhìn về phía sau hậu sơn phi linh môn. Lúc này có một hắc ảnh như ẩn như hiện đang vào tới. Phanh phanh. Kình phong cuồng bạo bắn ra bốn phía khiến cho không ít địa phương của phi linh môn ở phía dưới bị san bằng thành bình địa. Không ít đệ tử cũng bị liên lụy, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Trong hàng ngũ đệ tử của phi linh môn, vũ tướng và vũ phách cũng có không ít. Thế nhưng lúc này trước mặt những người có thực lực đứng đầu của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông thì không có cách nào xen vào được. Nếu xen vào thì quả thực là chịu chết. Trịnh Anh, Hồ Nam Sinh cùng các trưởng lão, hộ pháp nổi giận, thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Chỉ có thể dùng ánh mắt giận dữ nhìn lên trên không trung. Liều, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, huynh muội Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu lập tức nhảy ra, chiến ý bùng lên. Siêu siêu. Giữa không trung có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng phá không lao tới. Tổng cộng có 6 đạo thân ảnh, chính là đám người quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, còn có Khang Tử Vân, Úc Khánh. 6 người tới nơi không cần hỏi cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Giết cho ta, huyết tẩy phi linh môn. Giữa không trung, cương phong đại trận đã bị phá. 36 đạo thân ảnh cường hãn xuất hiện, trên mặt mang theo sát ý tuyệt đối. Hiện tại phi linh môn cũng chỉ có hơn chục cường giả mà thôi. Mà dù còn có một quỷ tiên tử bạch oánh vũ vương nhất trọng. Thế nhưng trong mắt chúng cường giả của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông cũng không quá sợ hãi. Thực lực quỷ tiên tử bạch oánh tuy rằng mạnh, nhưng chỉ cần mấy vũ xuất cửu trọng vây công cũng đủ ngăn chặn quỷ tiên tử bạch oánh. Sau đó có thể trực tiếp vây công vũ xuất của phi linh môn, dùng thực lực hiện tại của hai tông, muốn giết vũ xuất của phi linh môn cũng không phải là việc quá khó. Ánh mắt 36 người quét toàn trường, lấy nhiều thắng ít là chuyện bọn hắn thường làm,
thực lực phi linh môn tuy rằng mạnh, thế nhưng chỉ cần hai tông môn bọn họ liên thủ là hoàn toàn có thể chà đạp. 36 cường giả Vũ Xuất cười lạnh lẽo, tay cầm binh khí, chân khí trong người bùng ra. Nhanh chóng phóng về chúng cường giả phi linh môn. 36 đạo khí tức cường hãn xuất hiện, tất cả mọi người trong phi linh môn cực kỳ ngưng trọng. Giờ phút này chỉ có 3 người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long cùng với Lục Tâm Đồng là nở nụ cười lạnh lẽo. Giết cho ta, huyết tẩy phi linh môn. Phía xa, Tùng Thanh Sơn đang chiến đấu kịch liệt cùng với Thiên Độc Yêu Long, thế công vô cùng mạnh mẽ khiến cho không gian tràn ngập hỏa diễm. Nhìn thấy trận pháp của phi linh môn đã bị phá, hắn liền quát lớn một tiếng. Không diệt phi linh môn, trong lòng hắn không thấy thoải mái. Con mẹ ngươi, thích chơi nhiều người sao? Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng. Hắn luôn bị áp chế xuống hạ phong, nhiều lần công kích đều chật vật tránh đi. Dưới hình người này hắn không thể nào phát huy ra thực lực mạnh nhất, cho nên trong lòng vô cùng giận dữ. Tiếng quát vừa dứt lập tức có một tiếng giống vang lên. Ngao! Lúc này, tiếng giống xuyên qua tầng mây cao vút, hắc mang từ trong thân thể Thiên Độc Yêu Long tuôn ra, dưới hắc mang bao phủ uy thế tăng lên mạnh mẽ, sau đó lập tức hóa thành một đầu hắc long khổng lồ. Quanh thân có hắc vụ đậm đặc, khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo, rồi bị nhuộm thành màu đen. Bản thể của hắn lúc này vô cùng dữ tợn, uy mãnh, trên đầu có một đôi long giác. Trên hai chiếc sừng giống như răng cưa này tỏa ra uy thế bá đạo. Toàn thân được lân phiến màu đen bao trùm tỏa ra lưu quang quanh quẩn. Độc Long Cung Phụng hóa ra là yêu thú thất giai, còn là yêu thú thất giai long tộc A. Trời, Độc Long Cung Phụng hóa ra là yêu thú long tộc. Bản thể Thiên Độc Yêu Long xoay quanh không trung, thân hình khổng lồ cuồn cuộn tỏa ra uy áp bàng bạc. Lúc này tất cả đệ tử phi linh môn ở phía dưới lập tức sợ hãi than. Ngao! Thiên Độc Yêu Long lại gầm lên một tiếng vang vọng không gian. Lúc này ở một nơi cách đó không xa truyền đến tiếng yêu thú rít gào. Giống! Ngao! Ô! Phía xa trong không trung lập tức có thanh âm yêu thú giống lên truyền tới. Trên không trung đột nhiên chấn động kịch liệt. Một cỗ uy áp ngập trời nhanh chóng xuất hiện. Giờ phút này tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, mà ngay cả 36 cường giả Vũ Xuất kia cũng bước chậm lại, từng đạo khí tức đột nhiên xuất hiện trên không trung kia khiến cho bọn hắn cảm nhận được áp chế tuyệt đối. Siêu siêu, gợn sóng trong không gian ngày càng kịch liệt, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ trong nháy mắt có một đám bóng đen xuất hiện, hình dáng yêu thú hiện ra. Là một đàn yêu thú. Ánh mắt quỷ tiên tử Bạch Oánh biến đổi, sắc mặt đại biến. Ngay khi thanh âm quỷ tiên tử Bạch Oánh vừa dứt, phía xa có vô số yêu thú khổng lồ hiện lên, một cỗ khí tức bắt đầu phóng ra. Thể tích mỗi một đầu yêu thú đều không ít hơn 600 thước, giống như một ngọn núi lớn. Tỉ mỉ đếm thì trong bầu trời lúc này có 66 thân ảnh khổng lồ. Giống giống, ô ô, từng tiếng thú giống vang lên, yêu khí ngập trời mang theo uy thế kinh người. Năm đầu yêu thú đi đầu khí tức tỏa ra càng thêm cường hãn tới cực điểm khiến cho sắc mặt đám người Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà đại biến. Năm đầu yêu thú phía trước chính là yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Tổng cộng có 66 đầu yêu thú lục giai. Đám người Lộc Sơn lão nhân hít sâu một hơi. 66 đầu yêu thú lục giai, đây là cái khái niệm gì? Tương đương với 66 cường giả Vũ Xuất. Trong đó năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong kia chỉ sợ là Vũ Vương nhất trọng gặp phải cũng phải đi đường vòng. Như thế nào lại có nhiều yêu thú như vậy? Trời, đều là yêu thú lục giai. Lúc này đám người Hoa Mãn Ngọc, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Khang Tử Vân còn có mấy nghìn đệ tử phi linh môn phía dưới đều vô cùng kinh ngạc. 66 đầu yêu thú lục giai đã đem nửa bầu trời bao phủ, khiến cho không trung lờ mờ. Giờ phút này 36 Vũ Xuất của Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông cũng há hốc mồm kinh ngạc nhìn về phía trước. Mà ngay cả Hồ Hưng Hải, Tùng Thanh Sơn còn có Lương Bá Quang đang kịch chiến với Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh kinh ngạc không thôi. Bái kiến yêu vương, bái kiến chủ nhân. 66 đầu yêu thú khổng lồ đều khôi phục bản thể, một đường nhanh chóng chạy tới. Giờ phút này cả đám xoay quanh không trung, yêu khí ngập tràn bầu trời nhanh chóng hành lễ với Thiên Độc Yêu Long và Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy chúng yêu thú, quỷ tiên tử Bạch Oánh nhanh chóng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ cũng nhanh chóng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Oánh tỷ, những yêu thú này đều là con át chủ bài của yêu đường, đều do Độc Long Cung Phụng thu phục được, cũng coi như thực lực của phi linh môn.
Lục Lâm Thiên mở miệng cười, nhàn nhạt nói với mọi người. Là thực lực của phi linh môn ta sao? Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy ánh mắt mọi người không khỏi run lên, vẻ mặt ngưng trọng vừa rồi lập tức chuyển thành mừng rỡ. Vừa rồi phi linh môn còn bị đám người Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông áp chế, trong nháy mắt xuất hiện 66 đầu yêu thú này, hiện tại phi linh môn hoàn toàn có thể chà đạp hai tông này trên phương diện nhân số. Mí mắt quỷ tiên tử bạch oánh nhảy lên, nở nụ cười khổ, khó trách tiểu tử này vẫn vô cùng bình tĩnh. Hóa ra là có chỗ dựa vào khủng bố như vậy. Nghe rõ cho bổn vương, đánh chết những kẻ xâm phạm phi linh môn. Con mẹ nó, một tên cũng không buông tha. Thiên độc yêu long lạnh lùng giống to, trong cái miệng to lớn kia khi nói chuyện cũng có khói độc tràn ra. Vâng, yêu vương. 60 đầu yêu thú khổng lồ đáp, trường ngao yêu giải, hổ bối yêu quy, thiết sĩ yêu ngạc, cự đầu yêu dao, 5 đầu yêu thú lục giai hậu kỳ phóng lên cao. Giống giống. Trong nháy mắt uy áp tỏa ra, thân hình to lớn của đám yêu thú lập tức đánh về phía 36 vũ xuất đang kinh hãi của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông. Ngao ngao. Trong phi linh môn, nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ, thủy hỏa yêu dao còn có tòa kỵ cửu đầu yêu dao của thôi hồn độc suất đông vô mệnh cũng hóa thành bản thể khổng lồ lao thẳng về không trung. 36 vũ xuất của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông lúc này đang vô cùng kinh hãi. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới trong phi linh môn lại có nhiều yêu thú khủng bố như vậy. Hồ Hưng Hải, Tùng Thanh Sơn, Lương Tán cũng thật không ngờ tới trong phi linh môn lại có cỗ thực lực khủng bố như vậy. 66 đầu yêu thú lục giai tương đương với 66 cường giả vũ xuất. Huống chi trong đó còn có hơn 10 đầu yêu thú lục giai trung kỳ, 5 đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong, quả thực quá kinh khủng. Giết cho ta, người xâm phạm phi linh môn giết không tha. Giờ phút này, sát ý trong lòng Lục Lâm Thiên bắt đầu khởi động. Chân khí bàng bạc trong cơ thể vận chuyển trong kinh mạch, thân ảnh nhanh chóng lao thẳng về không trung. Hừ, hôm nay ta cũng muốn giết mấy tên. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long lúc này có một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ra. Thân thể nhỏ nhắn lúc này bành trướng, liền phóng theo lão đại của mình. Chi chi! Trước người Lục Tâm Đồng, Phi Thiên Ngô Công cũng khôi phục lại bản thể, Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng cưỡi tọa kỵ của mình bay về phía trước. Quanh thân có hắc vụ bao phủ, khiến cho không gian tràn ngập kịch độc. Mặc dù hiện tại Lục Tâm Đồng chỉ là linh xuất nhị trọng, thế nhưng nếu liều mạng thì ngay cả vũ xuất ngũ trọng, lục trọng cũng không làm gì được nàng. Giết con mẹ nó! Có 66 đầu yêu thú lục giai trợ trận, đám người Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng cũng lập tức hét lớn một tiếng, chân khí tuôn ra, một cỗ khí tức cuồng bạo xuất hiện, thân thể lao thẳng về phía trước. Đám người Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng lúc này cũng cực kỳ kích động. Ai có thể nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt trưởng môn lại tiếp tục khiến cho mọi người kinh hỉ. Chân khí, linh lực tuôn ra, từng đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy lên phía trước. Phanh phanh phanh. Tuy nói dài dòng như vậy thế nhưng mọi chuyện chỉ trong chớp mắt. Cả không trung tràn ngập thanh âm bạo liệt, cường giả trong Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông vừa rồi còn hung hăng càn quấy tràn ngập sát khí lúc này sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng. Tất Phương Sơn, chịu chết đi. Trong hỗn chiến, thân ảnh quỷ tiên tử bạch oánh lập tức xuất hiện trước người Tất Phương Sơn của Thiên Tinh Tông, sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ sát ý tuôn ra. Cổ tay trắng nõn dương lên một đạo phong nhận trực tiếp cắt vỡ không gian bắn thẳng về phía Tất Phương Sơn. Lũ này Tất Phương Sơn muốn chạy trốn thế nhưng căn bản trốn không thoát. Trên phương diện tốc độ hắn không bằng quỷ tiên tử bạch oánh cho nên lúc này chỉ có thể kiên trì chống đỡ mà thôi. Chết đi! Thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị tiến vào trong đám người, trực tiếp tìm tới một vũ xuất nhị trọng dường như là của Thiên Quỷ Tông. Vũ xuất nhị trọng này dường như cũng biết Lục Lâm Thiên không dễ chọc cho nên lập tức chạy trốn. Thế nhưng trên phương diện tốc độ, hắn đâu phải là đối thủ của Lục Lâm Thiên. Vô luận là thực lực hay tốc độ, một vũ xuất nhị trọng như hắn đều kém Lục Lâm Thiên quá nhiều. Thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị xuất hiện phía sau lưng hắn, đồng thời trong tay ngưng tụ một đạo thủ ấn chừng trăm thước. Đạo thủ ấn này xuất hiện khiến cho cả không gian giờ phút này đột nhiên lạnh lẽo. Một cỗ khí tức lạnh lẽo khuếch tán, sóng gợn trong không gian liền bị đông cứng lại, hàn tỏa ra bốn phía. Trong khoảnh khắc này, vũ xuất nhị trọng kia đang kinh hãi bỏ chạy. Thế nhưng khi cỗ hàn khí này lan tới trước người hắn, hắn càng cảm thấy bản thân mình không thể nào chống lại uy thế cường hãn này cho nên chỉ có thể chạy trối chết mà thôi.
Thế nhưng tốc độ của vũ xuất nhị trọng này vẫn quá chậm. Lúc hắn bất đắc dĩ dùng trường kiếm trong tay mình đánh ra một kích, trường kiếm mang theo kiếm quang phô thiên cái địa bao phủ trước người hắn. Chân khí bạo phát, kiếm quang lập tức khuếch tán. Vô số kiếm quang tạo thành những đạo tàn ảnh giống như hồng thủy trút xuống, ngăn chặn không gian trước người hắn. Hàn băng trưởng. Tất cả vô cùng nhanh chóng, Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, đạo trưởng ấn khổng lồ kia hiện lên, không có chút đình trệ nào, trưởng ấn mang theo uy áp tuyệt đối cùng với năng lượng cuồng bạo hung hăng đánh về phía vũ xuất nhị trọng kia. Nơi trưởng ấn đi qua không gian dường như đóng băng, cả không gian đông cứng lại vô cùng quỷ dị. Hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra. Không ít người giao thủ chung quanh lúc này đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Siêu. Ngay lập tức, kiếm quang phô thiên cái địa kia cũng bị đóng băng. Ngay sau đó vũ xuất nhị trọng này cũng bị đóng băng. Hàn khí lạnh thấu xương khuếch tán, lập tức cả không gian bị đóng băng bắt đầu bạo liệt. Phanh phanh. Từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng trong không gian. Một cỗ kình khí ầm ầm khuếch tán trong không trung. Vũ xuất nhị trọng kia trực tiếp bị đánh chết. Thân hình bị đóng băng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hai vị trưởng lão diễm băng, nhanh chóng đánh chết tiểu tử Lục Lâm Thiên kia đi. Phía xa, Tùng Thanh Sơn hét lớn một tiếng. Hừ, tốt hơn ngươi nên thành thật một chút. Thiên độc yêu long được bao phủ bởi một tầng hắc vụ đậm đặc hừ lạnh một tiếng. Râu rồng dựng lên giống như xuyên thấu không gian. Hai cái sừng trên đầu lóe ra hàn mang lạnh lẽo cùng với khói độc ngập trời tràn ra. Thân hình khổng lồ lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu đen xông tới Tùng Thanh Sơn. Dưới công kích này của Thiên Độc Yêu Long, Tùng Thanh Sơn không còn nhẹ nhõm nữa. Thiên Độc Yêu Long đã khôi phục bản thể, dựa vào bản thể cường hãn cùng với kịch độc khiến cho Tùng Thanh Sơn cơ hồ chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thủ. Phanh phanh! Chỉ trong nháy mắt, trong không trung có hai đạo thân ảnh vọt tới ngăn trước người Lục Lâm Thiên. Hai người này tuổi chừng 40, một nam một nữ. Nữ dường như già hơn nam thế nhưng vô cùng vũ mị, nam tử thì dáng người tráng kiện. Khí tức quanh thân hai người rất là mạnh mẽ. Hai người vừa xuất hiện, sát ý trong mắt ngập tràn. Nam dùng đao, nữ dùng kiếm nhanh chóng bổ về phía Lục Lâm Thiên. Nơi đao mang cùng với kiếm mang đi qua sóng gợn trong không gian văng tung tóe. Sóng gợn trong không gian bị bổ thành hai nửa lan tràn ra chung quanh. Đây là diễm băng song xuất sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, công kích của hai người như thủy triều tới khiến cho hắn không khỏi kinh hãi. Thực lực hai người này đều là vũ xuất cửu trọng, uy lực một kích của hai người không cần nói cũng biết. Đối mặt với vũ xuất cửu trọng, Lục Lâm Thiên cũng không có chút nắm chắc nào. Huống chi lúc này còn đồng thời đối mặt với hai vũ xuất cửu trọng. Sắc mặt hắn lập tức khó coi. Trưởng môn, để ta ngăn chặn Đỗ Yến này. Giờ phút này, Thanh Hỏa lão quỷ lập tức phóng tới. Trong nháy mắt ánh mắt âm hàn bắn ra, bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình giống như quỷ mị đánh về phía phụ nhân kia. Chân khí cường hãn mà nóng bỏng đột nhiên từ trong cơ thể khuếch tán ra khiến cho không gian nóng bỏng. Một trường đánh ra trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo lao về phía kiếm quang kia. Thanh Hỏa lão quỷ, ngươi còn dám xuất hiện, đừng quên lúc trước là kẻ nào chạy trối chết như một con chó. Vị phụ nhân này hét lớn một tiếng, kiếm quang phân ra. Chém thẳng về phía trưởng ấn. Mắt thấy một đạo đao mang đánh xuống, cho dù Thanh Hỏa lão quỷ đã ngăn chặn Đỗ Yến kia, thế nhưng lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên vẫn cực kỳ ngưng trọng. Vũ xuất cửu trọng tuyệt đối là địch nhân mạnh nhất từ trước tới nay hắn gặp phải. Chỉ là lúc này cũng không phải là lúc Lục Lâm Thiên do dự, đao mang đang nhanh chóng chém tới trước mặt. Thanh Linh Khải Giáp. Lục Lâm Thiên thấp giọng quát, quanh thân lập tức có một cỗ quang mang tuôn ra. Một bộ áo giáo trong nháy mắt xuất hiện bao phủ toàn thân, một thanh huyết đao xuất hiện trong tay hắn cùng với một cỗ chân khí cuồng bạo thuộc tính thổ xoay tròn quanh người Lục Lâm Thiên. Gợn sóng trong không gian lúc này bị gạt ra chung quanh, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Thế nhưng khi đao mang của đại hán kia đánh tới phía trước, không gian chung quanh đao mang vang lên tiếng xé gió đem theo một cỗ kình khí đáng sợ lại không tạo ra gợn sóng nào ở nơi đao mang đi qua. Lục Lâm Thiên có thể mơ hồ thấy được. Gợn sóng chung quanh đao mang đã trực tiếp hóa thành hư vô tiêu tán trong thiên địa. Hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên, Lục Lâm Thiên nhanh chóng huy động huyết lục, một cỗ khí tức bàng bạc cuồng bạo, ngưng thực nhanh chóng bao phủ thiên địa. Thân hình Lục Lâm Thiên cong lại, miệng khẽ quát nhẹ một tiếng đồng thời huyết lục trong tay được bổ ra. Liệt thiên cửu kích, một tiếng quát lạnh từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra.
lúc này trên huyết lục có một đạo đao mang quỷ dị giống như một quả bom đột nhiên bộc phát. Từ trên huyết lục phát ra thanh âm bạo liệt, đao mang nhanh như thiểm điện xuyên qua không gian bắn về phía trước khiến cho cả không gian trực tiếp run rẩy. Đao mang này chia ra làm 9, rồi lại hợp thành 1. Nơi đao mang đi qua gợn sóng trong không gian trực tiếp hóa thành cho tàn. Những đỉnh núi phía dưới trong phạm vi của phi linh môn trực tiếp bị vỡ nát. Cảm nhận lực lượng trên một đao của Lục Lâm Thiên, sắc mặt đại hán vũ xuất cửu trọng kia cũng vô cùng kinh ngạc. Lục Lâm Thiên này rõ ràng chỉ có tu vi vũ xuất tứ trọng mà có thể thi triển ra một đao khủng bố như vậy. Quan trọng nhất chính là không ngờ đao này lại mang theo năng lượng thuộc tính bàng bạc. Trong nháy mắt hai đạo đao mang giống như hai quả lưu tinh dùng một tốc độ khủng bố va chạm vào một chỗ. Khi hai đạo đao mang va chạm với nhau, lập tức khiến cho không gian vặn vẹo như sắp bị nghiền nát. Phanh phanh, kinh khí bắn ra bốn phía, lúc này không gian vặn vẹo tới cực điểm, chỗ hai đạo đao mang va chạm không gian dường như bị, khí tức ngập trời nhanh chóng khuếch tán. Phanh, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong không gian. Khí tức cuồng bạo lan tỏa, kinh khí khủng bố tràn ngập không gian. Siêu siêu, dưới kinh khí ngập trời, Lục Lâm Thiên dường như bị một cỗ lực lượng đánh vào, thân thể bị đánh bay về phía sau. Huyết khí nhộn nhạo. Huyết lục trong tay bị dư lực đánh vào phát ra thanh âm ông ông. Siêu. Một kích toàn lực của Lục Lâm Thiên ít nhất cũng phải bằng công kích của vũ xuất bát trọng đỉnh phong. Dù trên phương diện phòng ngự lại vô cùng cường hãn, thế nhưng đối mặt với một đạo công kích của vũ xuất cửu trọng lúc này hắn cũng đã bị thương. Chân khí trong cơ thể sôi sục, ít hầu cảm thấy ngọt ngọt, hắn cố gắng nuốt máu trong cổ họng xuống. Khục. Trước không trung. Thân hình của đại hán kia cũng không tự chủ được mà phải lui về phía sau mấy bước. Thân thể run lên, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, tuy rằng hắn đã nghe nói qua Lục Lâm Thiên này bất phàm. Chỉ một kích vừa rồi hắn đã đoán được thực lực của Lục Lâm Thiên là vũ xuất tứ trọng. Dù có bất phàm thế nào cũng khó có thể chống lại hắn. Thế nhưng không những Lục Lâm Thiên này có thể chống lại mà có thể đem hắn đẩy lùi một bước. Thực lực này chỉ sợ cũng không kém vũ xuất bát trọng vừa mới đột phá vũ xuất cửu trọng bao nhiêu. Mà Lục Lâm Thiên mới chỉ là vũ xuất tứ trọng. Vũ linh khí huyền cấp, quả nhiên bất phàm. Có kết quả như vậy đại hán này cũng chỉ quy cho vũ linh khí trong tay Lục Lâm Thiên, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ tham lam. Lão đại, thân ảnh nhỏ nhắn của Tiểu Long lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi quan tâm hỏi. Lão đại, huynh không sao chứ? Ta không sao. Cố gắng bình ổn chân khí trong cơ thể, Lục Lâm Thiên nhìn đại hán phía trước rồi nói. Diễm băng song xuất này quả thực bất phàm, một kích toàn lực vừa rồi của hắn cũng không thể lay động mảy may tới người kia. Một kích này có lẽ ngay cả vũ xuất bát trọng cũng phải bị thương. Ầm ầm. Giờ phút này đại chiến kịch liệt nhất vẫn là Bạch Linh và Hồ Hưng Hải, Thiên Độc Yêu Long và Tùng Thanh Sơn, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Lương Bá Quang. Giữa không trung. Thân ảnh mấy người như quỷ mị không ngừng xuất hiện rồi biến mất. Mỗi một lần tiếp xúc đều tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Một cỗ kinh khí cuồng bạo khuếch tán không ngừng tạo thành thanh âm giống như tiếng sấm rền vang vọng trên bầu trời. Chiến đấu kịch liệt bực này khiến cho người của phi linh môn phía dưới líu lưỡi không thôi. Đám người phía xa chạy tới xem xét lúc này cũng vô cùng kinh hãi. Giữa không trung tràn ngập thanh âm chém giết, yêu khí ngập trời, chân khí bạo phát, linh lực tuôn ra. Dưới sự vây công của 70 đầu yêu thú lục giai cùng với hơn 10 vũ xuất của phi linh môn, cường giả Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông đã bắt đầu đánh trả không xuể, rơi vào thế hạ phong. Người tới tuyệt cảnh đều dốc sức liều mạng, muốn đánh chết đối phương thì độ khó lớn hơn một chút. Nhưng chiếu theo tình huống hiện tại thì giết chết hết cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Dù sao trên phương diện thực lực, cường giả phi linh môn đã tăng thêm 70 đầu yêu thú lục giai, đủ để trà đạp vũ xuất của hai tông. Không chỉ phương diện nhân số mà phương diện thực lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Cảnh tượng trên không trung khiến cho đệ tử phi linh môn vô cùng kinh hãi tới mức líu lưỡi. Thế nhưng cũng có không ít người phải dậm chân, bọn họ muốn lên đài nhưng cũng không có cách nào, bởi vì thực lực quá yếu nên chỉ có thể đứng dưới xoa tay không ngừng mà thôi. Không nghĩ tới phi linh môn lại có thực lực như vậy, quả thực quá khủng bố. Vài chục đầu yêu thú lục giai, còn có năm đầu dường như là lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Hai sơn môn Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông lần này liên thủ có lẽ không những không trộm gà được mà còn mất nắm gạo. Quả thực phi linh môn che giấu quá sâu a.
Sợ rằng ngay cả người của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông cũng không có nghĩ tới Phi Linh Môn lại có nhiều yêu thú lục giai như vậy, cũng không biết bọn họ thu phục được ở đâu. Liệu có quan hệ với Vạn Thú Tông hay không? Chỉ sợ ngoài Vạn Thú Tông ra không có sơn môn nào khác có nhiều yêu thú như vậy. Phía xa, không ít người thấp giọng nghị luận, ánh mắt nhìn vào cảnh tượng rung động phía trên không trung. Khi bên ngoài đang kịch chiến thì bên trong mật thất ở đại điện Phi Linh Môn lại có một thân ảnh hư ảo cùng với một thân ảnh già nua đang khoanh chân ngồi. Bên ngoài có chút phiền phức, tiểu tử này lại gây phiền toái rồi. Thân ảnh nhìn qua có chút già nua nói. Thế nhưng tinh quang trong mắt người này đủ để khiến cho người nhìn vào cảm thấy tim đập nhanh hơn vài phần. Một chút phiền toái nhỏ mà thôi, để cho hắn tự mình giải quyết đi. Muốn trở nên mạnh mẽ thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Thân ảnh hư ảo nói tiếp. Chung quanh còn có cường giả chưa ra tay, tới lúc đó nhìn tiếp. Không nghĩ tới lại cũng có người giống như ta, quả thực có chút ngoài ý muốn. Thân ảnh già nua kia nói. Hẳn là cưỡng ép đột phá, tâm tính không đủ khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Có thể còn nghiêm trọng hơn ngươi. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ, nhất định sẽ có biện pháp. Thân ảnh hư ảo nói. Không sao, dù sao cũng lâu như vậy rồi. Thân ảnh già nua kia khẽ thở dài nói. Thanh hỏa lão quỷ, tránh ra cho ta. Trên không trung Phi Linh Môn, lúc này phụ nhân trong diễm băng song xuất quát lên một tiếng. Trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm quang đột nhiên bạo phát. Trong kiếm quang này mang theo hàn khí khiến cho gợn sóng chung quanh đều biến thành màu trắng. Phá! Thanh hỏa lão quỷ cũng không dám kinh thường. Đỗ Yến này là vũ xuất cửu trọng, hiện giờ cơ hồ đã tới vũ xuất cửu trọng đỉnh phong cho nên hắn càng không dám khinh thường. Chân khí nóng bỏng tuôn ra, trong tay nhanh chóng có một đạo trưởng ấn xuất hiện rồi đánh về phía trước. Một trường này đánh ra lập tức có một cỗ năng lượng nóng bỏng tràn ngập không trung khiến cho không gian lắc lư kịch liệt. Trường ấn trực tiếp xuyên qua không gian, ầm ầm va chạm vào kiếm quang. Phanh phanh, kiếm quang, trường ấn va chạm vào nhau, kinh khí ngập trời trong nháy mắt tràn ra trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo. Thanh thế bực này khiến cho đám người phía dưới sợ hãi. Không ít đệ tử Phi Linh Môn phía dưới lúc này từ xa nhìn lại cũng phải líu lưỡi. Khục khục. Trong tiếng bạo liệt này thân ảnh thanh hỏa lão quỷ trực tiếp bị đẩy lùi mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt, trên phương diện thực lực hắn vẫn kém một chút. Siêu! Thừa dịp này Đỗ Yến nhanh chóng tới bên người Lương Tán. Tiểu tử này quả nhiên có chút quỷ dị. Lương Tán quay sang nói với Đỗ Yến bên cạnh. Chúng ta liên thủ, nhanh chóng đánh chết hắn. Đỗ Yến cũng đã sớm nhìn thấy Lục Lâm Thiên và phu quân nàng giao thủ. Vũ xuất tứ trọng có thể chống lại phu quân nàng khiến cho ánh mắt nàng nhìn Lục Lâm Thiên vô cùng lạnh lẽo cùng với kinh ngạc. Hai phu thê nhìn nhau, lập tức chân khí trên người bộc phát. Chân khí thuộc tính hỏa quanh người Lương Tán bùng lên khiến cho không gian chung quanh nóng bỏng. Mà quanh thân Đỗ Yến lúc này vô cùng lạnh lẽo. Xung khắc như nước với lửa, thế nhưng lúc này dưới sự liên thủ của hai người khí tức bạo tăng, uy thế lập tức kéo lên không ít. Lục Lâm Thiên nhướng mày. Hợp kích chi thuật của hai người này quả thực có chút bất phàm. Chịu chết đi. Trong nháy mắt, phu thê diễm băng song xuất hét lớn một tiếng. Đao kiếm giơ lên rồi chém xuống. Hai đạo kiếm quang, đao quang một trái một phải vô cùng quỷ dị đá về phía trước. Đao kiếm giao nhau trực tiếp xé rách không gian. Kiếm quang giống như linh xà xuất động. Đao quang giống như mãnh hổ xuống núi, trực tiếp bắt về phía Lục Lâm Thiên. Thanh hỏa cung phụng, tiểu long. Các ngươi ngăn hai người này lại một chút. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Thực lực của thanh hỏa lão quỷ Lục Lâm Thiên biết. Có thể chống lại một người đã là cực hạn. Mà thực lực tiểu long đương nhiên không đủ. Thế nhưng dựa vào bản thể cường hãn lúc còn ở ngũ giai hậu kỳ cũng đủ để chống lại vũ xuất cửu trọng. Lúc này nó đã đột phá lục giai chỉ sợ càng không thành vấn đề. Mà bản thân hắn chỉ cần kéo dài một chút thời gian là được. Không thành vấn đề. Ánh mắt thanh hỏa lão quỷ trầm xuống, thân hình gầy như que củi kia lại bắn về phía trước. Chân khí thuộc tính hỏa cuồng bạo lập tức tuôn ra, quanh người trong nháy mắt được bao phủ bởi một đám hỏa diễm màu xanh. Ngao! Cùng lúc đó quanh thân tiểu long tràn ngập quang mang, miệng khẽ giống lên một tiếng, thanh âm khuếch tán ra chung quanh mang theo uy áp cực lớn. Chỉ trong nháy mắt tiểu long cũng đã lập tức hóa thành bản thể. Thân thể khổng lồ xuất hiện trong không trung. Thân thể nó dài chừng 600 thước,
toàn thân được bao bọc bởi lân phiến màu vàng, tràn ngập hỏa diễm. Phía dưới có năm long chảo dài mấy mét, chiếc vuốt lớn nhất như một thạch trụ tràn ngập khí tức cường hãn. Mơ hồ có thể nhìn thấy được không gian phía dưới long chảo vặn vẹo, có tiếng sấm ỉ ủng chấn động nhâm tâm vang lên. Bản thể tiểu long xuất hiện lập tức có một khí tức nóng bỏng tới tận cùng tràn ngập. Trong khí tức này ẩn chứa một cỗ uy áp không thể kháng cự. Loại uy áp này tới từ trong linh hồn, huyết mạch. Tiểu long khôi phục bản thể, trong nháy mắt này tất cả những cường giả đang kịch chiến xung quanh đều ngừng lại, linh hồn run rẩy. Lúc này toàn thân mấy chục đầu yêu thú lục giai xung quanh cũng run rẩy. Trên thân tiểu long lúc này ẩn chứa một loại uy áp khiến cho tất cả những yêu thú khác không thể kháng cự. Loại uy áp này tới từ sâu trong linh hồn và huyết mạch. Bái kiến yêu hoàng, trường ngao yêu giải, hổ bối yêu quy, thiết sĩ yêu ngạc, cự đầu yêu giao cũng tất cả những yêu thú chung quanh hành lễ, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Bọn chúng thần phục với thiên độc yêu long là bởi vì thiên độc yêu long là yêu vương của bọn chúng, là vương giả của bọn chúng. Thế nhưng lúc này cảm nhận khí tức trên người tiểu long khiến cho bọn chúng trực tiếp thần phục. Yêu hoàng, bên trong phi linh môn còn yêu hoàng nhất tộc hay sao? Trong thiên tinh tông, thiên quỷ tông, sắc mặt mấy cường giả vũ xuất đại biến. Dường như bọn họ cũng biết được một ít chuyện của yêu hoàng nhất tộc. Nhìn qua bản thể tiểu long lục lâm thiên cũng vô cùng bất đắc dĩ mới để cho tiểu long khôi phục lại bản thể. Thân phận của tiểu long khiến cho lục lâm thiên không dám tùy tiện để cho nó khôi phục bản thể, miễn cho lúc đó trêu chọc tới người của linh hoàng và yêu hoàng nhất tộc. Giờ phút này sắc mặt lục lâm thiên vô cùng ngưng trọng, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Ngao! Lúc tiểu long lộ ra bản thể thì không gian chung quanh lúc này lập tức gió nổi mây phun, thân hình khổng lồ trực tiếp đánh về phía diễm băng song xuất kia. Long chảo đánh thẳng về phía trước, gợn sóng trong không gian lúc này trực tiếp cứng lại. Viêm hỏa thú ảnh. Thủ ấn trong tay thanh hỏa lão quỷ không ngừng biến hóa. Chân khí thuộc tính hỏa cuồng bạo tuôn ra. Trên tay phải hắn lúc này có một cỗ chân khí thuộc tính hỏa tràn ngập. Cả không gian đột nhiên tràn ngập khí tức nóng bỏng. Khí tức cường hãn khuếch tán, trực tiếp bao phủ không gian. Năng lượng bằng chân khí thuộc tính hỏa cuồng bạo tuôn ra đồng thời nhanh chóng bành trướng. Trực tiếp hóa thành đám hỏa diễm khổng lồ trong không gian. Ở giữa không gian trực tiếp bị xé mở tạo thành một đường vòng cung nóng bỏng. Không khí chung quanh lúc này bị xé thành đôi. Mà từ uy thế này có thể thấy được đây là vũ khí huyền cấp trung giai. Ngao! Trong ngọn lửa khổng lồ lúc này có một đầu hỏa lang khổng lồ chừng 500 thước lao ra mang theo uy thế cường hãn bắn về phía diễm băng song xuất kia. Giờ phút này, đao quang kiếm quang của diễm băng song xuất cũng lập tức đánh xuống. Đao quang kiếm quang trực tiếp đan vào nhau khiến cho cả không gian như bị nghiền nát. Ngay sau đó mấy đạo công kích này trực tiếp va chạm vào cùng một chỗ. Phá! Thanh hỏa lão quỷ khẽ quát một tiếng. Đầu hỏa lang khổng lồ kia bỗng nhiên hóa thành một cơn sóng lửa khổng lồ rồi nổ tung. Hỏa diễm nóng bỏng khuếch tán trong bầu trời. Dưới nhiệt độ đáng sợ này hơi nước trong không gian bắt đầu bốc lên, gợn sóng trong không gian đều biến thành màu đỏ, một thanh âm bạo liệt cực lớn bắt đầu từ trên không trung vang vọng ra. Ngao! Long chảo của tiểu long cũng vỗ xuống như xé rách không gian, kinh khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Một ngọn hỏa diễm màu vàng từ trong miệng nó phun ra càng khiến cho nhiệt độ chung quanh tăng lên, hỏa diễm dường như trực tiếp đốt cháy không gian vậy. Phanh phanh, đao mang, kiếm quang, hỏa diễm, mấy đạo năng lượng này khuếch tán tạo thành thanh âm bạo liệt trên không trung, cùng với đó gian rung động kịch liệt. Một mảnh năng lượng đỏ chót tán loạn ra chung quanh. Hỏa lãng khuếch tán, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, đao quang, kiếm quang bị đốt cháy thành hư vô. Đồng thời cũng có kinh khí bàng bạc trực tiếp khuếch tán đập vào người tiểu long cùng thanh hỏa lão quỷ rồi diễm băng song xuất. Một kích liên thủ của hai người so với vũ xuất cửu trọng bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều. Uy lực tương đương với vũ vương nhất trọng. Phanh! Kinh khí bàng bạc đột nhiên va chạm vào ngọn lửa màu xanh quanh người thanh hỏa lão quỷ, một cỗ năng lượng tức thì rung động rồi bạo phát. Ngọn lửa màu xanh của thanh hỏa lão quỷ lập tức nổ tung, cả người thanh hỏa lão quỷ bị đánh bay về phía sau hơn 10 thước. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, huyết khí trong cơ thể cuồng loạn, cố gắng nuốt máu tươi trong cổ họng xuống. Thân hình khổng lồ của tiểu long cũng bị đánh bay ra xa hơn. Thế nhưng kình khí cuồng bạo kia đánh vào trên thân thể tiểu long cũng không có một chút tác dụng nào. Thân hình khổng lồ vặn vẹo rồi lập tức lao thẳng về phía trước.
thực lực của nó tuy rằng không đủ thế nhưng trên phương diện phòng ngự thì tiểu long vô cùng mạnh mẽ. Muốn làm bị thương nó chỉ sợ vũ vương nhất trọng bình thường cũng không làm được. Huống chi lúc này tiểu long đã một lần nữa biến hóa, lực phòng ngự dường như cũng mạnh hơn không ít. Thanh hỏa lão quỷ cũng cắn răng tiến lên, chân khí cuồng bạo tuôn ra, một lần nữa ngăn cản diễm băng song xuất. Trên bầu trời, thân ảnh ba người một thú một lần nữa đối đầu với nhau. Thanh âm kinh thiên vang vọng không trung, lúc này cả không gian to lớn trực tiếp chấn động, gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Những yêu thú chung quanh cùng với cường giả nhân loại khác gần đó cũng tự giác tránh ra xa một chút. Phía sau, trận chiến Lục Lâm Thiên đang đánh ra từng đạo thủ ấn, một cỗ khí tức quỷ dị hội tụ tới. Thủ ấn biến hóa, không gian quanh người hắn gợn sóng trực tiếp chấn động, khí tức bắt đầu trở nên vô cùng quỷ dị. Cách đó không xa, ánh mắt diễm băng song xuất vẫn luôn tập trung lên người Lục Lâm Thiên. Hai người lúc này cũng cảm giác được khí tức trên người Lục Lâm Thiên có biến hóa, dường như cũng dự đoán được Lục Lâm Thiên đang chuẩn bị công kích gì đó. Thế nhưng dưới sự dây dưa của Thanh Hỏa Lão Quỷ và Tiểu Long bọn họ không có cách nào thoát khỏi. Hết thảy những chuyện này hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào để ý tới. Bây giờ hắn đang toàn tâm ngưng tụ vũ kỹ, ngưng thần tĩnh khí. Trong tay Lục Lâm Thiên đang hiện lên từng vòng cung huyền ảo, không gian quanh người được bao phủ bởi tia sáng chói mắt, chân khí nhanh chóng tuôn ra, giống như là có ngàn vạn con ngựa từ trong cơ thể phi ra vậy. Rồi trong bàn tay phải của Lục Lâm Thiên xuất hiện hào quang bảy màu vô cùng kỳ dị, sau đó có một đầu phượng hoàng bằng năng lượng xuất hiện. Đầu phượng hoàng này toàn thân đỏ tươi, giống như là hỏa diễm. Hai cánh mở ra mang theo hỏa diễm tràn ngập khiến cho không gian chung quanh lắc lư. Tiếp theo trên tay trái Lục Lâm Thiên thủ ấn cũng nhanh chóng kết xuất tạo ra một đạo quang mang hắc sắc rồi ngưng tụ thành một đầu yêu thú bằng năng lượng. Toàn thân yêu thú bằng năng lượng này được bao phủ bởi lân phiến màu đen, thân hình giống rùa thế nhưng lại có một đầu mãng xà xoay quanh phía trên lưng rùa, hai yêu thú cùng chung một thể xác. Rùa rắn tương giao, giống như vật còn sống mang theo một cỗ uy áp cực lớn. Khí tức năng lượng bàng bạc giờ phút này lặng lẽ tràn ra chung quanh. Phù! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi rồi nhìn hai đầu yêu thú bằng năng lượng trên hai tay mình, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sau đó lập tức lòng bàn tay nâng lên, đem hai đầu yêu thú dung hợp. Thứ Lục Lâm Thiên đang thi triển chính là con bài chưa lật cuối cùng của hắn. Dung hợp Huyền Vũ Quyết cùng với Chu Tước Quyết, đây cũng là công kích mạnh nhất mà hiện tại Lục Lâm Thiên có thể thi triển ra. Lần trước ở Quỷ Vũ Tông, Lục Lâm Thiên thi triển Chu Tước, Huyền Vũ Quyết này chỉ là vũ tướng mà thôi thế nhưng cũng trực tiếp chống lại được Thôi Mệnh Phán Quan bằng năng lượng thể. Mặc dù không thành công thế nhưng uy lực cực kỳ cường hãn. Uy lực khi đó có thể tương đương với vũ xuất ngũ trọng, lục trọng. Mà bây giờ hắn đã là vũ xuất tứ trọng, khi thi triển liệt không cửu kích cũng có uy lực vũ xuất bát trọng đỉnh phong, gần với vũ xuất cửu trọng. Chu Tước Quyết dung hợp với Huyền Vũ Quyết dường như còn mạnh hơn liệt không cửu kích một chút. Tương đương với vũ kỹ huyền cấp đỉnh phong. Lục Lâm Thiên phỏng đoán thi triển Chu Tước Quyết dung hợp với Huyền Vũ Quyết có lẽ còn mạnh hơn liệt không cửu kích một chút. Có lẽ có thể chống lại diễm băng song xuất, cũng để hắn biết rõ xem rốt cuộc uy lực của con át chủ bài này ra sao. Dưới tình huống bình thường đương nhiên Lục Lâm Thiên không dám thi triển con bài chưa lật cuối cùng này. Bởi vì một khi thi triển tiêu hao quá lớn, có lẽ sau khi thi triển thì tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng lúc này Phi Linh Môn đã chiếm ưu thế tuyệt đối khiến cho hắn có thể yên tâm thi triển. Thủ ấn Lục Lâm Thiên biến hóa, hai đầu yêu thú bằng năng lượng thể mang theo thú uy cường hãn dung hợp vào một cỗ. Trong nháy mắt khu vực nơi hai đầu yêu thú bằng năng lượng thể tiếp xúc, hắc quang đen như mực kia và hào quang thần dị bảy màu bắt đầu chồng lên nhau. Trải qua lần dung hợp trước đó, lúc này Lục Lâm Thiên một lần nữa thi triển thì dễ dàng hơn nhiều. Siêu! Hai đạo thú ảnh trọng điệp. Một thanh âm trầm thấp vang lên, hai cỗ quang mang va chạm rồi bắn ra quang mang mạnh mẽ khiến cho cả không gian run rẩy. Lúc này ngay cả hư không cũng bắt đầu vặn vẹo, một cỗ khí tức quỷ dị khuếch tán. Hai ấn quyết dung hợp, chân khí bàng bạc trong cơ thể Lục Lâm Thiên nhanh chóng tuôn ra. Chân khí trong kinh mạch rộng lớn lúc này liên miên vận chuyển rồi rót vào trong Chu Tước Quyết và Huyền Vũ Quyết dung hợp. Theo chân khí tiến vào, hai đạo ấn quyết này hoàn toàn dung hợp. Đầu phượng hoàng và quy xà đen như mực kia cuốn lại cùng một chỗ, mơ hồ hiện lên sự vui vẻ. Trong nháy mắt này cả không gian run rẩy, không gian trên hai đầu thú ảnh vốn cuồng bạo lúc này trở nên bình tĩnh lại,
dường như không có một chút năng lượng nào ba động. Thế nhưng trong lúc mơ hồ lại có một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn. Gợn sóng khuếch tán ra bốn phái. Ầm ầm. Trên không trung, từng thanh âm vang vọng, hai người Diễm Băng Song Xuất liên thủ phối hợp, uy thế đại tăng. Tiểu Long cùng Thanh Hỏa lão quỷ lần nữa bị đẩy lùi. Khóe miệng Thanh Hỏa lão quỷ xuất hiện một tia máu. Phanh. Thân thể Tiểu Long trực tiếp đập xuống vào một đỉnh núi phía dưới khiến cho toàn bộ đỉnh núi bị thân thể Tiểu Long phá hủy. Mặt đất trực tiếp rạn nứt, chỉ trong nháy mắt thân thể Tiểu Long lại tiếp tục bắn lên không trung, căn bản không có một chút thương thế nào. Lực phòng ngự cường hãn như vậy khiến cho hai người Diễm Băng Song Xuất kinh hãi không thôi. Ngay khi Tiểu Long cùng với Thanh Hỏa lão quỷ muốn tiến lên thì một thân ảnh màu xanh đã ngăn cả trước người hai người rồi nói. Tốt rồi, để cho ta tới. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh chóng bắn về phía trước. Mỗi bước chân bước ra đều khiến cho không gian rung động. Trên mặt Lục Lâm Thiên lúc này cũng hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Cuối cùng bàn tay đẩy về phía trước. Đạo thủ ấn được dung hợp giữa hai đầu thú ảnh nhanh chóng bắn về phía Diễm Băng Song Xuất, một cỗ năng lượng cường hãn mà kinh khủng đột nhiên tuôn ra sau một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng không gian. Chu Tước Huyền Vũ Quyết. Mà trong nháy mắt khi hai đầu yêu thú bằng năng lượng được đẩy ra cả không gian run rẩy, gợn sóng trong không gian nhanh chóng lan tràn, chấn động. Không gian cơ hồ như muốn sụp đổ, gợn sóng bị nghiền nát không ngừng tạo thành một khe nứt màu đen tỏa ra khí tức rung động nhân tâm.